Trời ơi, những người này là ai? Tại sao họ lại bay trên không và hạ cánh ở đây? Họ không biết quy định của đại hội sao? Sao họ dám bay cơ chứ? Ha ha, cậu không biết sao? Những người này không phải người bình thường, bọn họ là cao thủ trục tiên. Cái gì, trục tiên? Mọi người đều kinh ngạc, thi nhau nhìn về phía những thân ảnh được bao bọc trong tiên khí, trong mắt tràn đầy sự tôn kính và khao khát. Cung nghênh các cao thủ trục tiên đại giá. Những tiếng hô vang lên. Những người đứng đầu đại hội cũng đi tới, ngay cả Huyền Dương đang đứng dưới chân núi cũng đã lên tới nơi. Có lẽ Huyền Dương đứng dưới chân núi không phải để đón mọi người mà để chờ trục tiên. Người mặc áo choàng nhìn chằm chằm trục tiên một hồi, sau đó nhìn trái nhìn phải và rời đi. Bố ơi, tên kỳ lạ đó đã đi rồi. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng rời đi, Lý Vân kéo tay áo Lý Chiêm Quốc và thì thầm. Lý Chiêm Quốc vẫn đang nói chuyện với ông Trình, vẻ mặt biến sắc, vội vã nhỏ giọng nói với con gái, tên kỳ lạ nào. Nhớ kỹ, Tiểu Vân, chúng ta không quen cậu ta, chỉ là vô tình gặp mặt mà thôi. Nhớ chưa? Vâng. Mọi người hãy ổn định chỗ ngõi. Hội nghị 10 năm một lần của chúng ta sắp bắt đầu. Ông ta dứt lời, khung cảnh xôn xao náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Mọi người ngừng nói chuyện và lần lượt ngồi xuống. Và không lâu sau, người mặc áo choàng ban nãy rời đi lại quay lại. Người đàn ông mặc áo choàng lại xuất hiện tại hội trường, bước đi thong thả, vẻ mặt bình tĩnh, như thể sự ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến người đó. Lý Chiêm Quốc khẽ cau mày và nghĩ thầm, tại sao cậu ta lại quay lại? Chẳng lẽ cậu ta đã làm xong việc cần làm rồi sao? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không dám bộc lộ ra ngoài, cố gắng không chọc tức đối phương. May mắn thay, người đàn ông mặc áo choàng dường như nhìn thấy sự lo lắng của ông ta nên chỉ đứng ở phía sau chứ không lại gần Lý Chiêm Quốc. Nhìn thấy khách đến, Huyền Dương lại lên tiếng, các vị, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây là vì võ học, đạo học, trật tự thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ ở đây, cùng thảo luận về một thế giới mới. Được. Những tiếng reo hò vang lên từ hiện trường. Nhiều người tỏ ra vô cùng phấn khích. Suy cho cùng, đây là hội nghị có ảnh hưởng đến tương lai của Long Quốc. Mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần, hy vọng có thể thể hiện tài năng của mình tại hội nghị này để đạt được danh vọng và địa vị, như vậy sau này có thể trở thành bá chủ một vùng. Suy cho cùng, chỉ cần được đại hội công nhận thì sau này đạt được thành công không khó. Mọi người nên biết, hiện tại Long Quốc không hề bình yên. Đừng nói đến tình hình bên ngoài lãnh thổ hỗn loạn như thế nào. Chỉ nói riêng tình hình trong nước đã rất phức tạp, các thế lực tà đạo hoành hành và vô số kẻ có ý đồ xấu xa. Bây giờ đại hội muốn chỉnh đốn lại trật tự, không biết các vị có kế sách gì hay không? Huyền Dương nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai muốn làm người đầu tiên lên tiếng. Lúc này, một bóng người nhảy lên. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào người đàn ông này. Là Nam Vực Vương. Có người kêu lên. Nam Vực Vương là bá chủ Nam Vực, uy phong như vậy. Xem tình hình này, chỉ e rằng hắn cũng muốn đến dựa hơi đại hội. Ồ, chẳng dựa hơi thì sao? Súng đã lên nòng rồi, nếu hắn không thể hiện thiện chí với đại hội, e rằng mục tiêu tiếp theo của đại hội sẽ là khu vực phía nam của hắn. Mọi người bên dưới đang xì xào bàn tán. Huyền Dương đại nhân, bỉ chức có đôi lời thô lỗ muốn phát biểu. Nam Vực Vương chắp tay lại và nói. Nam Vực Vương, mời nói. Huyền Dương khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Những gì những người bên dưới bàn tán là đúng. Nam Vực Vương đã thống trị lãnh thổ phía Nam mà không báo cáo với đại hội. Đại hội quả thực có ý định sẽ chỉnh đốn lại, giờ Nam Vực Vương tự bước lên đây, quả thực đã bớt được cho đại hội không ít việc. Đa tạ Huyền Dương đại nhân. Nam Vực Vương mỉm cười, sau đó quay người nói với mọi người. Mọi người ở đây đều là những người có máu mặt và quyền lực thông thiên tại Long Quốc của chúng ta. Với tư cách là tầng lớp tinh hoa, các bạn nên đóng góp cho hòa bình và trật tự của Long Quốc. Tôi nghĩ chúng ta nên thành lập một tổ chức lớn hơn. Mọi người hãy đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của đại hội nhằm mang lại trật tự cho Long Quốc. Mọi người nghĩ sao? Hắn ta vừa dứt lời, vẻ mặt của vô số người trong nháy mắt thay đổi. Nói vậy chẳng phải bắt tất cả chúng ta đều phải tham gia đại hội sao? Nam Vực Vương này thật vô liêm sỉ, hắn lại lợi dụng chúng ta để bày tỏ lòng trung thành với đại hội. Chết tiệt! Nhiều người thầm chửi bới nhưng cũng không dám công khai phản đối. Suy cho cùng, đại hội nhất định sẽ ủng hộ chiến lược này. Nếu công khai phản đối, chẳng phải là một cái tát vào mặt đại hội sao? Nam Vực Vương, không phải là chúng tôi không muốn, chỉ là chuyện này. Có người nói nhưng lại thôi. Long Quốc có chính phủ quản lý trật tự rồi, có
còn cần các người làm cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Những âm thanh ồn ào xung chợt im bặt, ánh mắt mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Đó là người đàn ông mặc áo choàng vẫn đứng ở góc hội trường, giọng nói bình tĩnh và kiên định. Gương mặt Nam Vực Vương lập tức biến sắc, mọi người đều chết lặng và kinh ngạc nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Không ai ngờ rằng vào dịp như vậy lại có người dám nói ra lời đó. Điên rồi, đây là... Nam Vực Vương lập tức tỏ ra tức giận, chỉ vào người mặc áo choàng và hét lớn, vị bằng hữu này, đại hội là muốn duy tia trật tự và an toàn cho Long Quốc. Hơn nữa, việc duy tỷ trật tự không chỉ căn tới chính phủ mà đó là trách nhiệm của mỗi người dân Long Quốc. Cậu nói lời này không cảm thấy mình hẹp hòi sao? Người đàn ông mặc áo choàng nhẹ nhàng mỉm cười đáp, Nam Vực Vương, tôi không có ý nghĩ ngờ đại hội, chỉ là có ý muốn nhắc nhở mọi người đừng quên sơ tâm ban đầu của võ giả chúng ta. Trật tự không phải là thứ có thể được duy trì bởi một tổ chức mà là nhờ ý thức tự giác của mỗi người. Nếu thực sự vì tổ quốc thì tham gia đại hội hay không đâu có gì khác nhau. Lẽ nào mọi người gia nhập đại hội để củng cố quyền lực của đại hội, giúp càng nhiều người mưu lợi cá nhân thì đúng hơn nhỉ? Lời này vừa nói ra, vô số người há hốc miệng. Đây không phải công khai đối đầu với đại hội thì là gì? Người này là ai? Sao có thể điên như vậy? Những lời này chính là một cái tát vào mặt tất cả mọi người trong đại hội. Không ai dám nói gì nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Huyền Dương ánh mắt hơi lóe lên, nhìn người mặc áo choàng này hồi lâu, sau đó bình tĩnh hỏi, vị bằng hữu này, cậu là ai? Danh tính của tôi quan trọng lầm sao? Những khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đều là những người xuất chúng trong các lĩnh vực khác nhau. Vị bằng hữu này, nếu cậu không thể xác thực danh tính của mình, tôi có thể nghi ngờ rằng cậu đã tự ý đột nhập vào núi Thánh Huyền của chúng tôi. Nếu vậy, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Huyền Dương bình tĩnh nói. Ồ, vậy ra đại hội cũng coi trọng thân phận địa vị, thay vì tập trung vào thực lực. Người mặc áo choàng cười đáp. Danh con, đây là nơi nào? Đến lượt cậu nói nhảm ở đây sao? Cậu nói mình có thực lực. Vậy cậu có năng lực gì? Một gã đàn ông vạm vỡ đứng dậy, chỉ vào người đàn ông mặc áo choàng và chửi rủa. Tôi có rất nhiều năng lực, ý ông muốn hỏi loại năng lực nào? Người mặc áo choàng mỉm cười hỏi. Vậy để tôi xem nắm đấm của cậu lớn đến đâu? Gã đàn ông vạm vỡ gầm lên, giơ nắm đấm lên định tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng giây tiếp theo, bịch, người đàn ông mặc áo choàng giơ nắm đấm lên, nhanh như chớp dùng lực rất mạnh đánh vào nắm đấm của gã đàn ông vạm vỡ. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của gã đàn ông vạm vỡ vỡ vụn, hắn ta bay về phía sau và nặng nề ngã xuống đất. Cái gì? Vô số người đứng phất dậy. Đây là võ lực quân, nghe nói ông ta khỏe đến nỗi rời được cả núi, vậy mà lại bị một quyền của người này đánh bay. Lẽ nào nói người này còn mạnh hơn cả võ lực quân hay sao? Không ai có thể tin được những gì mình nhìn thấy. Huyền Dương cau mày, nhìn về phía các quan chức cấp cao đại hội ở phía sau. Mọi người đều im lặng. Khi đại hội được thành lập, mục đích ban đầu là để duy trì hòa bình cho võ đạo, bảo vệ hòa bình của Long Quốc, hạn chế những cao thủ võ đạo ỷ mạnh làm càn. Nhưng chủ ý của Nam Vực Vương hôm nay dường như không đi đúng theo hướng đó lắm. Để các thế lực gia nhập đại hội chẳng phải là đang khuếch đại thế lực của đại hội sao? Nếu trong đại hội xuất hiện kẻ xấu, trong tay nằm nhiều quyền hành thì sự an toàn của Long Quốc làm sao có thể đảm bảo? Người mặc áo choàng lập tức hỏi. Tôi, cái này. Người đàn ông không nói gì nữa. Huyền Dương hít sâu một hơi, biết mình không thể tiếp tục đề tài này, chỉ có thể khản giọng nói. Đã như vậy, đề nghị của Nam Vực Vương chúng ta tạm thời không thảo luận. Mọi người đều sợ hãi và xì xào thảo luận về danh tính của người đàn ông mặc áo choàng. Kẻ nào mà dám cả gan làm nhục đại hội? Chẳng lẽ kẻ này đã ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Có điều Huyền Dương đã lựa chọn không tiếp tục chủ đề này nên cũng không có ai nói thêm nữa. Ai cũng có thể thấy rằng Huyền Dương và những người khác đang rất tức giận, nhưng không thể vì một kẻ như vậy mà để hội nghị lần này gặp trục trặc giải đấu đại hội. Đi điều tra danh tính của kẻ đó. Trên chiếc ghế phía sau Huyền Dương, một ông già tóc bạc trắng liếc nhìn người mặc áo choàng, sau đó lại nhìn chiếc quan tài mới toanh bên cạnh, thấp giọng nói. Vâng. Những người xung quanh lập tức rời đi. Huyền Dương phớt lờ người đàn ông mặc áo choàng và tiếp tục chủ trì hội nghị. Ánh mắt của mọi người dần rời khỏi người đàn ông mặc áo choàng. Mặc dù nhiều người vẫn đang suy đoán về thân thế của người đàn ông kỳ lạ này. Những người trong đại hội đúng là tốt thật, lại để cho kẻ đó tiếp tục sống sót. Nếu là trục tiên chúng ta chủ trì hội nghị hôm nay thì kẻ đó đã chết vô số lần rồi. Một trong những cao thủ,
Trục Tiên liếc nhìn sang Lâm Dương Lâm Chính, sau đó nhếch khóe miệng cười lạnh nói. Đại hội dù sao cũng là đại hội, bọn họ muốn giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Nếu giết người chỉ vì họ nói vài câu, chẳng phải danh tiếng của đại hội sẽ bị hủy hoại sao? Một người đàn ông lịch lãm bên cạnh bình tĩnh nói, nhưng đừng nghĩ rằng đại hội đơn giản như vậy. Nếu người này phản đối đại hội, điều đó có nghĩa là người này sẽ không sống được bao lâu nữa. Cứ chờ mà xem, người này sẽ sớm phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình mà thôi. Những người ngồi gần đó nghe vậy thì khóe miệng đều nhếch lên mỉm cười. Hội nghị lại tiếp tục. Ngay sau đó, một giọng nói lại vang lên. Huyền Dương đại nhân, tôi có chuyện muốn phát biểu, không biết có thể góp vài lời hay không? Mọi người nhìn sang, đó là một doanh nhân rất nổi tiếng ở Long Quốc, tài sản không kém gì Lý Chiêm Quốc. Là chủ tịch Tư Đồ sao, ông cứ nói ra suy nghĩ của mình. Hội nghị này là để mọi người thảo luận. Huyền Dương đáp. Tư Đồ Chính nghe xong liền đột nhiên nhìn về phía nhóm người ngồi ở hàng ghế sau. Những người đó là thành viên của những gia tộc lớn đến từ Yên Kinh. Nhà họ Long, nhà họ Hàn và những gia tộc khác của Yên Kinh, đặc biệt là nhà họ Lương cũng tới. Người đại diện của nhà họ Lương là Lương Vệ Quốc, Lương Hồng Trang và Lương Phong Nghiêm đều có mặt tại đây. Đặc biệt là Lương Huyền Mi cũng có mặt. Là người mạnh nhất nhà họ Lương, cô ấy xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhìn thấy Tư Đồ Chính nhìn về phía này, mọi người đều cau mày. Tư Đồ Chính lúc này đột nhiên cười khúc khích nói, mọi người, một thời gian trước hẳn là đã nghe nói đến một kẻ mất trí công khai khiêu khích đại hội và phá hoại hòa bình trật tự mà đại hội đã dày công thiết lập từ lâu phải không? Lời này vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu bàn tán. Chẳng lẽ Chủ tịch Tư Đồ đang nói Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Một người hỏi, đúng, là Lâm Thần. Tư Đồ Chính hừ lạnh. Đúng là Lâm Thần Y của Giang Thành. Hắn lừa gạt mọi người, làm rất nhiều điều ác. Hơn nữa, hắn còn công khai khiêu khích đại hội vì muốn phá hoại hòa bình của Long Quốc. Kẻ ác như vậy, trời đất không dung. Chúng ta không thể để hắn sống. Những tiếng la hét nối nhau vang lên. Trên mặt Huyền Dương lại hiện lên nụ cười. Ông ta liên tục gật đầu, mỉm cười nói, mọi người xin hãy kiên nhẫn. Về chuyện của Lâm Thần Y, đại hội giải đấu đại hội đã nghĩ ra biện pháp xử lý rồi. Mọi người cứ yên tâm đi. Nghe vậy, nét mặt tất cả các gia tộc ở Yên Kinh đều rất khó coi. Họ biết rằng Tư Đồ Chính đang tấn công họ. Suy cho cùng, những gia tộc này ít nhiều đều liên quan gì đó đến Lâm Thần Y hoặc Dương Hoa. Ông ta công khai nhắc tới Lâm Thần Y tại hội nghị, rõ ràng là muốn làm khó họ. Huyền Dương đại nhân, đối với phương án xử lý Lâm Thần Y, tôi đề nghị phải nhanh mạnh nghiêm khắc. Không thể để loại sâu bọ như vậy tiếp tục ung dung không bị trừng phạt. Ngoài ra, thành viên các tổ chức, đảng phái có liên quan đến Lâm Thần Y cũng tuyệt đối không thể tha. Tư Đồ Chính nói rồi chắp tay. Ông đang nói vớ vẩn gì ở đây thế? Cuối cùng, Lương Huyền Mi của nhà họ Lương không thể chịu đựng được nữa, nghiến răng nghiến lợi quát lên, Lâm Thần Y sao có thể là sâu bọ? Nhiều năm qua, Lâm Thần Y đã chữa bệnh cho không biết bao. Nhiều người dân Long Quốc, thậm chí cả những võ giả bị thương nghiêm trọng cũng nhận được sự giúp đỡ của Học viện Huyền Y Phái. Tôi thậm chí còn nghe nói người nhà của Tư Đồ tiên sinh đây cũng đã từng được cứu tại Học viện Huyền Y Phái. Bây giờ ông đang đổi trắng thay đen, lấy oán báo ân sao? Tư Đồ Chính, ông làm vậy thật không đáng làm người. Lương Huyền Mi dứt lời, mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhìn về phía đó. Huyền Mi, im miệng. Lương Vệ Quốc hét lớn. Con không thể chịu đựng được khi họ vu khống Lâm Thần Y như thế này. Lương Huyền Mi nghiến răng nói. Lương Vệ Quốc vẻ mặt nghiêm lại. Nhưng cuối cùng đành thở dài, đứng dậy chắp tay nói, Huyền Dương đại nhân, hậu bối nhà chúng tôi còn trẻ, tính tình bốc đồng, lời nói của nó quá thẳng thản, xúc phạm đến uy nghiêm của đại hội. Tôi xin thay mặt nhà họ Lương xin lỗi đại hội, nhưng những gì Huyền Mi nói không phải là không có lý. Những lời mà Lâm Thần Y đã nói trên TV trước đây quả thực là không phù hợp, tuy nhiên đây chỉ là sự khác biệt về tư tưởng giữa đại hội và Lâm Thần Y. Tôi nghĩ chỉ dựa vào điều này mà phủ nhận toàn bộ cống hiến trước đó của Lâm Thần Y thì không đúng. Lương Vệ Quốc, ý ông là gì? Ông muốn ủng hộ Lâm Thần Y sao? Hừ, lẽ nào ông và hắn cùng một phe, đều có ý kiến với đại hội? Tư Đồ Chính hừ lạnh. Ai chẳng biết nhà họ Lương và Lâm Thần Y có quan hệ mật thiết. Tôi đoán nhà họ Lương đã bất mãn với đại hội từ lâu rồi phải không? Lương Vệ Quốc, có một số việc không nên nói nhảm, tôi khuyên ông không nên u mê mãi không tỉnh. Mọi người đều nhìn ra Lâm Thần Y là kẻ như thế nào, hẳn thậm chí còn phản đối đại hội. Tội danh này làm sao có thể rửa sạch đây? Nhà họ Lương tốt nhất đừng đứng nhầm phe.
mọi người đều buộc tội nhà họ Lương và cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Nhà họ Lương lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Lương Vệ Quốc, ông điên rồi sao? Đây là địa điểm tổ chức hội nghị của đại hội, vậy mà ông lại tới đứng ra bênh vực Lâm Thần Y. Ông muốn nhà họ Lương chôn cùng Lâm Thần Y sao? Người nhà họ Long bên cạnh thấp giọng nói, ông không biết sao, cách đây không lâu, người trong đại hội đã tấn công học viện Huyền Y Phái. Đại hội và Lâm Thần Y hiện tại đã rơi vào thế một mất một còn. Ông đúng là, sốt như bò. Người họ Long hừ lạnh và ngừng nói. Huyền Dương dáng vẻ trêu đùa nhìn nhà họ Lương, một lúc sau mới mỉm cười nói, Lương tiên sinh nói đúng, đại hội của chúng ta và Lâm Thần Y chỉ là có ý kiến khác nhau. Xin đừng đưa ra bất kỳ nhận xét cực đoan nào. Dù sao, đại hội chúng ta đều tuân theo trật tự. Có điều, nếu chúng ta đã nhắc tới Lâm Thần Y thì cũng không thể bỏ qua những tội lỗi mà cậu ta mắc phải. Huyền Dương thay đổi chủ đề, với giọng điệu có chút nghiêm túc, ông ta nói tiếp, cậu ta lên TV công khai công kích đại hội, đây hoàn toàn là hành động khiêu khích và nghi ngờ đại hội. Hành vi như vậy khiến chúng tôi phải có biện pháp ứng phó phù hợp. Đợi hội nghị lần này kết thúc sẽ tiến hành. Có điều lần hành động này sẽ không chỉ nhằm tới Lâm Thần Y và Dương Hoa mà còn có một số thế gia đã giúp đỡ Lâm Thần Y, không biết mọi người có nghe được thông tin gì về việc này chưa? Ông ta nói dứt lời, xung quanh không một tiếng động. Vô số ánh mắt lại nhìn các gia tộc ở Yên Kinh. Nhà họ Lương và người của những gia tộc khác nét mặt cũng xa xăm lại, không ai dám nói gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự uy hiếp của Huyền Dương. Chỉ sợ nhà họ Lương đã bị ông ta đưa vào danh sách đen. Nhưng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Huyền Dương đại nhân, tôi cảm thấy ông nói không đúng. Mọi người giật mình và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Một nhóm người mặc áo choàng bước ra. Là người của Thiên Cung Trường Sinh. Xung quanh lại vang lên tiếng xì xâm thảo luận. Người đứng đầu là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, là cung chủ mới của Thiên Cung Trường Sinh, Họa Vũ. Kể từ khi Lâm Chính tới và tạo ra những thay đổi lớn tại Thiên Cung Trường Sinh, vị trí cung chủ cũng đã được giao cho người khác. Thiên Cung Trường Sinh cũng đã tiến hành trùng tu, rất nhiều người đã rời đi và cũng có rất nhiều người mới gia nhập. Thiên Cung Trường Sinh trong khoảng thời gian này vẫn sống rất bình lặng, nhưng với tư cách là một đại môn phái của các thể gia y đạo ở ẩn, bọn họ đương nhiên có tư cách tham gia đại hội. Thì ra là Họa Vũ cung chủ. Huyền Dương hơi cau mày, nhưng rất nhanh phục hồi trạng thái bình thường, cười nói, không biết Họa Vũ cung chủ muốn nói gì. Huyền Dương đại nhân, Lâm Thần Y chỉ là nói những lời không phù hợp với quan điểm của đại hội. Nhưng những gì cậu ấy làm đều là những việc tạo phúc cho dân. Nếu dựa vào việc này mà trừng phạt Lâm Thần Y thì đâu có thỏa đáng. Còn về những thế gia giúp đỡ cậu ấy, đều chỉ là lời đồn chứ không hề có chứng cứ, mà dù là có thật, bọn họ có lẽ cũng chỉ giúp phổ độ chúng sinh, đều là việc tốt, sao có thể trừng phạt họ kia chứ? Hình phạt này căn cứ vào đâu? Họa Vũ bình tĩnh nói. Mọi người nghe thấy những lời này, lần lượt gật đầu. Họa Vũ cung chủ, người khác không biết, nhưng tôi thì biết rõ Lâm Thần Y đó từng là đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh, cho nên bà nói đỡ cho hắn ta cũng là chuyện bình thường. Nam Vực Vương đứng lên, nghiêm giọng nói. Là đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh thì đã sao? Lẽ nào muốn nói tất cả đệ tử của chúng tôi đều đáng xấu hổ sao? Họa Vũ hừ lạnh một tiếng, Nam Vực Vương, hy vọng ông cẩn thận trong lời nói và hành động, không? Nên ăn nói tùy tiện, nếu ông dám sỉ nhục Thiên Cung của chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi lật mặt không nhận người. Bà nói cái gì? Nam Vực Vương tức giận, còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Huyền Dương ngăn lại. Lời của Họa Vũ cung chủ có chỗ không đúng, bà nói đại hội không có chứng cứ, vậy thì sau đây tôi sẽ cho các vị xem chứng cứ. Nói xong, Huyền Dương xua tay. Họa Vũ cau mày, trầm mặc hồi lâu mới nói, làm sao có thể chứng minh những người này là do Lâm Thần Y giết chết. Việc này không cần phải chứng minh, bởi vì đây là những người Lâm Thần Y giết khi xông vào núi Thánh Huyền trước mặt tất cả chúng tôi. Huyền Dương bình tĩnh nói. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, toàn bộ những người có mắt đều bị sốc. Lâm Thần Y sao lại to gan như vậy? Sao lại dám xông vào núi Thánh Huyền, giết người của đại hội? Hắn điên rồi sao? Lẽ nào Lâm Thần Y thật sự đúng như lời Huyền Dương đại nhân nói, là một kẻ điên coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người? Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Họa Vũ không nói gì. Tuy rằng Họa Vũ là cung chủ mới, rất ít tiếp xúc hiện tại với Lâm Chính, nhưng xét theo thông được, Lâm Chính quả thực có khả năng làm ra việc này. Hơn nữa, tôi cũng không sợ mất mặt đại hội, trên thực tế Lâm Thần Y không chỉ giết người của đại hội mà còn âm mưu bắt cóc Gia Cát Xuyên đại nhân của chúng tôi.
Hiện tại, Gia Cát Xuyên đại nhân vẫn đang ở Giang Thành không rõ sống chết. Đã làm ra việc như vậy mà còn có người muốn bảo vệ cậu ta. Huyền Dương chậm rãi nói. Mọi người hít một hơi lạnh, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Đối với đại hội, những động thái này là một lời tuyên chiến rõ ràng. Chuyện lần này xem ra rắc rối rồi. Hoa Vũ thì thầm. Cung chủ. Xung quanh có người còn muốn lên tiếng nhưng bị Hoa Vũ ngăn lại. Tôi biết mọi người đều muốn giúp Lâm Thần Y, để cậu ấy giúp chúng ta xây dựng lại thiên cung. Nhưng với cục diện hiện tại, thiên cung trường sinh chúng ta không thể kiểm soát được nữa. Thiên cung chúng ta hiện tại thực sự không có tư cách đối đầu với đại hội, chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi, Hoa Vũ nói. Vâng. Những gia tộc đến từ Yên Kinh cũng có phản ứng tương tự. Những người có liên quan đến Lâm Thần Y và Dương Hoa thì vẻ mặt càng khó coi hơn. Huyền Dương liếc nhìn Hoa Vũ một cái, hơi nheo mắt lại, cười nói, các vị, hiện tại việc đã đến nước này, tôi sẽ nói thẳng. Vấn đề nghị luận chính của đại hội lần này chính là trừ Mét. Mọi người giật mình, quay sang nhìn Huyền Dương. Chỉ thấy Huyền Dương đang thong thả bước đi trên sân khấu và chậm rãi nói. Những năm gần đây, Long Quốc phát triển nhanh chóng, rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất xuất hiện trong võ đạo. Tuy nhiên, rất nhiều trong số những người này không bị đại hội kiềm chế dẫn đến bọn họ tàn sát người vô tội, không tội ác nào không làm khiến sinh linh đổ thán. Và Lâm Thần Y chính là một trong những ví dụ điển hình nhất. Không phải đại hội chưa từng tìm cách dạy dỗ và khai hóa cậu A, mà là cậu ta vô cùng cố chấp, ngày càng quá đáng, thậm chí còn dám ra tay tàn độc với đại hội. Hội trưởng của chúng tôi ngày hôm qua đã chính thức ban hành mệnh lệnh, sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng trên toàn bộ Long Quốc, nhằm làm sạch vùng đất này. Tất cả tà ma ngoại đạo đều sẽ bị tiêu diệt thành cho bụi. Nhưng chúng tôi biết việc lớn như vậy không thể làm được bằng sức một người, cho nên hy vọng các vị ngồi đây có thể góp sức cùng đại hội. Tôi biết. Những tổ chức giống như Dương Hoa có ảnh hưởng rất lớn. Trong số các vị có không ít người có liên hệ với họ. Nhưng tôi có thể nói với mọi người, chỉ cần hôm nay mọi người tỏ rõ thái độ ủng hộ đại hội, chúng tôi sẽ không truy cứu những việc đã xảy ra nữa. Huyền Dương nói đến đây, liền mỉm cười nói, nhưng không biết các vị nghĩ thế nào. Mọi người nhìn nhau, lưỡng lự. Nhưng Nam Vực Vương là người đầu tiên đứng lên, lớn tiếng hô, ủng hộ mọi quyết định của đại hội, diệt ma hộ đạo, tiêu trừ cái ác. Huyền Dương rất hài lòng, nhìn về phía Thiên Cung Trường Sinh. Hoa Vũ im lặng. Cung chủ, ý bà thế nào? Ánh mắt đám đông lập tức đổ đồn về phía đó. Hoa Vũ trên mặt không chút cảm xúc, cũng không nói gì. Mọi người đều nhận ra Huyền Dương đang ép Thiên Cung Trường Sinh, nhà họ Lương và tất cả các gia tộc, môn phái có quan hệ với Lâm Chính ra quyết định. Rằng họ sẽ đi theo đại hội hay tiếp tục giúp đỡ. Lâm Chính. Nếu họ từ chối cơ hội do đại hội trao cho, thì điều chờ đợi họ chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất từ đại hội. Đây chính là thời điểm quyết định sự sống chết của họ. Ánh mắt của nhiều người vô thức nhìn về phía Hoa Vũ. Nhà họ Lương và nhà họ Long cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người có quyền lực trong đại hội cũng nhìn chằm chằm, chờ đợi quyết định của những người này. Tuy nhiên, ngay khi tình hình trở nên vô cùng căng thẳng thì một giọng nói vang lên. Ồ, thì ra đây là đại hội sao? Đây là đại hội luôn tuyên bố duy trì trật tự, đảm bảo công bằng và chính nghĩa sao? Hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Mọi người đều giật mình và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Người lên tiếng lại là người đàn ông mặc áo choàng lúc trước. Thằng nhãi này, lại là cậu à? Nam Vực Vương nhất thời nổi giận, nhịn không được quát lớn. Là tôi thì sao, định không cho tôi phát biểu à? Mục đích của hội nghị này không phải là để mọi người tự do phát biểu, thể hiện tài năng và có được tiếng tăm sao. Người mặc áo choàng cười khúc khích. Cậu, Nam Vực Vương còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Huyền Dương ngăn lại. Các hạ là ai, cậu có biết lời mình vừa nói đã xúc phạm đến đại hội của chúng tôi không? Huyền Dương nhẹ nhàng đáp. Giọng nói của ông ta tuy bình tĩnh nhưng lại có chút lạnh lùng. Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ là tò mò. Tại sao đại hội lại ở đây bắt nạt người khác như vậy? Người mặc áo choàng mỉm cười, không hề sợ hãi trước uy quyền của Huyền Dương và những kẻ khác trong đại hội. Bắt nạt người khác, chàng trai trẻ, dù cậu là ai, nếu không giải thích được tại sao hôm nay cậu lại đến đây, thì riêng tội xúc phạm đại hội cũng đủ để trừng phạt cậu bắn cái chết. Một người đàn ông trung niên bước ra và quát lên một cách lạnh lùng. Đây là trưởng lão thứ ba của đại hội, Bạc Nguyên. Ông ta có sức mạnh phi thường và võ công cực kỳ xuất chúng. Cho nên rất được mọi người kính trọng. Tôi còn cần nói cái gì nữa? Các người ép Thiên Cung Trường Sinh, nhà họ Lương, nhà họ Long và rất nhiều người có liên quan đến Lâm Thần Y phải chọn phe.
như vậy chẳng phải đang ỷ thế bắt nạt người khác là gì? Nếu bọn họ không chọn đi theo các người làm việc ô uế thì chẳng phải các người sẽ ra tay với họ sao? Người mặc áo choàng cười khẩy. Chúng tôi chỉ muốn phân biệt giữa người trung thành và kẻ phản bội, hiểu rõ thiện ác. Nếu bọn họ quả thực có ý đồ xấu thì làm sao chúng ta có thể giữ họ lại? Bạc Nguyên lạnh lùng đáp. Ông có thể nhìn thấu lòng người sao? Đại hội có thể. Ồ, nếu đại hội thật sự có khả năng này, thì sao có thể chứa chấp tà ác, sinh ra những kẻ ác độc như thế này? Nói rồi, người đàn ông mặc áo choàng cười nhẹ, lấy ra một chiếc điện thoại di động, khẽ mỉm cười nói. Chiếc điện thoại di động này chứa đựng những tội ác mà đại hội đã làm trong những năm qua. Nếu lương tâm các người quả thực trong sáng, các người có dám để tôi phát video trên chiếc điện thoại di động này không? Nghe xong lời này, mọi người trong đại hội đều thay đổi sắc mặt. Những người ngồi trên ghế cũng đứng dậy, sửng sốt nhìn chiếc điện thoại di động trên tay người đàn ông mặc áo choàng. Những tiếng bàn tán dần dần nổi lên khiến hiện trường như muốn nổ tung. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vẻ ngạc nhiên và nghĩ hoặc hiện trên khuôn mặt họ. Cướp lấy nó. Huyền Dương không dám do dự, lập tức hét lên. Cao thủ bên cạnh ông ta ngay lập tức động thủ, lao về phía người đàn ông mặc áo choàng như một tia chớp rồi tóm lấy chiếc điện thoại đập xuống đất. Bang! Chiếc điện thoại bị đập vỡ thành từng mảnh. Người đàn ông sửng sốt, vội vàng sờ túi quần. Quả nhiên, anh ta phát hiện điện thoại di động của mình đã không cánh mà bay, vội vàng chạy tới nhặt những mảnh vỡ, suýt khóc nhưng không ra nước mắt. Khi mọi người trong đại hội nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của họ trở nên tái nhợt, như thể vừa nuốt nhầm phân chuột. Họ thực sự đã bị người đàn ông mặc áo choàng này dắt mũi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm gì có bằng chứng nào về tội ác của đại hội? Đây chỉ là cách để người mặc áo choàng trêu đùa đại hội mà thôi. Có điều, người của đại hội đã không giữ được bình tĩnh mà lập tức đổi cướp lấy chiếc điện thoại, tiêu hủy chứng cứ. Hành động chột dạ khi làm việc ác này khiến những người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há miệng. Trước đó, những người này vẫn luôn tin rằng đại hội là một sự tồn tại thanh cao thoát tục. Đại hội không chỉ có tu vi cao cường, võ thuật tuyệt thế mà còn có khí chất và tầm nhìn phi phàm. Những thủ đoạn thông thường không thể làm gì được họ. Nhưng bây giờ xem ra đại hội cũng chẳng có gì khác biệt. Cũng là người trần mắt thịt như mọi người mà thôi. Điện thoại di động của tôi, trong đó chứa rất nhiều bí kíp võ công tôi đã tích lũy bao nhiêu năm nay, còn chưa học được hết. Điện thoại di động của tôi. Chủ nhân của chiếc điện thoại đang ngồi dưới đất, trông như sắp khóc mà không ra nước mắt. Gã cao thủ đại hội vừa bóp nát điện thoại nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng với vẻ mặt giận dữ và sát ý đăng đẳng. Cậu thật to gan, dám lừa gạt đại hội chúng tôi. Cao thủ đại hội giận dữ hét lên, lập tức rút kiếm từ thắt lưng ra và đâm mạnh vào người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức né về phía sau và đáp xuống vị trí an toàn. Người mặc áo choàng mỉm cười nói, đây là tác phong của đại hội sao? Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Tên nhãi danh khốn kiếp, dám quấy rối đại hội, tội đáng muôn chết. Gã cao thủ gầm lên và lao về phía trước với thanh kiếm trong tay. Người đàn ông mặc áo choàng nheo mắt lại, lần này anh ta không lựa chọn né tránh nữa mà trông như đã sẵn sàng ra tay. Tuy nhiên, ngay lúc hai bên sắp giao chiến, Huyền Dương đột nhiên hét lên, Định Võ đại nhân, xin dừng tay lại. Gã đàn ông lập tức dừng lại, tức giận nhìn Huyền Dương. Nhưng hẳn lại nhìn thấy Huyền Dương vẻ mặt nghiêm lại lắc đầu với hẳn. Định Võ đành tra kiếm vào vỏ, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và thù hận. Tuy nhiên, hắn hiển nhiên không dám làm trái lệnh, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Huyền Dương đại nhân, kẻ này rất xảo quyệt, hẳn cố tình tới quấy rối đại hội. Tôi đề nghị phải tiêu diệt hắn. Nam Vực Vương đứng dậy, chỉ vào người đàn ông mặc áo choàng và lớn giọng hét lên. Quấy rối, tôi quấy rối lúc nào? Người đàn ông mặc áo choàng cười khẩy. Như vậy còn không phải làm loạn sao? Trong điện thoại không có gì, nhưng cậu lại nói trong đó có chứng cứ nhảm nhí gì đó. Không phải đang quấy rối thì là cái gì? Nam Vực Vương hừ lạnh một tiếng. Làm sao ông biết trong đó không có chứng cứ? Tôi, vậy cậu chứng minh đi. Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi đã chứng minh được lương tâm cần dứt của một số người trong đại hội. Người mặc áo choàng cười đáp. Cậu! Nam Vực Vương không nói nên lời. Được rồi. Huyền Dương dừng cuộc cãi vã giữa hai người, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Ông ta đã hiểu rằng dù người này là ai thì anh ta tới đây cũng chỉ nhằm mục đích khiến hội nghị không thể giải đấu đại hội diễn ra suôn sẻ. Đã như vậy thì ông ta cũng không cần lịch sự nữa. Đạo hữu!
tôi không biết cậu vì sao lại tới đây, nhưng hiện tại đại hội không chào đón cậu. Tôi hy vọng cậu có thể tự mình rời đi, nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Huyền Dương nhẹ nhàng nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại hội định đuổi người sao? Người mặc áo choàng cười đáp. Cậu, đúng là miệng lưỡi lắt léo. Tôi nghĩ hội nghị này không cần tổ chức tiếp nữa. Người mặc áo choàng lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, rốt cuộc ngay cả quyền bình đẳng cơ bản nhất các người cũng không duy trì được, sao có thể tự xưng mình là hiện thân của công lý. Cậu, nghe lời nói của người mặc áo choàng, nhiều cao thủ đại hội không thể nén được cơn giận. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy. Lăng mạ đại hội một cách trắng trợn trước mặt bao nhiêu người. Đây là một sự khiêu khích rõ ràng. Là một cái tát vào mặt đại hội. Nếu không làm gì thì sự uy nghiêm của đại hội còn đâu. Không thể tha cho hắn. Hắn ta thực sự quá kiêu ngạo. Huyền Dương đại nhân, ngài tính tình hòa nhã nhưng chuyện này không thể tha thứ được, nếu không hắn ta sẽ ngày càng tự đắc. Nhất định phải đuổi hắn ra khỏi đây. Giải đấu. Đuổi hắn ra khỏi đây. Không thể đơn giản như vậy. Gã đàn ông này đã công khai lăng mạ đại hội và làm gián đoạn hội nghị của chúng ta. Tội ác không thể tha thứ, phải lập tức giết hẳn để làm gương cho kẻ khác. Đúng vậy, đại hội đại diện cho trật tự của Long Quốc. Hiện tại có kẻ dám to gan khiêu khích trật tự của Long Quốc, chúng ta sao có thể bỏ qua? Giết! 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 Một số kẻ lập tức nhảy ra, chỉ vào người đàn ông mặc áo choàng và hét lên muốn giết anh ta. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng lại không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh đáp, sao vậy? Đang vội vã muốn thể hiện lòng trung thành và hiếu nghĩa của mình với đại hội phải không? Cậu đang nói láo cái gì vậy? Chúng tôi chỉ đang duy trì trật tự của đại hội. Mọi người, không cần phí lời với hắn, cứ ra tay. Đi. Được. Đám người giận dữ đáp, sau đó định lao tới hành động. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, chỉ im lặng quan sát. Một kẻ nhìn thấy vậy, lập tức tăng tốc, đồn lực vào quyền định đánh vào ngực người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là người mặc áo choàng không hề né tránh mà để cho nắm đấm đánh trúng mình. Bịch, nắm đấm đập mạnh vào ngực người mặc áo choàng, một luồng không khí bùng nổ tứ phía khiến chiếc áo choàng bay phấp phới. Những người xung quanh bị cơn cuồng phong này làm cho lùi lại. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng vẫn không hề cử động. Cái gì? Cái gì? Mọi người choáng váng và chết lặng. Không ai ngờ rằng người đàn ông mặc áo choàng sẽ mặc kệ cú đấm đó đánh trúng mình như vậy. Những người ở phía sau cũng ngạc nhiên. Nhưng vì họ có đại hội chống lưng và quân số đông đảo nên vẫn không hề e sợ trước người đàn ông này. Đột nhiên, vụt, bóng người đứng trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên nổ tung. Máu và thịt vụn bay khắp nơi. Hóa ra, chính người đàn ông mặc áo choàng đã ra tay. Anh ta vừa ra đòn phản công. Lực khủng khiếp khiến người đàn ông lao lên ban nấy bị nổ tung, chết không toàn thây. Người đứng gần nhất bị máu bản tung tóe lên người, choáng váng chết lặng tại chỗ. Hả? Giết, giết người rồi. Cậu thật to gan, sao dám giết người trước mặt các vị đại nhân trong đại hội? Những kẻ này vô cùng sợ hãi, thậm chí có kẻ còn lao về phía các cao thủ trong đại hội, hét lớn, các vị đại nhân, tên nhãi này tội không thể tha, xin hãy giúp chúng tôi giết hắn. Các cao thủ trong đại hội đương nhiên không thể ngồi yên, lập tức lao về phía người mặc áo choàng. Nhưng người mặc áo choàng vẫn không hề sợ hãi, mỉm cười nói với Huyền Dương, chẳng lẽ hôm nay quy định của đại hội lại trở thành trò đùa? Ái gọi là trật tự này chỉ là lời nói suông thôi. Cậu sớm đã vi phạm quy định của đại hội, đương nhiên phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cái này, cao thủ kia nhất thời cứng họng không nói nên lời. Từ đầu đến cuối tôi chỉ chất vấn đại hội, chứ chưa từng nói ra một lời vu khống đại hội đúng không? Thế nào, chẳng lẽ đại hội lại nhỏ nhen như vậy, người ta chất vấn một chút đã đòi đuổi cùng giết tận. Nếu đã như vậy, chẳng phải là đại hội hữu danh vô thực sao? Người đàn ông mặc áo choàng cười lạnh. Cậu, sắc mặt của cao thủ kia lúc xanh lúc trắng, rõ ràng trong lòng đang hoảng sợ. Huyền Dương biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ hội nghị hôm nay sẽ bị người này thao túng. Đối phương cũng đã thể hiện rõ mục đích của mình là không để hội nghị này diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa kẻ quấy rối này rõ ràng là có sức mạnh phi thường. Huyền Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, mọi người đều có quyền đặt câu hỏi, đại hội cũng tiếp nhận thắc mắc của bất kỳ ai. Tuy nhiên, thưa các hạ, chúng tôi đang triệu tập một hội nghị liên quan đến vận mệnh tương lai của Long Quốc. Cậu có thể đặt câu hỏi, nhưng không thể ngăn cản hội nghị diễn ra. Nếu cậu làm gián đoạn hội nghị này,
thì chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết đối với cậu. Đương nhiên, người đàn ông khẽ mỉm cười, lùi lại một bước nói, muốn tổ chức thì cứ tổ chức, tôi không phản đối. Nhưng nếu những người trong đại hội của ông là người phá vỡ quy định trước thì tôi nghĩ mình cũng có vụ bảo vệ quyền lợi của mình để duy trì trật tự. Ông thấy thế nào, Huyền Dương đại nhân? Đó là điều đương nhiên. Huyền Dương đè nén lửa giận trong lòng, liếc nhìn hàng ghế của lãnh đạo cấp cao đại hội phía sau, một lãnh đạo gật đầu, Huyền Dương mới tiếp tục nói, mọi người, không còn sớm nữa, tiếp theo là màn tranh tài do đại hội tổ chức. Lần hành động trừ ma này, đại hội sẽ chọn ra những người có năng lực vượt trội làm người tiên phong. Chúng tôi mong rằng các vị sẽ không giấu tài, thể hiện hết khả năng cho mọi người thấy. Nói xong, Huyền Dương bước lùi khỏi bục. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Tôi khổ luyện bao năm chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lâu nay tôi sẽ khiến người đời kinh ngạc, nổi danh tứ phương. Ha ha, xem tôi một bước lên mây đây. Rất nhiều người đang hăng say chuẩn bị và hưng phấn đến cực điểm. Huyền Dương không để ý tới những người này mà lui về phía hàng ghế sau, rất nhanh có người trong đại hội đi tới. Đại nhân, kết quả điều tra thế nào? Không tra ra được bất cứ thông tin nào về kẻ này. Không tìm được thông tin gì ư? Đúng vậy, hắn ta đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đệ tử tiếp khách dưới chân núi nói hắn ta không có thiệp mời, chỉ đi vào cùng đoàn với Lý Chiêm Quốc. Có liên quan tới Lý Chiêm Quốc sao? Không, hắn ta cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với Lý Chiêm Quốc, xem ra hắn đã dùng thủ đoạn gì đó để Lý Chiêm Quốc mạo hiểm đưa hắn vào núi Thánh Huyền. Ra là vậy. Đại nhân, ngài có muốn thẩm vấn riêng Lý Chiêm Quốc không? Không cần. Huyền Dương liếc nhìn người mặc áo choàng ở bên kia, khàn giọng nói, hắn ta chính là đang chờ chúng ta ra tay với Lý Chiêm Quốc. Trong trường hợp này, hắn sẽ có cớ để tiếp tục tấn công đại hội. Hôm nay, tất cả anh hùng đều tập hợp lại, cao thủ Long Quốc cũng tề tựu đông đú, thậm chí con mắt của cả thế giới cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu chúng ta làm điều gì không phù hợp, hắn sẽ có cớ để tiếp tục làm khó chúng ta. Như vậy tất cả công sức chúng ta tích lũy bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Tới rồi à? Tôi đang muốn nói tới người đó. Người đó đang ngồi ở phía sau. Được, để người đó làm đi. Hôm nay, hãy để kiếm của Sơn Trang Huyền Long khiến thiên hạ kinh ngạc. Huyền Dương bình tĩnh nói, sâu trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng khó có thể nhận ra, ông ta thì thầm nói vài câu dặn dò người bên cạnh. Người này gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc bộ đỏ gấm lộng lẫy bước ra từ sảnh phía sau. Tay hắn cầm một thanh kiếm mảnh, vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sáng như đuốc. Một số người có mặt giật mình khi nhìn thấy hình rồng trên ngực người đàn ông này. Bộ trang phục đó, Sơn Trang Huyền Long. Cái gì, những người từ Sơn Trang Huyền Long cũng ở đây à? Ôi trời ơi, họ đến đây khi nào vậy? Rất nhiều người âm thầm sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người đàn ông đi tới trước mặt Huyền Dương, khẽ chào, Thanh Vân bái kiến Huyền Dương đại nhân. Tuy vẫn hành lễ nhưng trong phong thái của người đàn ông này vẫn hiện rõ vẻ kiêu ngạo không thể che giấu. Huyền Dương cau mày, chủ nhân cậu vì sao chưa tới? Chủ nhân nói rằng tôi đủ khả năng đối phó với loại vô danh tiếu tốt này, không cần đến chủ nhân ra tay. Thanh Vân hừ một tiếng đáp. Kẻ này thực lực không hề tầm thường. Trước mặt Sơn Trang Huyền Long, trình độ của hắn chỉ ở mức trung bình. Nghe vậy, vẻ mặt Huyền Dương có chút đanh lại. Nhưng lúc này, ông ta không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể gật đầu nói, nếu vậy thì cứ ngồi xuống chuẩn bị đi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu giao đấu với kẻ đó. Mong cậu không phụ lòng mong đợi của chúng tôi. Đối thủ của tôi là ai? Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Chính là hắn. Huyền Dương chỉ vào người mặc áo choàng. Thanh Vân nhìn theo hướng Huyền Dương đang chỉ, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hẳn bình tĩnh nói, chỉ là một kẻ giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Xin đại nhân yên tâm. Huyền Dương gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, hội trường càng lúc càng náo nhiệt. Các anh hùng từ khắp mọi nơi đang chuẩn bị thể hiện tài năng của mình trong cuộc thi tiếp theo. Người đàn ông mặc áo choàng đứng trong đám đông, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các anh hùng từ mọi tầng lớp đã lên sân khấu để thể hiện những kỹ năng độc đáo của mình và không khí vô cùng sôi động. Thanh Vân vẫn đang ở trên khán đài yên lặng quan sát, chờ đợi cơ hội. Liệt Sơn Thoái ở đây. Một người tu luyện võ thuật giỏi vẽ các đòn chân đã nhảy lên sân khấu và chắp tay chào tứ phía. Bỉ trước đã tu luyện đôi chân của mình hàng chục năm, đôi chân sắt của tôi có thể xẻ núi và đá, không ai trên thế giới có thể sánh được với đôi chân của tôi.
lần này nếu tôi tiên phong trong chiến dịch trừ ma, nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi trọn vẹn. Giọng nói to và rõ, tỏa ra mọi hướng. Chỉ biết một vài kỹ năng chân tay mà dám ra oai trong hội nghị này. Một người cười khẩy rồi lập tức nhảy lên sân khấu. Tại hạ Phong Vân Thập Tam Trưởng Thiết Quý, xin được chỉ giáo. Phong Vân Thập Tam Trưởng, vậy giờ tôi sẽ đá nát trưởng của anh. Liệt Sơn Thoái vô cùng tức giận, lao tới và bắt đầu tấn công. Phong Vân Thập Tam Trưởng Thiết Quý không chút sợ hãi, hẳn vung tay và bắt đầu tấn công đối thủ. Hai người tấn công qua lại, chiến đấu vô cùng căng thẳng. Khán giả trên đài phấn khích theo dõi và cổ vũ cho hai người. Chí là những cao thủ đỉnh cao ở hiện trường không có hứng thú với một trận chiến như vậy. Người mặc áo choàng lặng lẽ nhìn mọi người. Đột nhiên, anh tựa hồ nhận ra điều gì đó liền nhìn về phía Huyền Dương, tình cờ nhìn thấy Thanh Vân đang ở bên cạnh Huyền Dương. Thanh Vân nhìn người mặc áo choàng một cách đầy khiêu khích rồi còn làm động tác cắt cổ, sau đó lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng hơi ngẩng đầu lên, dưới bóng tối của vành nón là nụ cười lạnh lùng. Nụ cười của người đàn ông mặc áo choàng khiến Thanh Vân cảm thấy một sự ớn lạnh không thể giải thích được, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép hắn chùn bước. Hắn ta âm thầm hừ lạnh và nhắm mắt lại. Hết lớp người này đến lớp người khác lên sân khấu tranh đấu. Mặc dù những người này đều có những tuyệt kỹ độc đáo, dù đặt ở bất cứ nơi nào trên Long Quốc cũng có thể trở thành tai to mặt lớn. Nhưng cho ngồi nghỉ nơi tất cả các anh hùng tập trung lại, khả năng của họ lại có vẻ hơi tầm thường. Huyền Dương liếc nhìn lên sân khấu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn người phía sau. Có vẻ như trình độ của những người đến dự hội nghị lần này không bằng lần trước. Một người đàn ông tóc trắng vuốt râu, bình tĩnh nói. Dược lão đừng vội, cao thủ thực sự vẫn chưa xuất hiện trên sàn đấu, dù sao thì sự việc vẫn chưa được giải quyết. Một người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói. Dược lão nhìn Huyền Dương. Huyền Dương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân. Thanh Vân hiểu ý và bước thẳng lên sân khấu. Động tác của hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Bịch! Cùng lúc đó, trên sân khấu vang lên một âm thanh nặng nề, sau đó một người đàn ông bay ra ngoài và nặng nề ngã xuống đất. Một chiến binh trên sân khấu chắp tay và mỉm cười. Người trên mặt đất lau máu trên khóe miệng, muốn chửi rủa vài câu, nhưng khi nhìn thấy Thanh Vân đến gần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi lại. Khi người đứng trên đài đang định hỏi xem có ai khác sẵn sàng lên sàn thách đấu hay không, vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi khi nhìn thấy Thanh Vân đang đến gần. Thanh Vân của Sơn Trang Huyền Long, xin được chỉ giáo. Thanh Vân nhảy lên, đáp xuống sân khấu, cầm kiếm và nói. Hóa ra là Thanh Vân đại nhân của Sơn Trang Huyền Long, tại hạ đã được nghe danh từ lâu, cao thủ trên sân khấu vẻ mặt đăm chiêu, anh ta biết mình thật sự không thể đánh bại tất cả cao thủ ở đây, nhưng vẫn hy vọng có thể đứng vững trên đài một chút nữa, như vậy có thể làm cho tên tuổi của anh ta được biết đến nhiều hơn. Anh ta không ngờ rằng cao thủ của Sơn Trang Huyền Long lại xuất hiện nhanh như vậy. Có vẻ như anh ta không thể đi xa hơn được nữa. Cao thủ nó hít một hơi thật sâu nhưng tinh thần chiến đấu của vẫn không hề suy giảm. Trong lòng anh ta vẫn còn một tia hy vọng, nếu có thể có được lợi thế nửa chiêu trước mặt cao thủ Sơn Trang Huyền Long thì anh ta có thể trở nên nổi tiếng. Vừa nói xong, anh ta đã vào tư thế chiến đấu. Thanh Vân cười lạnh, trong mắt hiện lên sự bình tĩnh và tự tin. Hắn ta từ từ rút thanh trường kiếm ra, chĩa mũi kiếm chéo xuống đất, một luồng khí lạnh lẽo lặng lẽ lan tỏa và tràn ngập trong không khí. Ra tay đi, Thanh Vân bình tĩnh nói. Cao thủ kia nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhảy lên, cơ thể bắn về phía trước như mũi tên rời khỏi dây cung, thanh trường đao lóe lên, lưỡi đao lạnh lẽo, nhắm vào tử huyệt của đối phương. Nhưng giây tiếp theo, thanh trường kiếm ngay lập tức làm rung chuyển lưỡi đao đang lao tới. Bang! Sức mạnh đáng kinh ngạc làm cơ thể cao thủ kia rung chuyển dữ dội. Cái gì? Cao thủ kia choáng váng. Phụt! Một ánh kiếm lóe lên. Sau đó, chỉ thấy cơ thể cao thủ kia quay vài vòng trên không trung và nặng nề rơi xuống đất. Mọi người ngước mắt lên. Lúc này họ mới ý thức được, cao thủ kia ngực đã bị chém một nhát, máu tươi chảy ra. Anh ta nằm trên mặt đất, không thể cử động, không biết sống hay chết. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị sốc. Nhiều người thở dài. Cao thủ của Sơn Trang Huyền Long thật tàn nhẫn. Vô số cặp mắt nhìn Thanh Vân, tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Thanh Vân vẻ mặt giễu cợt, quay đầu nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người mặc áo choàng, hét lên, ai dám lên sàn đấu với tôi. Sau khi nghe được lời nói đầy ngạo mạn của Thanh Vân, mọi người tại hiện trường đều im lặng. Đa số mọi người đã hiểu mục đích lên đài của hắn ta, cho nên đương nhiên không dám mạo muội lên đó.
hơn nữa những người này thực lực yếu đuối, làm sao dám khiêu chiến đại diện của Sơn Trang Huyền Long. Thanh Vân nói dứt lời, những người có mặt đa số đều không dám ho he. Ồ, không có ai sẵn sàng lên sân khấu để so tài với Thanh Vân đại nhân sao? Huyền Dương thấy vậy, đứng lên mỉm cười nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám nói gì cả. Tuy nhiên, đúng lúc này, Huyền Dương đột nhiên hô lớn, Thanh Vân đại nhân, nếu không có ai tình nguyện lên tỉ thí, vậy cậu có thể thử thách đấu. Vẽ phương diện này, đại hội không có quy định cấm. Thật sao, quy định này cũng thật là nhân văn. Khóe miệng Thanh Vân nhếch lên và hắn ta nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo choàng. Bây giờ những người trước đó chưa kịp hiểu mục đích của Thanh Vân khi lên đài giờ cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của hắn. Đại hội đang lên kế hoạch mượn dao giết người, lợi dụng cao thủ của Sơn Trang Huyền Long để giải quyết người đàn ông mặc áo choàng. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt tập trung vào người đàn ông mặc áo choàng. Danh con, trước đó cậu rất ngông cuồng, sao không lên đấu với Thanh Vân tôi một trận, để tôi thấy bản lĩnh của cậu thì sao? Thanh Vân lớn tiếng thách thức, giọng điệu đầy khiêu khích và khinh thường. Đấu với anh không xứng. Người đàn ông mặc áo choàng lắc đầu và nói thẳng. Sợ rồi sao? Chỉ là anh không đủ tư cách. Khốn kiếp! Thanh Vân tức giận, chĩa kiếm vào người mặc áo choàng và hét lên, cậu dám sỉ nhục tôi. Sỉ nhục Sơn Trang Huyền Long, lên đài ngay lập tức, hôm nay cậu phải chết. Tôi chỉ xúc phạm anh chứ đâu có xúc phạm Sơn Trang Huyền Long, huống hồ tôi còn chẳng biết đến Sơn Trang Huyền Long. Người mặc áo choàng lắc đầu, bình tĩnh nói, và hình như anh không nghe hiểu tiếng người. Tôi đã nói rồi, anh không đủ tư cách đánh với tôi. Cậu! Thanh Vân giận dữ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng hắn ta cũng không thể làm được gì nếu người đàn ông mặc áo choàng không chịu lên đài. Thanh Vân vô thức nhìn về phía Huyền Dương. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Huyền Dương gật đầu, hắn ta sẽ lao xuống giết chết người mặc áo choàng ngay lập tức. Nhưng nếu làm như vậy sẽ là vi phạm trắng trợn quy tắc của đại hội, vô số người có mặt tại hiện trường sẽ không đồng tình. Huyền Dương cau mày, không ngờ người mặc áo choàng lại bình tĩnh như vậy. Nhưng ngay lúc Huyền Dương đang suy nghĩ làm cách nào để đưa người mặc áo choàng lên đài thì người mặc áo choàng đằng kia đột nhiên cử động. Anh bước từng bước về phía võ đài, từng bước chân vững vàng, anh vừa đi vừa nói. Thôi bỏ đi, nếu anh đã muốn chết thì tôi hoàn thành tâm nguyện cho anh. Hiện trường lập tức sôi sục. Huyền Dương thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không ai ngờ rằng người đàn ông mặc áo choàng sẽ tự mình lên đài. Chẳng lẽ người mặc áo choàng vẫn không nhìn ra được lý do Thanh Vân xuất hiện ở đây sao? Có lẽ không phải, có thể người này đã biết mục đích lên sân khấu của Thanh Vân. Nhưng sở dĩ anh vẫn dám lên sân khấu là vì, anh không hề sợ Thanh Vân. Mọi người bàn tán rất nhiều và ai cũng đầy kỳ vọng vào trận đấu tiếp theo. Huyền Dương sắc mặt có chút đăm chiêu. Huyền Dương đại nhân, có lẽ đến cá Thanh Vân cũng không đối phó nổi với tên nhóc này. Đương nhiên, có phải vị đó không? E rằng, không phải. Huyền Dương do dự một lát, khẽ lắc đầu. Vào lúc này, Thanh Vân trên võ đài đã bắt đầu đối đầu với người đàn ông mặc áo choàng. Khí thế của cả hai giống như cơn bão lớn, va chạm điên cuồng trên võ đài. Mặc dù hai người còn chưa ra tay nhưng bầu không khí căng thẳng và ngập tràn sát khí khiến những người xung quanh đều cảm thấy khó thở. Kiếm ý của Thanh Vân sắc lạnh, sát khí đằng đằng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng, như thể trong mắt hẳn chỉ có duy nhất người này. Ngược lại là người mặc áo choàng, khí tức bị kìm nén, đứng im tại chỗ sừng sững như một ngọn núi. Mặc cho khí tức của Thanh Vân có ngang tàng và cường bạo đến đâu cũng không thể ép người này lùi lại dù chỉ một chút. Vô số ánh mắt phía dưới võ đài nhìn nhau, nuốt nước bọt căng thẳng tột độ. Thanh trường kiếm của Thanh Vân đã rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào người mặc áo choàng, lạnh lùng nói, hôm nay, cậu sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Người đàn ông mặc áo choàng vẫn bất động, như thể anh không quan tâm đến lời đe dọa của Thanh Vân. Bắt đầu đi, người mặc áo choàng nói ngắn gọn, sau đó làm động tác mời. Thanh Vân gầm lên giận dữ, thân hình xẹt qua như tỉa chớp. Lập tức lao về phía người mặc áo choàng. Thanh trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén, nhắm thẳng vào cổ họng của đối phương. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh né đòn tấn công của Thanh Vân một cách khéo léo. Tốc độ thật khủng khiếp. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Kiếm pháp của Thanh Vân rất sắc bén, các đòn tấn công đồn dập khiến người ta chói mắt. Nhưng cho dù những chiêu kiếm của hắn ta có xảo quyệt và đáng sợ đến đâu cũng không thể chạm người kia dù chỉ một chút. Khán giả xung quanh cũng bắt đầu phản ứng.
thực lực của người mặc áo choàng này có lẽ không thua kém Thanh Vân. Nghĩ cũng phải. Nếu không có bản lĩnh, làm sao dám gây rối trên địa bàn của đại hội. Cuộc chiến trên võ đài vẫn tiếp tục, thân ảnh của Thanh Vân và người đàn ông mặc áo choàng vụt qua trên võ đài, mỗi lần va chạm đều khiến khán giả bên dưới liên tục cảm thán. Các chiêu thức của Thanh Vân đều bị đối phương né tránh hoặc đỡ được, hoàn toàn không thể gây tổn hại cho đối thủ. Hơn nữa, những đòn tấn công liên tục đã khiến Thanh Vân hơi đuối sức và hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị đối thủ đánh bại thì cũng sẽ thua vì mất sức. Thanh Vân bắt đầu có vẻ hơi lo lắng. Vốn dĩ hắn ta cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại người đàn ông mặc áo choàng có vẻ rất tầm thường này, nhưng hiện tại xem ra đối phương rõ ràng không phải là một đối trọng bình thường. Đáng ghét! Kiếm chiêu mà Thanh Vân vô cùng tâm đắc lại bị người kia liên tục né được. Hắn ta giận dữ gầm lên, thanh trường kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra kiếm quang vạn trượng. Kiếm quyết huyền long, long tường kiếm vũ. Nhất thời, trên võ đài kiếm quang như rồng, cuộn thành vòng xoáy, khí thế kinh hoàng. Đây là kiếm pháp chân phái của Sơn Trang Huyền Long, uy lực kinh người. Nghe nói khi tu luyện tới cực cảnh có thể huyền hóa ra chân long tấn công đối thủ. Xung quanh đầy những tiếng kêu ngạc nhiên. Vô số người đứng lên, trợn to mắt nhìn lên võ đài, vẻ mặt ai nấy đều thất thần. Người đàn ông mặc áo choàng có thể đỡ được, một chiêu thức đáng sợ như vậy không? Những suy nghĩ như vậy đang xuất hiện trong đầu mọi người. Người mặc áo choàng lặng lẽ nhìn con thần long đang lao tới, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đột nhiên, anh giơ tay lên, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện nơi đầu ngón tay. Sau đó người mặc áo choàng giơ tay chỉ về phía trước, đồng thời dang rộng chân ra. Thứ gì đó giống như ánh sáng cầu vồng đánh thẳng vào thần long. Toàn bộ khán giả bên dưới đều bị sốc. Vầng sáng trên đầu ngón tay của người đàn ông mặc áo choàng phát nổ ngay lập tức, biến thành một chùm ánh sáng chói lóa va chạm trực tiếp với con thần long. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, thần long dường như bị đánh bại bởi một thế lực bí ẩn nào đó ngay lập tức. Kiếm quang rực rỡ cũng biến mất không dấu vết. Khuôn mặt của Thanh Vân trở nên tái nhợt. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm quyết huyền long của mình sẽ bị đánh bại dễ dàng như vậy. Người mặc áo choàng thực sự rất mạnh. Khán giả bên dưới võ đài im phăng phắc, vốn bọn họ còn tưởng rằng trận quyết đấu này sẽ là một cuộc đọ sức rất xít sao, nhưng hiện tại xem ra thực lực của người mặc áo choàng rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thanh Vân căn bản không xứng làm đối thủ. Tuy nhiên, đòn tấn công của người đàn ông mặc áo choàng vẫn không dừng lại. Sau khi đánh tan kiếm khí, luồng sáng giống như sao kia lại bay thẳng về phía Thanh Vân. Thanh Vân kinh hoàng, vội vàng cầm kiếm rút lui, cố gắng né tránh. Nhưng tốc độ của luồng sáng kia nhanh đến mức không để kẻ khác kịp phản ứng. Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, ánh sáng đang đến rất gần. Trong cơn tuyệt vọng, hắn ta chỉ có thể vung kiếm bằng toàn bộ sức lực, cố gắng chặn ánh sáng đang lao tới. Tuy nhiên, vào lúc kiếm quang tiếp xúc với ánh sáng từ ngón tay, Thanh Vân chỉ cảm thấy một sức mạnh vô song truyền xuống qua thân kiếm. Bang! Thanh kiếm dài phát nổ và bắn tung tóe ra mọi hướng. Trước khi Thanh Vân kịp phản ứng, người đàn ông mặc áo choàng đã dùng lòng bàn tay đánh vào ngực hắn ta. Bịch! Thanh Vân bị hất văng khỏi võ đài, ngã xuống đất, nôn ra máu. Hắn ta muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Khi nhìn xuống, ngực hắn be bét máu. Lúc này Thanh Vân mới nhận ra rằng mình đã bị người đàn ông mặc áo choàng phế mất tu vi. Khán giả dưới đài vô cùng choáng váng. Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên có lẽ không hề nhỏ chút nào. Mày dám phế tu vi của tao. Thanh Vân gần như phát điên cuồng hét vào mặt người mặc áo choàng, mày dám phế tu vi của tao sao? Tao phải giết mày, Sơn Trang Huyền Long cũng sẽ không tha cho mày. Á, khán giả lúc này mới bừng tỉnh nhìn Thanh Vân và người mặc áo choàng. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Kết quả của cuộc đấu tay đôi này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Những người trong đại hội vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là Huyền Dương. Ngay sau khi hai bên giao chiến, ông ta đã nhận ra Thanh Vân không có cửa thắng được người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng không ngờ hắn ta lại thua nhanh và thua thảm như vậy. Các cao thủ của Sơn Trang Huyền Long cũng không đủ để đối phó với tên nhãi này sao? Kẻ này rốt cuộc đến từ đâu? Huyền Dương trầm giọng nói. Huyền Dương đại nhân, giờ phải xem chuyện này xử lý thế nào. Một người bên cạnh khàn giọng nói. Đừng lo lắng, chỉ cần xem tiếp thôi, Huyền Dương bình tĩnh nói. Người kia không nói gì nữa. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Thứ rác rưởi vô dụng, tài nghệ không bằng ai. Thua là thua thôi, có gì mà không dám nhận. Giọng nói này vừa vang lên,
một nhóm người đột nhiên từ lối đi bên cạnh đi tới. Mọi người thì nhau nhìn về phía đó, vẻ mặt lập tức thay đổi. Là người của Sơn Trang Huyền Long. Ôi trời ơi, đó là Long Thái Tử sao? Long Thái Tử đến ư? Long Thái Tử liếc nhìn Thanh Vân, sau đó đột nhiên bước tới và đá thẳng vào ngực hẳn. Phụt! Thanh Vân lại nôn ra máu, lần mấy vòng trên mặt đất rồi ngất đi. Người ta đã thương xót không giết mà vẫn chưa biết đủ. Thanh Vân vẻ mặt hung dữ và thống khổ, nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng. Long Thái Tử quay người lại, ngẩng đầu, chiếu đôi mắt sắc bén về phía người mặc áo choàng. Anh quả thực rất có năng lực, mặc dù người của Sơn Trang Huyền Long đã thua, nhưng mình hắn ta không thể nào đại diện cho cả Sơn Trang Huyền Long. Ồ, vậy anh muốn gì? Người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh hỏi. Đả thương người của Sơn Trang Huyền Long đương nhiên không dễ thoát tội như vậy. Nói xong, Long Thái Tử trực tiếp nhảy lên võ đài. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Long Thái Tử đã tự mình ra tay. Lần này có kịch hay xem rồi. Chờ xem Long Thái Tử xử lý kẻ này như thế nào. Mọi người trụng đầu dì tai nhau bàn tán rất nhiều. Người mặc áo choàng không quan tâm, khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, các người ai tới cũng vậy thôi. Chưa từng có ai dám coi thường tôi. Long Thái Tử bình tĩnh nói. Nhưng sự tức giận và sát ý trong lời nói của anh ta vô cùng mạnh mẽ. Huyền Dương ở một bên quan sát, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Long Thái Tử này khác xa Thanh Vân, một khi đã ra tay, anh ta nhất định sẽ làm được. Do cuộc đối đầu giữa Long Thái Tử và người mặc áo choàng, bầu không khí trên sàn đấu ngay lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người đều nín thở chờ đợi trận chiến sắp tới. Long Thái Tử từ rút thanh trường kiếm trong tay ra và chĩa vào người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng không nói gì, cũng không lấy vũ khí ra, chỉ lặng lẽ nhìn Long Thái Tử. Nhưng động thái này lại khiến Long Thái Tử càng nổi điên. Khốn kiếp! Long Thái Tử nổi cơn thịnh nộ vung kiếm chém tới. Hai bóng người đan xen vào nhau trên không trung, kiếm khí càn quét tứ phía, năng lượng tỏa ra khắp nơi. Mỗi lần va chạm dường như xé toạc toàn bộ không gian. Kiếm thuật của Long Thái Tử rất đẹp và sắc bén, mỗi nhát kiếm dường như đều mang theo sức mạnh của sấm sét. Kiếm thuật của anh ta không chỉ nhanh như chớp mà còn cực kỳ chính xác. Mỗi lần lưỡi kiếm đều nhằm vào những vị trí trọng yếu của người đàn ông mặc áo choàng. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng dường như có thể đoán trước được mọi đòn tấn công của Long Thái Tử và luôn khéo léo né tránh vào thời điểm then chốt. Thân ảnh anh phiêu du bất định giống như một bóng ma, tự do di chuyển giữa ánh sáng của kiếm khí. Huyền Long ngâm. Long Thái Tử hét lên, thanh trường kiếm trong tay phát ra âm thanh, kiếm ý vô tận giải phóng ra xung quanh. Sau đó anh ta đột nhiên lao ra, tiếp cận người đàn ông mặc áo choàng và tấn công như vũ bão bằng thanh kiếm trong tay. Trong khoảnh khắc, những người dưới võ đài dường như nhìn thấy một con thần long đang điên cuồng tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Một đòn công kích nghẹt thở như vậy, ngay cả trọng tài cũng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng dù vậy, người đàn ông mặc áo choàng vẫn bình tĩnh. Anh không hề có chút thiếu kiên nhẫn hay lo lắng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Thân ảnh vẫn không thể đoán trước, giống như một con bướm đang nhảy múa giữa những bông hoa. Khán giả dưới võ đài hoàn toàn bị sốc trước trận chiến này. Việc này sao có thể .sao có thể né được đòn này cơ chứ? Thân pháp của người này, quá tuyệt vời. Tại sao anh ta không tấn công? Ôi, tuy có thể né tránh nhưng Long Thái Tử lại không cho anh ta cơ hội tấn công. Tưởng muốn công là công được sao? Trong tình huống như vậy, chỉ cần người mặc áo choàng phạm sai lãng một lần là có thể bị giết ngay tại chỗ. Người đàn ông mặc áo choàng ánh mắt lạnh lùng, thân hình đột nhiên cứng đờ, một tay nắm lấy thanh kiếm đang lao tới. Cái gì? Toàn bộ khán giả đều kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo choàng thực sự đã nắm lấy thanh kiếm của Long Thái Tử bắn tay không? Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn tay của người mặc áo choàng nắm chặt thanh kiếm của Long Thái Tử. Năng lượng kiếm tiêu tán trong lòng bàn tay của anh như thể chưa từng tồn tại. Bàn tay vững như chiếc kìm không thể phá hủy. Thanh kiếm dù mạnh đến mấy cũng không thể xuyên thủng được da thịt của anh. Trong mắt Long Thái Tử hiện lên một tia kinh ngạc, anh ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, kiếm khí của anh ta lại dễ dàng bị đối phương hóa giải đến thế. Nhưng với tư cách là cậu chủ Sơn Trang Huyền Long, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, anh ta ngay lập tức thay đổi chiến thuật, cố gắng rút kiếm và phát động cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng dường, như đã đoán trước được điều đó, anh dùng sức kéo khiến Long Thái Tử không thể lấy lại thanh kiếm mà còn loạng choạng về phía trước. Lúc này, tay còn lại của người mặc áo choàng vươn ra như tia chớp về phía lồng ngực Long Thái Tử.
Long Thái Tử cũng phản ứng rất nhanh, nghiêng người để tránh đòn chí mạng, nhưng đồng thời cũng mất quyền kiểm soát thanh trường kiếm, bị người mặc áo choàng giật lấy. Khán giả bên dưới lại một lần nữa xôn xao. Họ không bao giờ nghĩ rằng Long Thái Tử mạnh mẽ lại bị đối phương tước đi thanh kiếm như vậy. Bây giờ ngay cả Huyền Dương cũng không thể ngồi yên nữa, ông ta đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào người mặc áo choàng. Mọi người trong đại hội cũng cau mày và nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Rõ ràng, người đàn ông mặc áo choàng mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Người đàn ông mặc áo choàng cầm kiếm trong tay, đánh giá loại thần binh này rồi thờ ơ nhìn Long Thái Tử. Long Thái Tử vẻ mặt nham hiểm, nằm chặt thanh kiếm không buông. Nhục nhã hơn cả việc bị đối thủ đánh bại là bị đối thủ tước đi vũ khí. Với tư cách là chú nhân trẻ tuổi của Sơn Trang, Huyền Long, nếu nỗi nhục này không được rửa sạch, sau này anh ta sẽ ngẩng đầu lên như thế nào? Có vẻ như trận chiến này buộc phải có người chết rồi. Long Thái Tử nghiến răng nói. Anh không phải đối thủ của tôi. Người mặc áo choàng lắc đầu. Tôi thừa nhận rằng anh rất mạnh, nhưng tôi cũng không hề kém cỏi. Trước đó là do tôi sơ suất, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc đấu với nhau. Long Thái Tử khàn giọng nói. Người mặc áo choàng không nói. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh hoàng đột nhiên bộc phát từ cơ thể Long Thái Tử. Khí tức này phóng thẳng lên trời và nối liền với bầu trời. Đó là kiếm ý vô tận. Mọi người đều kinh ngạc. Phía sau Long Thái Tử, một ảo ảnh rộng lớn xuất hiện trên bầu trời. Trong ảo ảnh đó có vô số thần long bay lên, và mỗi con thần long thực sự được tạo thành từ kiếm khí. Chúng nhào lộn và uốn lượn, phóng ra một luồng năng lượng kiếm khiến người ta thót tim, như thể cả bầu trời sắp bị chúng xé nát. Đây là Huyền Long kiếm khí quyết. Võ thuật trấn phái của Sơn Trang Huyền Long. Trời ạ, người này ép Long Thái Tử phải sử dụng đến chiêu này. Mọi người không ngừng kêu lên, lúc này ngay cả Huyền Dương ánh mắt cũng đăm chiêu. Huyền Long kiếm khí quyết là võ học mạnh nhất của Sơn Trang Huyền Long. Nghe nói nếu tu luyện đến cực hạn, có thể tạo ra hàng ngàn con thần long, mỗi con đều có sức mạnh hủy diệt vạn vật. Long Thái Tử hiển nhiên còn chưa đạt đến cảnh giới cực hạn, nhưng dù vậy, anh ta dùng kiếm khí tạo thành thần long cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Đi! Long Thái Tử hét lên, thần long kiếm khí trên bầu trời đột nhiên xả xuống, lao về phía người mặc áo choàng. Năng lượng kiếm giống như cầu vồng, xuyên thấu trời đất. Người đàn ông mặc áo choàng ngước nhìn thần long đang lao tới, trong mắt hiện lên một vẻ đăm chiêu. Nhưng anh không hề nao núng mà hít một hơi thật sâu, nắm chặt thanh kiếm lao về phía trước đối mặt với kiếm khí. Kẻ này lại có thể đối đầu trực diện với chiêu thức này của anh ta. Chết tiệt! Anh ta gầm lên giận dữ và tiếp tục thi triển Huyền Long kiếm khí quyết. Rất nhiều thần long khác được ngưng tụ và tung ra đòn tấn công dữ dội hơn vào người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng một người một kiếm, một mình chiến đấu chống lại lũ rồng mà không hề gặp bất lợi. Bang 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 bang! Thần long kiếm khí không ngừng bị đánh tan, biến thành những luồng sáng như sao và phân tán trong không trung. Thân ảnh người đàn ông mặc áo choàng thoát ẩn thoát hiện, kiếm pháp tinh xảo như hòa làm một với trời và đất. Dù ở góc độ nào, anh luôn có thể tìm ra chính xác yếu điểm của kiếm khi và đánh bại nó chỉ bằng một đòn. Mọi người đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cuộc đấu tay đôi này, mái xem đến nỗi quên cả thở và chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trên sân. Huyền Dương hơi nheo mắt lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vốn đi ông ta cho rằng dù người mặc áo choàng khá mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đối phó với cậu chủ của Sơn Trang Huyền Long. Nhưng bây giờ xem ra thực lực của người mặc áo choàng đã vượt quá dự tính của ông ta. Long Thái Tử lúc này đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được người mặc áo choàng. Anh ta vừa lo lắng vừa tức giận, với tư cách là thiếu chủ của Sơn Trang Huyền Long, anh ta chưa bao giờ phải chịu thất bại như vậy. Một khi bị đánh bại ở đây, danh tiếng mà Sơn Trang Huyền Long tích lũy bao nhiêu năm sẽ không còn nữa. Chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến chết. Long Thái Tử hít sâu một hơi, đột nhiên rút lui, đồng thời hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm gì đó. Phía trên bầu trời, kiếm khí thần long bị đánh bại đột nhiên tập hợp lại và biến thành một con thần long thậm chí còn lớn hơn. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thể được tạo thành từ năng lượng kiếm thuần khiết. Thần long nhào lộn trên bầu trời, giải phóng ra một luồng kiếm khí còn mạnh hơn trước. Thức cuối cùng của Huyền Long kiếm khí quyết, Vạn Long hợp nhất. Long Thái Tử hét lên một tiếng, kiếm khí khổng lồ và hung bạo đột nhiên lao về phía người đàn ông mặc áo choàng. Cú đánh này dường như xé nát cả bầu trời, sức mạnh của nó thật đáng kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo choàng nhìn kiếm khí đang lao tới, trong mắt hiện lên một vẻ trang nghiêm. Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt thanh kiếm và đổi mặt với thần long đang lao tới.
Keng. Âm thanh kim loại va chạm chói tai, thanh trường kiếm trong tay người mặc áo choàng va chạm với kiếm khí thần long. Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đài được bao bọc trong kiếm khí, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một biển kiếm khí trắng xóa vô tận. Một lúc lâu sau, kiếm khí dần dần tiêu tán, lộ ra hai người trên võ đài. Người mặc áo choàng vẫn đứng tại chỗ, trong khi Long Thái Tử đang quỳ một gối, rõ ràng là đã kiệt sức. Xung quanh có kiếm khí đã vỡ vụn, như thể sắp bao trùm toàn bộ ngọn núi Thánh Huyền. Bàn tay của Long Thái Tử đã bị đánh nát, từng giọt máu rơi xuống sàn đấu lúc này đã nổ tung trông rất thê thảm. Anh đã thua. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Long Thái Tử ngẩng đầu nhìn người mặc áo choàng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Nhưng anh ta lúc này không thể chiến đấu được nữa. Mà cho dù còn có thể chiến đấu thì cũng không thể thắng được. Sau khi đối phương ra tay, Long Thái Tử mới hiểu được khoảng cách giữa mình và đối thủ lớn đến mức nào. Anh không giết tôi. Long Thái Tử nghiến răng hỏi. Người mặc áo choàng chỉ liếc nhìn bóng lưng của Long Thái Tử, sau đó nhìn về phía Huyền Dương và những người khác trong đại hội. Có thể nói cái nhìn này giống như một cái tát thật mạnh vào mặt những người trong đại hội. Đặc biệt là Huyền Dương. Ông ta siết chặt nắm đấm, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lửa giận sâu trong mắt lại không thể che giấu được. Đám đông cũng dễ dàng nhận ra ánh nhìn khiêu khích này. Lúc này, mọi người đều hiểu rằng người đàn ông mặc áo choàng chắc chắn đang nhằm vào đại hội. Và quân bài mà đại hội vừa sử dụng dường như không có tác dụng gì với người đàn ông mặc áo choàng. Huyền Dương, ông làm việc kiểu gì vậy? Một lãnh đạo cấp cao của đại hội mặt xa sầm lại và quát lên. Bị cấp trên trách mắng khiến vẻ mặt Huyền Dương khó coi đến cực điểm. Ông ta hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, Trần Đại Nhân, đừng lo lắng, đây chỉ là món khai vị. Cho dù người của Sơn Trang Huyền Long bị đánh bại, hắn ta cũng không bao giờ có thể đánh bại tất thảy anh hùng trong thiên hạ. Đại hội của chúng ta trước nay đại cho chính đạo, hắn đối đầu với chúng ta thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vậy giờ ông định làm cách nào để kết thúc chuyện này? Trần Đại Nhân lạnh lùng hỏi. Huyền Dương im lặng. Lúc này người đàn ông mặc áo choàng trên sân khấu hét lớn. Có ai muốn đấu với tôi không? Xung quanh im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi không ai nói gì cả. Rõ ràng họ ý thức được sức mạnh của bản thân. Ngay cả Long Thái Tử của Sơn Trang Huyền Long cũng bị đánh bại thảm hại dưới tay người đàn ông mặc áo choàng này. Vậy thì họ dựa vào đâu mà đấu với người này? Người mặc áo choàng tựa hồ đã đoán trước được kết quả này, lắc đầu bình tĩnh nói, nếu không có người khiêu chiến, xin mời đại hội cử người lên đấu với tôi. Cậu có thể bước xuống và để những người bạn khác lên đài thể hiện kỹ năng của họ. Huyền Dương bình tĩnh nói, đây không phải là một cuộc thi đấu võ thuật, đây chỉ là một sân khấu để thể hiện tài năng của mọi người, không phải là để tìm ra thiên hạ đệ nhất. Đúng vậy, đúng là không cần phải tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất, dù sao danh hiệu đó phải thuộc về đại hội phải không? Người mặc áo choàng cười đáp. Anh nói dứt lời, mọi người có mặt đều cảm thấy khó thở, đầu ong ong. Điện rồi sao? Người mặc áo choàng này muốn làm gì? Huyền Dương sắc mặt đã xám xịt, nhưng vẫn nhịn cục tức, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Bạn của tôi, đại hội chúng tôi chưa bao giờ tự hào là thiên hạ đệ nhất. Chắc chắn cậu đã hiểu lầm gì đó. Vậy nếu tôi chủ động muốn giao lưu cùng các tỉnh anh trong đại hội, các người sẽ không phản đối đúng không? Người mặc áo choàng cười nói. Huyền Dương sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía các quan chức cấp cao của đại hội bên cạnh. Như vậy cũng không phải không được. Một thành viên cao cấp trong đại hội có chòm râu dê bình tĩnh nói, Ngụy Nguyên, lên giao lưu với vị bằng hữu này đi. Vâng. Tiếng hô vừa dứt, một tài năng trẻ bước ra khỏi đám đông. Anh ta có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú và khí tức võ thuật bẩm sinh. Người này không ai khác chính là Ngụy Nguyên, cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ trong đại hội. Ngụy Nguyên bước chân vững vàng bước lên võ đài, chắp tay nói với người mặc áo choàng, tại hạ Ngụy Nguyên, xin được chỉ giáo. Người đàn ông mặc áo choàng khẽ gật đầu đáp lại, sau đó hai người lùi lại vài bước và vào thế chuẩn bị. Bầu không khí tại hiện trường lại trở nên căng thẳng, mọi người đều chăm chú nhìn lên sàn đấu, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của trận chiến. Ngụy Nguyên là người đầu tiên tấn công, thân ảnh linh hoạt như gió lập tức lao tới, chưởng ấn nhầm vào đầu người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng bình tĩnh né bằng cách nghiêng người, đồng thời dùng tay trái ngưng tụ kiếm khí, nhắm thẳng vào xương sườn của Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên phản ứng nhanh chóng, lộn nhào tránh kiếm khí sắc bén. Sau khi tiếp đất, lại một cước quét về phía thân dưới của người mặc áo choàng. Hai người giao đấu qua lại như vậy và bắt đầu một trận chiến khốc liệt. Đây là mạch chủ khí tức của anh ta.
ngón tay này đánh trúng, chỉ sợ tu vi của anh ta sẽ bị phế mất 7-8 phần. Dừng lại. Những người của đại hội trên khán đài lo lắng, lập tức có người lao lên sân khấu và đánh người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng dường như đã đoán trước được tình huống này, anh không đuổi theo Ngụy Nguyên mà nhanh chóng xoay người tránh né người vừa lao lên sàn đấu với tốc độ không tưởng, đồng thời vung tay phóng ra một đạo kình khí ép đối thủ lùi lại. Mục đích của đối phương rõ ràng không phải là đã thương người mặc áo choàng. Thấy người mặc áo choàng bị đánh lui, ông ta lập tức kéo Ngụy Nguyên sang một bên. Nhưng hành động của người đàn ông ngay lập tức làm cả hội trường dần dần bàn tán. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao Vô Đại Nhân lại can thiệp? Đây không phải là một cuộc quyết chiến công bằng sao? Việc này có bị tính là vi phạm quy tắc không? Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, họ đều bối rối, chỉ vào Vô Đại Nhân mà bàn tán. Vẻ mặt của Vô Đại Nhân cũng không được tự nhiên. Ông ta chợt có cảm giác như mình bị mắc bẫy, người đàn ông mặc áo choàng này dường như đang cố tình ép ông ta lên đây. Huyền Dương đại nhân, việc này có vẻ trái với quy tắc phải không? Cuối cùng, một người đàn ông trung niên đứng dậy, liếc nhìn sân khấu, sau đó chắp tay nói với Huyền Dương. Người đàn ông này đến từ gia tộc họ Hoa ở Thiên Đô, cũng là một thế gia ở ẩn. Ông ta sức mạnh thông thiên, đến mức ngay cả Sơn Trang Huyền Long cũng không dám khiêu khích ông ta. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có người nhà họ Hoa mới dám đứng ra lên tiếng. Theo lý mà nói, trong một cuộc đấu tay đôi công bằng, người ngoài không thể can thiệp. Không phải Vô Đại Nhân nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Một nhân vật khác đứng dậy lên tiếng, đó là người nhà họ Long đến từ Yên Kính. Nhà họ Long biết rằng đại hội sẽ không bỏ qua cho mình vì chuyện của Lâm Thần Y, cho nên lúc này họ cũng không ngại lên tiếng. Vô Đại Nhân vẻ mặt u ám. Ngụy Nguyên là con trai nuôi ông ta. Một thân công pháp đều do ông ta dạy dỗ. Đương nhiên, ông ta không thể trơ mắt nhìn Ngụy Nguyên bị phế tu vi cho nên mới can thiệp vào trận đấu. Vô Đại Nhân hít một hơi thật sâu và nhìn về phía Huyền Dương. Lúc này chỉ có Huyền Dương mới có thể giải quyết chuyện này. Huyền Dương đứng trên sân khấu, sắc mặt cũng xa sầm lại. Không biết bao lâu sau, Huyền Dương mới lên tiếng. Mọi người, đây chỉ là một cuộc thi đấu võ thuật thông thường, không cần phải căng thẳng như vậy. Huyền Dương giọng nói hùng hồn uy lực, trong nháy mắt chấn áp đám đông ồn ào, Vô Đại Nhân yêu quý đệ tử của mình cho nên trong lúc nước sôi lửa bỏng mới ra tay cứu giúp. Hơn nữa đại hội cũng không nói rằng cuộc tranh tài này không thể can thiệp, cũng không tuyên bố đây là cuộc quyết đấu chính thức. Mọi người cau mày khi nghe những lời này. Những trận chiến trước đó có trận nào mà không suýt có người mất mạng? Bị chặt đứt tứ chỉ, nôn ra máu hoặc bị phế tu vi đều là chuyện hết sức bình thường. Sao đến lượt người của đại hội lên thi đấu thì lại thành ra như vậy? Huyền Dương đại nhân, nếu nói như vậy, khi tôi cùng người trong đại hội tranh tài thì các người thể can thiệp bất cứ lúc nào. Người mặc áo choàng mỉm cười nói với Huyền Dương, nếu đã như vậy thì còn đánh nhau làm gì? Đấu võ làm gì, đây chẳng phải là trò trẻ con sao? Không sao cả, nếu các người muốn chơi kiểu tiêu chuẩn kép, tôi cũng không phản đối. Nhưng vì tôi vẫn đang đứng trên võ đài này nên tôi nghĩ cuộc tỷ võ vẫn có thể tiếp tục, phải không? Trong lòng Huyền Dương không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau đó người mặc áo choàng lại lớn tiếng nói, được rồi, Ngụy Nguyên này thực lực chẳng ra sao. Trong đại hội của các người còn có ai có chút tài nghệ lên đấu với tôi không? Nếu đánh không lại, những người khác trong đại hội có thể can thiệp bất cứ lúc nào, tôi chấp tất. Anh vừa dứt lời, những người trong đại hội đều xa sầm mặt lại. Sắc mặt Huyền Dương cũng trở nên u ám, ông ta không ngờ người mặc áo choàng lại tiếp tục khiêu khích một cách mạnh mẽ như vậy. Có vẻ như người này vẫn chưa hài lòng với việc làm xấu mặt đại hội. Mục đích của anh là chà đạp sự tôn nghiêm của đại hội dưới chân mình. Vị bằng hữu này, xem ra cậu rất có hứng thú với võ học của đại hội chúng tôi, Huyền Dương trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút đe dọa. Người đàn ông mặc áo choàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu nói, Huyền Dương đại nhân, một hội nghị lớn thế này thật hiếm có. Nếu tôi đã tới đây rồi thì đương nhiên muốn lĩnh hội sức mạnh của đại hội. Như vậy có vấn đề gì sao? Huyền Dương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ông ta hiểu rằng người mặc áo choàng sẽ không dừng việc khiêu khích đại hội. Nhưng nếu tiếp tục cho những kẻ tầm thường lên sàn đấu thì rõ ràng không có tác dụng gì. Huyền Dương thở dài, liếc nhìn các quan chức cấp cao trong đại hội. Các quan chức cấp cao của đại hội cũng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, một ông già có bộ râu dài bình tĩnh nói, nếu các hạ đã muốn lĩnh hội võ công của đại hội thì chúng tôi đương nhiên phải đáp ứng. Đi đi, gọi cửu kiếp tới đây. Vâng. Một thành viên của đại hội được phái đi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bối rối. Cửu kiếp, đây là ai vậy?
Trong đại hội có người tên như vậy sao? Liệu người này có mạnh hơn Ngụy Nguyên không? Người này không hề có tiếng tăm, chỉ e rằng là một nhân vật nhỏ vô danh. Mọi người xì xào nói chuyện với nhau. Hiện tại rõ ràng là có nhiều người quan tâm đến người đàn ông mặc áo choàng này hơn. Dám đối đầu với đại hội một cách trắng trợn như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Chẳng bao lâu, đệ tử đại hội vừa được phái đi đã quay trở lại, theo sau là một bóng người. Người đàn ông này mặc đồ đen, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu như biển dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Anh ta là Cửu Kiếp. Sự xuất hiện của Cửu Kiếp lập tức khiến đám đông xôn xao trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người vừa tới. Tuy rằng trước đó không biết Cửu Kiếp là ai, nhưng khí tức cường đại đang toát ra từ anh ta lúc này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Người đàn ông mặc áo choàng nhìn Cửu Kiếp, như thể đang suy tư gì đó. Chỉ kẻ đó thôi sao? Cửu Kiếp đi tới, nhìn thoáng qua người mặc áo choàng, sau đó bình thản nói chuyện với Huyền Dương. Có thể thẳng không? Huyền Dương trầm giọng hỏi. Đừng lo lắng, bao thắng. Cửu Kiếp nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt là vẻ thản nhiên. Huyền Dương không nói thêm gì. Sau đó Cửu Kiếp nhảy lên võ đài. Cậu tên là gì? Cửu Kiếp nhìn người đàn ông mặc áo choàng và hỏi. Tên tôi chỉ là số hiệu mà thôi. Quả là một kẻ nhàm chán, nhưng cậu quả thực rất to gan. Muốn lĩnh hội võ công đại hội cũng thôi đi, còn gây chuyện trong sự kiện như thế này. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Cửu Kiếp lắc đầu. Có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là, cậu sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cửu Kiếp khẽ cười, nói, đừng hiểu lầm tôi không có ý định giết cậu, nhưng cậu đã chà đạp lên tôn nghiêm của đại hội. Những kẻ cuồng tín cực đoan đó sẽ không dung thứ cho những người như cậu tiếp tục sống. Tôi biết. Người đàn ông mặc áo choàng mỉm cười đáp, thực ra tôi cũng không định dung thứ cho bọn họ. Cửu Kiếp hơi sững lại, mơ hồ nghĩ đến điều gì đó liền lặng lẽ gật đầu, vậy trước hết hãy nghĩ cách sống sót. Nói xong, tay Cửu Kiếp rung lên, giữa hai tay lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Thoạt nhìn, hóa ra đó là hai thanh kiếm dài. Vậy là đủ rồi. Có vẻ như tôi phải làm cho cậu hối hận trước đã. Cửu Kiếp mỉm cười và đi về phía người đàn ông mặc áo choàng. Mỗi bước tới gần, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Người mặc áo choàng vẫn đứng đó, đối mặt với Cửu Kiếp đang đến gần, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Tốc độ của Cửu Kiếp càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như biến thành tàn ảnh, lao về phía người mặc áo choàng. Song kiếm trong tay anh ta giống như những con rắn linh hoạt, nhảy múa uyển chuyển, mang theo kiếm khí sắc bén chém về phía người mặc áo choàng. Tuy nhiên, người mặc áo choàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, anh dễ dàng né được đòn tấn công của Cửu Kiếp chỉ bằng một cử động nhẹ của cơ thể. Cùng lúc đó, anh đưa tay ra, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Cửu Kiếp, hất mạnh một cái. Cửu Kiếp bị mất cảnh giác trước đòn phản công bất ngờ của người mặc áo choàng, nhưng dù sao thì anh A cũng là một bậc thầy dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nên không hề nao núng. Cửu Kiếp lộn một vòng trên không và tiếp đất một cách vững chãi, đồng thời vung kiếm bắng tay kia để chém về phía chân người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng nhanh nhẹn nhảy lên, tránh được thanh kiếm, đồng thời vung tay tạo ra một cơn cuồng phong khủng khiếp lao về phía đối phương. Song kiếm của Cửu Kiếp múa như vũ bão, chém nát cả cơn cuồng phong. Một tiếng nổ vang lên từ võ đài. Nhưng Cửu Kiếp không dừng cuộc tấn công mà lao về phía người mặc áo choàng trong luồng khí lưu hỗn loạn. Người mặc áo choàng nhón nhẹ ngón chân, toàn thân bay về phía sau, giữ khoảng cách với Cửu. Song kiếm của Cửu Kiếp giống như những chiếc răng nanh của quỷ dữ, điên cuồng chém vào người mặc áo choàng. Đôi mắt sắc bén của anh ta cẩn thận quan sát từng cử động của đối thủ, cố tìm ra điểm yếu. Người mặc áo choàng ngược lại có vẻ khá thoải mái. Bất cứ khi nào Cửu Kiếp tấn công, anh luôn có thể né tránh bằng những góc độ và tốc độ đáng kinh ngạc, thỉnh thoảng còn tung ra các đòn phản công khiến Cửu Kiếp luôn trong trạng thái căng thẳng. Trận chiến giữa hai người bước vào giai đoạn khốc liệt, song kiếm của Cửu Kiếp múa càng lúc càng nhanh, kiếm khí dường như bao trùm toàn bộ đấu trường. Người mặc áo choàng nhờ có thân pháp linh hoạt và khả năng quan sát nhạy bén nên hết lần này đến lần khác phá giải được các đòn tấn công của Cửu Kiếp. Những khán giả có mặt đều choáng váng, họ chưa từng được thấy trận chiến nào như vậy trong đời. Mỗi khi kiếm quang lóe lên, tim họ đập nhanh hơn, như thể chính họ đang tham gia vào trận chiến khốc liệt này. Huyền Dương và các quan chức cấp cao đại hội theo dõi trận chiến trên võ đài với vẻ mặt nghiêm nghị. Với tình hình hiện tại, có vẻ như Cửu Kiếp không thể làm gì người đàn ông mặc áo choàng trong thời gian ngắn. Nếu ngay cả Cửu Kiếp cũng thua thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm của đại hội. Huyền Dương. Lúc này có người hô lên. Huyền Dương sững lại một chút, sau đó thấp giọng nói,
mọi người yên tâm, cửu kiếp chắc chân sẽ thẳng. Nghe vậy người kia mới im lặng. Trên võ đài, cửu kiếp bất ngờ tung đòn tấn công dữ dội, song kiếm chém vào người đàn ông mặc áo choàng như hai tia sét. Người đàn ông mặc áo choàng khẽ mỉm cười, lắc lư rồi biến mất khỏi tầm mắt cửu kiếp. Cửu kiếp hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, xem ra đối phó với cậu không dễ. Võ thuật của đại hội xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Đừng vội đắc ý, là tôi chưa ra tay thực sự thôi. Cửu kiếp giọng khàn khàn nói, nếu cậu đã ép tôi đến nước này, vậy thì tôi cũng phải thể hiện bản lĩnh thực sự thôi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy võ công đích thực của đại hội. Cửu kiếp chậm rãi đứng lên, trong mắt đầy sự kiên quyết. Song kiếm trong tay anh ta bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang hô ứng với khí tức bên trong cơ thể. Người mặc áo choàng vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trông anh lúc này giống như một ngọn núi sừng sững không thể vượt qua. Thiên cương cửu kiếp kiếm pháp, cửu kiếp, thấp giọng hét lên, cơ thể đột nhiên chuyển động, song kiếm vung lên, kiếm khí cắt ngang như muốn rạch nát toàn bộ không gian. Mọi người dùng mình, cảm giác như mọi thứ trước mắt sắp bị cắt làm đôi. Đôi mắt người mặc áo choàng trở nên đăm chiêu, kiếm pháp này quả thực là phi thường. Nhưng anh không hề nao núng mà vẫn bước về phía trước, hai tay nhanh chóng kết thành ấn, từ trên người tỏa ra một lưỡng khí tức mạnh mẽ. Hai đòn tấn công va chạm trên không trung, tạo ra tiếng nổ chói tai, kiếm khí và cưỡng phong đan sen tạo thành một cơn bão lớn quét qua toàn bộ võ đài. Những người ngồi xem trên khán đài cũng bị rung chuyển bởi cơn bão bất ngờ, nhưng họ không quan tâm. Họ nhìn chằm chằm vào võ đài, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết của trận đấu. Thiên cương kiếm pháp của cửu kiếp cực kỳ lợi hại, nhưng người mặc áo choàng dường như cũng không kém phần mạnh mẽ. Hai người di chuyển như hai cơn lốc trên võ đài, kiếm khí và cuồng phong không ngừng va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Một trận chiến đẳng cấp như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đúng lúc này, thân ảnh người mặc áo choàng đột nhiên xẹt qua rồi biến mất. Vẻ mặt cửu kiếp căng thẳng, song kiếm lập tức đâm xuống đất. Lôi kiếp, tới đây. Một tiếng gầm vang lên. Đoàng đoàng đoàng. Vô số sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phủ lên không gian xung quanh cửu kiếp. Lúc này, cửu kiếp giống như một vị thần bất tử đang chịu lôi kiếp, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi sấm sét. Ôi mẹ ơi! Chạy mau! Những người ở gần võ đài sợ hãi đến mức tháo chạy. Những người còn lại sắc mặt cũng tái nhợt, thần sắc khó coi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Trong làn lôi điện, cửu kiếp đứng ở giữa bất động. Anh ta khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận sức mạnh của sấm sét xung quanh, cũng như thể đang dẫn dắt sức mạnh này. Song kiếm găm chặt trên mặt đất, thân kiếm lóe lên ánh sáng điện quang, tương phản với sấm sét xung quanh. Toàn bộ khung cảnh giống như một ngày tận thế. Không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, sấm sét dần dần yếu đi. Khi sấm sét hoàn toàn biến mất, toàn bộ võ đài bằng phẳng đã trở thành đống đổ nát. Hiện trường bụi bay mù mịt, đất đá lộn xộn. Cửu kiếp đang đứng giữa song kiếm, thờ ơ nhìn xung quanh. Mọi người cũng dần hoàn hồn lại, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người mặc áo choàng. Tuy nhiên, nhìn mãi cũng chẳng thấy dấu vết nào của anh. Anh ta chết rồi. Người đó bị sấm sét đánh thành tro rồi phải không? Ai có thể sống sót sau một cuộc tấn công như vậy chứ? Thật là, quá kinh khủng, đây là sức mạnh của cao thủ đại hội sao? Mọi người thì thầm. Mọi người giật mình nhìn quanh, chỉ thấy người mặc áo choàng đang chậm rãi đứng dậy từ đống đổ nát. Áo choàng của anh có phần rách nát, nhưng toàn thân vẫn còn nguyên vẹn. Trận sấm sét kinh hoàng ban nãy không hề gây ra tổn hại gì cho anh. Việc này là không thể. Cửu kiếp hoàn toàn chết đứng. Dưới đòn tấn công như vậy mà người mặc áo choàng thực sự vẫn còn sống. Cậu, sao cậu vẫn còn sống được? Giọng cửu kiếp run lên vì không thể tin được. Đòn vừa tung ra đã là chiêu mạnh nhất của anh ta, cũng là chiêu thức mà anh ta tự tin rằng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ ngang cấp nào. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt vừa mới bước ra từ trận sấm sét mà không hề bị tổn hại gì. Người mặc áo choàng vỗ nhẹ lớp bụi trên người, giọng nói điềm tĩnh và sâu lắng, kiếm pháp của anh quả thực vô cùng lợi hại, sức mạnh lôi điện cũng rất ấn tượng. Tuy nhiên, sức mạnh không phải là yếu tố duy nhất quyết định thắng thua. Đôi khi, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh tưởng chừng như rất đáng sợ của anh thực chất chỉ là một trò đùa. Cửu kiếp siết chặt nằm đấm, trong mắt hiện lên vẻ ngoan cường, tôi không phục. Đấu lại. Dứt lời, cửu kiếp lại rút kiếm lao về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng lạnh lùng nhìn cửu kiếp, bình tĩnh nói, nếu những gì anh vừa thể hiện là võ công thực sự của đại hội, vậy tôi sẽ cho anh xem võ công của tôi.
người mặc áo choàng còn chưa dứt lời thì thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh. Đòn tấn công của cửu kiếp chém vào không khí, anh ta kinh ngạc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người mặc áo choàng. Đột nhiên, một luồng khí lưu mạnh từ phía sau truyền đến. Cửu kiếp vội vàng quay người lại, chỉ thấy người mặc áo choàng đang ở rất gần. Song kiếm trong tay anh ta theo bản năng vung lên, nhưng người mặc áo choàng dễ dàng né được. Cái gì? Thân pháp linh hoạt đến mức này khiến người ta không thể tin được, như thể người mặc áo choàng trước mặt không phải là một thực thể, mà là một sự tồn tại giống như linh hồn. Ngay sau đó, cánh tay của người mặc áo choàng run rẩy, giữa hai cánh tay lóe lên một luồng ánh sáng kỳ lạ. Người mặc áo choàng ngừng run rẩy, hai tay múa may điên cuồng, tung ra hàng loạt đòn tấn công khiến người ta hoa mày chóng mặt. Động tác của anh nhanh như chớp nhưng mỗi đòn đánh đều cực kỳ chính xác như thể đoán trước được từng cử động của cửu kiếp. Cửu kiếp cố gắng hết sức để chống cự, song kiếm vung lên với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng mỗi lần chém vào cánh tay của người mặc áo choàng, anh ta lại có cảm giác như mình đang chém vào thép. Sao có thể như vậy được? Da thịt của người này là sắt thép hay sao? Cửu kiếp bắt đầu lo lắng, dựng cả tóc gáy. Anh ta không thể nào nhìn thấu đối thủ trước mặt. Võ đạo của người mặc áo choàng giống như một ngọn núi không thể vượt qua, khiến anh ta nản lòng những người có mặt cũng sửng sốt không kém. Họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào khủng bố như vậy. Là cao thủ đại hội, thanh kiếm của cứu kiếp, chắc chắn là một loại thần binh. Nhưng người mặc áo choàng có thể chống lại nó bằng da thịt của mình. Việc này đáng sợ đến mức nào? Huyền Dương và những người khác cuối cùng đã nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc lần này. Sức mạnh của người mặc áo choàng trước mặt vượt xa tưởng tượng của họ. Trong chốc lát, cửu kiếp bị người mặc áo choàng ép phải rút lui. Anh ta cảm thấy kiếm thuật của mình thật non nớt trước mặt đối phương, như thể cửu kiếp là một người mới học võ lại đi thách thức một cao thủ võ thuật. Cuối cùng, tỉnh tang, một âm thanh giòn giã vang lên. Song kiếm của cửu kiếp trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một nắm đấm cứng như sắt chuẩn giáng vào mặt anh ta. Đôi mắt cửu kiếp mở to, toàn thân cứng đờ trong giây lát, chờ đợi cái chết đang ập đến. Tuy nhiên, nắm đấm kia dừng lại trước mặt anh ta chưa đầy một tấc. Cửu kiếp có thể cảm nhận được một cơn gió mạnh tạt vào mặt mình. Tuy nhiên, sức mạnh trong nắm đấm của đối phương rõ ràng đã bị hạn chế, nếu không chỉ riêng luồng khí lưu tạo ra từ nắm đấm này đã khiến đầu cửu kiếp vỡ vụn. Cửu kiếp ngơ ngác nhìn, chỉ thấy nắm đấm của người kia chậm rãi hạ xuống. Người đàn ông mặc áo choàng đã dừng tay. Nhưng, trước đó Ngụy Nguyên, chẳng phải cậu muốn phế võ công của cậu ta sao? Cửu kiếp kinh ngạc hỏi. Còn tùy xem người đó là ai? Nếu là người trong sạch trong đại hội, tôi sẽ không làm tổn hại tới. Còn nếu đó là kẻ ham trục lợi, lòng dạ đen tối thì tôi sẽ không cho chúng cơ hội sống sót. Người mặc áo choàng bình tĩnh trả lời. Cửu kiếp sửng sốt, nhưng rất nhanh anh ta tựa hồ vừa nhận ra điều gì đó, hừ lạnh nói, gì vậy? Cậu muốn ly gián tôi và đại hội, nói cho cậu biết, điều này là không thể. Bản chất của đại hội tôi hiểu rõ hơn cậu, anh có chắc là anh hiểu rõ hơn tôi không? Người mặc áo choàng đột nhiên tiến lại gần. Hơi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt vô cùng kiên định lộ ra trong bóng tối. Cửu kiếp đột nhiên run rẩy mở miệng, không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng, anh ta chọn cách im lặng và loạng choạng bỏ đi với hai thanh kiếm trên tay. Cửu kiếp, đừng bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Kẻ này đã nói rõ ràng, hẳn tới đây là vì muốn nhầm vào đại hội. Huyền Dương bước tới thật nhanh, nhỏ giọng nói. Tôi biết. Cửu kiếp gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cậu đi xuống nghỉ ngơi đi, kẻ này chúng tôi sẽ xử lý. Không cần phải vội. Cửu kiếp khàn giọng nói, tôi muốn tận mắt thấy người này thoát. Nói xong, anh ta đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nuốt mấy viên đan, điều hòa khí tức rồi lại nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng. Huyền Dương sắc mặt hơi thay đổi, im lặng nhìn cửu kiếp hồi lâu rồi mới về vị trí. Thế nào, võ thuật của đại hội có vẻ không cao thâm như tôi tưởng. Trong đại hội không có người nào giỏi đánh đấm hơn sao? Người mặc áo choàng đứng trên võ đài đổ nát, nhìn về phía Huyền Dương. Kiêu ngạo, ngang ngược. Không ai từng nghĩ sẽ có một ngày có người dám khiêu khích đại hội trên chính đài tỷ võ của đại hội. Trong mắt Huyền Dương hiện lên một tia lạnh lẽo. Mọi người trong đại hội mặt cũng xa sầm lại. Tình thế đã đến mức này, những người này đều biết nếu không xử lý được người mặc áo choàng, thể diện của đại hội sẽ hoàn toàn bị đối thủ chà đạp. Võ thuật của các hạ quả thực rất mạnh mẽ, Huyền Dương chậm rãi nói. Giọng điệu bình tĩnh, tuy nhiên, võ thuật của đại hội là một phạm trù rộng lớn, không thể chỉ do một cá nhân nào đó đại diện. Xin các hạ chờ một lát, chúng tôi sẽ cử một cao thủ võ thuật.
khác của đại hội lên đài tranh tài cùng các hạ. Lại nữa à, định đấu kiểu tiếp sức hay sao? Lúc này, một thành viên của nhà họ Long ở Yên Kinh không khỏi hừ lạnh. Đúng vậy, vị tiên sinh này đã liên tục chiến đấu 3 trận, dù mạnh đến đâu cũng không thể đấu tiếp nữa. Tôi thấy chắc đại hội cũng không cử ra được ai cao tay hơn nữa đâu. Hiện trường vang lên những giọng nói mỉa mai. Đây đều là lời nói của những người bất mãn với đại hội. Không phải ai cũng sợ đại hội. Một khi đại hội mất đi quyền lực, chắc chắn sẽ không ít người dậu đổ bìm leo. Người đàn ông mặc áo choàng đang thách thức trên võ đài. Bên dưới đài khán giả lại la ó. Giờ lên đài hay không lên đài đều không ổn. Phải làm gì đây? Huyền Dương quay người lại nhìn các quan chức cấp cao của đại hội. Vẻ mặt của các quan chức cấp cao đại hội không có nhiều thay đổi. Nhưng vào lúc này, một ông già chậm rãi đứng dậy. Lão Phong. Huyền Dương ngạc nhiên. Nhưng ông già giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một viên đan trong suốt như pha lê. Lão Phong, sao có thể làm vậy được? Tụ nguyên đan quý giá như vậy, sao có thể đưa cho người ngoài? Huống chi, tôi làm sao có thể để ông lên đài tỉ thí? Làm vậy thì tôi biết giải thích với hội trưởng thế nào? Huyền Dương vội vàng nói. Hiện tại người khác đã giẫm nát bộ mặt của đại hội, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Làm, mau đi. Lão Phong hừ lạnh một tiếng, ném viên đan về phía Huyền Dương. Huyền Dương vội vàng cầm lấy tụ nguyên đan, vẻ mặt khó xử nhìn Lão Phong. Tụ nguyên đan này rất phi thường, nó có thể kích thích tiềm năng của võ giả trong thời gian ngắn và tăng cường một phần sức mạnh của họ. Có điều đây vẫn chưa phải công dụng chính của nó. Điều thực sự đáng sợ của tụ nguyên đan là nó có thể giúp một người khôi phục lại trạng thái tốt nhất trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dù người đó có bị thương thế nào, dù đã tiêu hao bao nhiêu khí ý và thể lực đi nữa. Huyền Dương biết ý định của Lão Phong rất đơn giản, chỉ là muốn khiến đám người kia im miệng mà thôi. Vì những người này nói đại hội không công bằng, vậy Lão Phong sẽ cho họ sự công bằng. Huyền Dương hít một hơi thật sâu, đi về phía võ đài đổ nát. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ông ta. Cái gì, Huyền Dương đại nhân muốn đích thân lên đài sao? Người nhà họ Long không khỏi mỉm cười hỏi. Huyền Dương nhìn chằm chằm vào nhà họ Long. Ông ta biết tại sao nhà họ Long lại tự tin như vậy. Gia tộc này mặc dù thực lực võ công không cao nhưng rất nhiều người trong nhà có liên quan tới chính phủ, bởi vậy đại hội muốn động tới họ cũng sẽ phải dè chừng. Huyền Dương không hề nổi giận vì lời nói của nhà họ Long mà trực tiếp hét lên. Đây là tụ nguyên đan của đại hội chúng tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn nhiều vị bằng hữu đã nghe nói đến viên đan này phải không? Ông ta dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Cái gì, tụ nguyên đan? Thật hay giả vậy? Đây chính là tụ nguyên đan nổi tiếng sao? Người ta nói, uống viên đan này có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, khôi phục mọi vết thương và sinh lực. Đó là thần đan trong truyền thuyết. Huyền Dương đại nhân lấy ra thứ này, có lẽ... Những lời cảm thán đầy ngạc nhiên của đám đông liên tục vang lên. Huyền Dương nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng, sau đó ném viên tụ nguyên đan cho anh. Người mặc áo choàng cầm lấy viên đan, nhìn thoáng qua rồi bình thản nói, cái này lẽ nào là... Tiếp theo, Lão Phong của đại hội chúng tôi sẽ thách đấu cậu. Huyền Dương bình tĩnh nói. Nhưng xét rằng trước đây cậu đã trải qua mấy trận chiến nên thể lực và sức mạnh suy kiệt. Vì vậy, để đảm bảo công bằng, cậu có thể dùng viên tụ nguyên đan này để khôi phục trạng thái tốt nhất trước khi đối đầu với Lão Phong. Người mặc áo choàng khế mỉm cười, xem ra đại hội vẫn ưa thể diện lắm. Sự tôn nghiêm của đại hội không thể bị người khác chà đạp. Cậu tới đây hôm nay hẳn là có kế hoạch từ trước. Có điều đại hội chúng tôi cũng không đến mức bị cậu chà đạp dưới chân. Lão Phong chậm rãi đi tới, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, mau uống viên đan này, sau đó so cao thấp với tôi. Người mặc áo choàng nheo mắt lại, đột nhiên nhếch khóe miệng, để lộ ra nụ cười giễu cợt. Tôi nghĩ cái này không cần thiết. Anh nói dứt lời, mọi người đều run rẩy. Người đàn ông mặc áo choàng giơ tay ném viên tụ nguyên đan về phía Huyền Dương. Huyền Dương sửng sốt, vội vàng bắt lấy viên đan, kinh ngạc nhìn người mặc áo choàng. Ý cậu là gì? Muốn đối phó người của đại hội, tôi hoàn toàn không cần dùng đến đan dược bổ trợ. Lão Phong gì đó này tôi cũng không căn tụ nguyên đan khôi phục đã đủ sức ứng phổ. To gan. Cậu dám coi thường đại hội chúng tôi đúng là không thể tha thứ được. Kẻ này phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Những tiếng quát vang lên. Vào lúc này, người mặc áo choàng đã thành công chọc giận tất cả mọi người trong đại hội. Ánh mắt Lão Phong cũng trở nên lạnh lùng, ông ta bước tới trước võ đài, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, cậu quá kiêu ngạo. Tôi thừa nhận cậu quả có chút thực lực,
nhưng điều này không thể trở thành căn cứ cho cậu dẫm đạp và xúc phạm đại hội. Cậu vẫn chưa thắng đâu. Người mặc áo choàng chỉ cười nhẹ, ánh mắt quét qua người Lão Phong, sau đó lắc đầu, rốt cuộc tôi phải thắng bao nhiêu trận thì các người mới thừa nhận mình thua. Thật quá tự phụ, trước tiên hãy đánh bại tôi đi. Lão Phong giận dữ hét lên, ông ta lập tức di chuyển, lao về phía người mặc áo choàng. Mọi người đều nín thở và nhìn chằm chằm vào hai người trên sàn đấu. Là cao thủ của đại hội, thực lực của Lão Phong là điều không cần bàn cãi. Còn người mặc áo choàng dù thân thế bí ẩn nhưng sức mạnh anh thể hiện trong những trận đấu vừa qua quả thực là phi phàm. Lão Phong ra tay, trường lực mạnh mẽ nhắm vào ngực người mặc áo choàng. Thế nhưng người mặc áo choàng tiến lên thay vì rút lui, đồng thời cũng tung trưởng đỡ đòn. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh nặng nề. Mọi người chỉ nhìn thấy thân hình của Lão Phong hơi lắc lư, còn người mặc áo choàng thì đứng bất động. Chỉ một trường này thôi có vẻ đã nhìn ra được cao thấp. Trong mắt Lão Phong hiện lên một hát ngạc, ông ta không ngờ người mặc áo choàng lại lợi hại như vậy. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là một bậc thầy võ thuật giàu kinh nghiệm. Ông ta nhanh chóng đứng vững lại và phát động một cuộc tấn công khác. Hai người đánh qua đánh lại, di chuyển nhanh như cắt trên võ đài khiến khán giả hoa mày chóng mặt. Mỗi lần hai bên đối đầu đều phát ra âm thanh chói tai đáng sợ. Lão Phong dốc toàn lực, những cú đấm dữ dội như gió như mưa, chứa đựng sức mạnh vô tận cố gắng phá vỡ phòng thủ của người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng nhanh nhẹn như một bóng ma và luôn tìm ra cách khéo léo né tránh các đòn tấn công của Lão Phong vào thời điểm then chốt. Đột nhiên, Lão Phong xoay người sang bên cạnh và đá vào thắt lưng người mặc áo choàng. Sức mạnh bộc phát từ bàn chân đủ sức xé nát cả ngọn núi, quả là vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, người mặc áo choàng không né tránh, hai tay vắt chéo lại đỡ cú đá, nhân tiện mượn lưng lực này bay về phía sau. Tuy nhiên, Lão Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Ông ta theo sát và dùng nắm đấm nhanh như một vệt sao băng giáng xuống. Khán giả xung quanh có thể cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ nắm đấm của Lão Phong, như thể nó sắp phá vỡ cả khoảng không. Nhưng vào lúc này, khóe miệng người mặc áo choàng hơi nhếch lên, đột nhiên xoay người lại một cách kỳ lạ, vòng ra sau lưng Lão Phong với tốc độ kinh người, chưởng lực sắc bén từ lòng bàn tay đánh thẳng vào lưng Lão Phong. Bịch! Lão Phong trúng đòn, vội vàng dùng chưởng lực kéo giãn khoảng cách với người mặc áo choàng. Lồng ngực ông ta phập phồng, cố gắng hết sức ổn định khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, gầm lên một tiếng trầm thấp rồi lại lao tới. Trận chiến giữa hai người ngày càng trở nên khốc liệt, không khí xung quanh dường như sôi sục mạnh của họ. Lão Phong trán đầy mồ hôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng ý chí chiến đấu trong mắt lại càng mạnh mẽ hơn. Sắc mặt người mặc áo choàng cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Rốt cuộc thì anh cũng có giới hạn của mình. Đúng vậy, có thể đánh qua đánh lại lâu như vậy, cho dù Lão Phong có thẳng cũng không vẻ vang gì. Một người đàn ông mặc áo choàng đen khác ở bên cạnh bình tĩnh nói. Mọi người càng thảo luận sôi nổi hơn. Họ dường như không còn quan tâm ai thắng ai thua trong trận chiến này nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lúc đám đông còn đang bàn tán, trận chiến giữa Lão Phong và người mặc áo choàng lại trở nên kịch tính hơn. Lão Phong hai tay múa may tạo ra vô số tàn ảnh, nội lực hình thành xung quanh cơ thể một tăng cương khí mơ hồ. Mỗi cử động, mỗi chiêu thức của ông ta đều chứa sát ý vô tận. Người mặc áo choàng nheo mắt lại, bộ pháp thay đổi, thân thể như một huyễn ảnh thoát ẩn thoát hiện dưới những đòn tấn công của Lão Phong. Lão Phong đột nhiên nhảy lên không trung, chấp hai tay lại rồi lao vào người mặc áo choàng như một ngọn núi sắp đè lên người anh. Cú đánh này mang theo tiếng gió rít, sức mạnh thật kinh khủng. Người mặc áo choàng hít một hơi thật sâu, điên cuồng huy động nội lực trong cơ thể. Anh giơ tay lên, định sẽ đỡ lấy đòn sấm sét này. Bùm! Cú va chạm mạnh khiến mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, những khán giả xung quanh bị luồng lực mạnh mẽ ép lùi lại. Chân của người mặc áo choàng cắm chặt xuống đất, còn Lão Phong bị phản lực làm cho bật ngược lên không trung. Lão Phong lộn nhào trên không rồi lại lao xuống nhanh như tia chớp. Người mặc áo choàng nghiến răng nhảy ra khỏi cái hố dưới chân, né sang một bên. Cơn cuồng phong từ trưởng của Lão Phong lướt qua vạt áo của anh, cuốn theo một mảnh áo nát vụn. Lúc này, người mặc áo choàng không còn phòng thủ một cách bị động nữa. Thân ảnh anh xẹt ngang như tia chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Lão Phong và dùng cùi trỏ tấn công vào lưng ông ta. Lão Phong cũng phản ứng rất nhanh, lập tức quay lại và dùng tay chặn. Hai cánh tay va vào nhau, tạo ra âm thanh như kim loại va chạm. Lão Phong lợi dụng lúc đối thủ lực cũ chưa qua lực mới chưa thành, lập tức tung ra một cú đá quét về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng nhanh chóng lùi lại, né tránh đòn tấn công trong gang tấc. Tuy nhiên,
các đòn tấn công của Lão Phong vẫn tiếp tục ập đến như thủy triều, sau đó lại là một cơn mưa nắm đấm được tung ra. Người mặc áo choàng không ngừng rút lui, tìm cơ hội phản công. Đột nhiên, anh phát hiện ra sơ hở trong chiêu thức của Lão Phong. Không chút do dự, anh giơ ngón tay ra nhắm thẳng vào nách Lão Phong. Lão Phong bị cơn đau đột ngột làm khựng lại. Người đàn ông mặc áo choàng nhân cơ hội này, đồn nội lực vào lòng bàn tay và vỗ mạnh vào ngực Lão Phong. Lão Phong không kịp né tránh và bị đánh trúng khiến ông ta bay về phía sau. Lão Phong loạng choạng chỉnh lại tư thế trên không trung và tiếp đất vững chắc. Một vệt máu tràn ra từ khóe miệng ông ta, nhưng đôi mắt lúc này lại càng trở nên hung dữ hơn. Điểm huyệt. Chẳng lẽ không được? Người mặc áo choàng mỉm cười. Kỹ năng như vậy vượt quá tầm của cao thủ võ thuật thông thường. Xem ra cậu cũng là một cao thủ y đạo. Lão Phong lạnh lùng nói, đã vậy, hãy xem kỹ năng y đạo của tôi. Nói xong, Lão Phong đột nhiên giơ tay lên, một lượng lớn ánh sáng bạc bay ra. Nhìn kỹ thì đó là những cây châm bạc đang bắn về phía người mặc áo choàng như một cơn mưa phùn dày đặc. Người mặc áo choàng mặc dù né tránh rất khéo léo nhưng số lượng châm bạc mà Lão Phong sử dụng quá khủng bố. Khi người mặc áo choàng từ trên không đáp xuống, trên người anh đã bị 7-8 cây châm bạc sáng ngời đâm vào. Hay lắm! Một số người trong đại hội hô lên phấn khích. Trong cuộc đấu giữa các cao thủ y võ thì việc bị kim đâm chúng còn đáng sợ hơn bị đánh chúng nhiều. Bởi vì kim châm này đều nhắm vào huyệt đạo. Mà mỗi huyệt vị bị kim đâm chúng đều sẽ gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Hoặc ngăn cản sự luân chuyển của khí tức hoặc ảnh hưởng đến tứ chi. Hoặc thậm chí là, trực tiếp mất mạng. Nhìn thấy mũi kim cắm trên người người mặc áo choàng, người trong đại hội đều thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ thắng thua giờ đã rõ. Lão Phong thắng rồi. Vài người trong đại hội cười ha ha nói chuyện. Còn khán giả dưới đài trông có vẻ lo lắng. Lão Phong cũng thở phào nhẹ nhõm và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt ẩn trong bóng tối vẫn bình tĩnh. Không tồi, châm thuật của ông không đến nỗi nào. Người mặc áo choàng bình tĩnh đánh giá. Không đến nỗi nào. Sắc mặt Lão Phong đột nhiên tối sầm, hừ lạnh, cậu đang coi thường châm thuật của tôi à? Như vậy gọi là coi thường sao? Người mặc áo choàng cười đáp, trên đời này, người được tôi đánh giá là không đến nỗi nào đã phải cảm thấy vinh dự rồi. Nghe vậy, Lão Phong tức giận trợn mắt và hét lên, ngông cuồng. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thực lực thực sự của tôi. Nói xong, ông ta lại vung tay phi ra châm bạc, bắn về phía người mặc áo choàng như những vệt sao băng. Người mặc áo choàng không hề hoảng sợ, cơ thể di chuyển linh hoạt tránh né làn châm bạc dày đặc. Cùng lúc đó, trong tay anh cũng xuất hiện thêm mấy cây châm bạc, bắn thẳng về phía huyệt vị của Lão Phong. Lão Phong né sang một bên, giơ chân lên quét một vòng. Người mặc áo choàng nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người trong không trung, châm bạc trong tay. Không ngừng bản ra, nhằm vào huyệt đạo trên đầu Lão Phong. Châm bạc của người mặc áo choàng lúc này giải phóng ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Chúng giống như những tinh linh nhảy múa trong, gió, không ngừng di chuyển và dễ dàng xé nát khí tức của Lão Phong. Sắc mặt Lão Phong đanh lại, vội vàng tránh né, tìm thời cơ thích hợp lao về phía trước. Một quyền nhắm thẳng vào mặt người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng dùng cánh tay chặn lại, đồng thời xoay cổ tay, châm bạc bay ra khỏi ống tay áo, đâm vào huyệt cổ tay của Lão Phong. Lão Phong phản ứng rất nhanh, thu nắm đấm lại và xoay lòng bàn tay, vỗ vào những cây châm bạc. Hai người giao đấu qua lại, châm thuật kết hợp với quyền thuật, đánh đến khó phân cao thấp. Nhưng khi thời gian trôi qua, Lão Phong dần bị chậm lại. Cuối cùng, người mặc áo choàng phát hiện ra sơ hở của Lão Phong và dùng châm bạc đâm vào huyệt đàm trung của ông ta. Lão Phong giật mình, vội vã về thế thủ nhưng đã chậm một bước, châm bạc đã kịp sượt qua huyệt vị khiến ông ta lập tức cảm nhận được khí tức ngưng trệ. Lão Phong gắng gượng chịu đựng sự khó chịu, thuận thế lao lên, giang hai tay ra, nội lực dâng trào. Người mặc áo choàng bị nội lực cường đại này ép lùi lại vài bước, nhưng lúc vừa rút lui, anh lại bản ra thêm vài cây châm bạc, lần lượt đâm vào huyệt kiên tỉnh. Huyệt khúc chỉ vào huyệt túc tam lý của Lão Phong. Không hay rồi. Lão Phong kinh ngạc và cố gắng né tránh lần nữa. Nhưng không kịp rồi. Phịch, phịch, phịch. Cả ba châm bạc đâm trúng mục tiêu. Khoảnh khắc chúng đâm trúng mục tiêu, một lượng lớn khí tức bùng phát từ những châm bạc này chúng cọ sát vào cơ thể Lão Phong và đâm vào các huyệt đạo khác trên cơ thể ông ta. Châm bạc ẩn khí. Vô số cao thủ đại hội cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Gần như ngay lập tức, tất cả các huyệt đạo trên cơ thể Lão Phong đều bị châm khí che phủ, toàn thân ông ta như đông cứng tại chỗ, không thể cử động. Người đàn ông mặc áo choàng dừng lại,
đứng chắp tay sau lưng, thờ ơ nhìn Lão Phong. Tôi nói rồi, tôi nói châm thuật của ông không đến nỗi nào là công nhận năng lực của ông chứ không phải tôi ngông cưỡng kiêu ngạo. Đó là do châm thuật của ông, quá yếu. Đôi mắt Lão Phong mở to, vẻ mặt không cam lòng và không thể tin được. Ông ta chưa bao giờ nghĩ cả đời mình nghiên cứu châm thuật mà lại thất bại thảm hại như vậy. Xung quanh im lặng như tờ, mọi người bàng hoàng không nói nên lời trước cái kết đột ngột này. Châm bạc ẩn khí không chỉ đơn giản là gắn khí ý vào châm bạc, mà là khi kim và khí được tách ra, mỗi cái thực hiện nhiệm vụ riêng của mình nhưng vẫn dung hòa làm một. Tại thời điểm tiếp xúc, kim làm việc của kim, khí làm việc của khí. Độ khó của thao tác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng người này có thể thực hiện việc này một cách khéo léo và thành thục như vậy. Điều này cho thấy y thuật của cậu ta vô cùng đáng sợ. Một ông già có bộ râu trắng ở hàng ghế khán giả khàn giọng nói. Những người xung quanh đều kinh ngạc. Ông già râu trắng này chính là thần tiên sống danh tiếng lẫy lừng ở Long Quốc Lý Đà Sinh. Nghe nói tổ tiên của ông ta là đệ tử và học được truyền thừa của Hoa Đà. Thậm chí đến cả một phần bí kíp thất truyền của Thanh Nang Thư, dòng họ của ông ta cũng được truyền thừa. Có thể khiến Lý Đà Sinh bình phẩm như vậy, người đàn ông mặc áo choàng này thật đáng sợ. Đạo y võ, không được ngủ quên trên vinh quang. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói, tuy rằng y thuật của ông quả thực phi phàm, nhưng ở trước mặt tôi thì nó không đáng nhắc tới. Nói xong, người mặc áo choàng giơ tay lên vẫy. Vù 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 vù. Tất cả châm bạc trên người Lão Phong đều được rút lại, châm khí cũng tiêu tán. Lão Phong loạng choạng ngã xuống đất trong tình trạng hết sức thê thảm. Ông ta không cam tâm nhìn người đàn ông mặc áo choàng, nhìn đôi mắt thờ ơ dưới làn sương mù, cuối cùng thở dài, chán nản bước xuống võ đài. Ông ta đã thua hoàn toàn. Đối phương đã nương tay rồi, nếu tiếp tục đánh thì bản thân sẽ là kẻ hẹp hòi. Nhưng sự đầu hàng của ông ta đã khiến đại hội hoàn toàn mất mặt. Lại một cao thủ nữa bị đánh bại. Người này còn là một trong những lãnh đạo cao cấp của đại hội. Mọi người lúc này đều tập trung vào người đàn ông mặc áo choàng và suy đoán danh tính của anh. Còn những người trong đại hội vẻ mặt tái nhợt, siết chặt nắm đấm, hai mắt như sắp phun lửa đến nơi. Các hạ rốt cuộc là ai? Huyền Dương đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Việc tôi là ai có quan trọng không? Người mặc áo choàng nghiêng đầu mỉm cười. Nếu các hạ tới đây để gây phiền toái, vậy thì đại hội chúng tôi không cần khách sáo nữa. Huyền Dương hừ một tiếng. Sao vậy, vẫn không muốn nhận thua à? Vị tiên sinh này đã vi phạm luật lệ gì chứ? Giết người của đại hội hay là phế võ công của họ? Vị bằng hữu này từ lúc lên sàn chưa từng sát sinh, cũng không sỉ nhục đại hội. Sao Huyền Dương đại nhân lại nói như vậy? Lương vệ quốc của Lương gia lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói. Đúng, vị tiên sinh kia không có lỗi. Huyền Dương đại nhân hành xử như vậy chẳng phải quá nhỏ mọn sao? Chẳng lẽ trong đại hội ai cũng như vậy sao? Huyền Dương, đừng làm loạn. Một người phụ nữ lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước và nói. Mọi người, tôi nghĩ mọi người đã hiểu sai ý Huyền Dương đại nhân rồi. Mục đích của đại hội lần này là chọn ra những cao thủ kiệt xuất tham gia vào việc trừ gian diệt ác cho Long Quốc chứ không phải là một cuộc đấu tay đôi cao thấp. Vị bằng hữu này quả thực rất giỏi, nhưng cậu có thể xuống đài để nhường chỗ cho các cao thủ khác lên đài thể hiện tài năng. Vậy sao? Người mặc áo choàng mỉm cười, nhưng tôi muốn kiểm tra khả năng của đại hội, vậy có được không? Người phụ nữ thoáng cau mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếp tục kiểm tra khả năng của đại hội. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương không muốn xuống đài, thậm chí còn tuyên chiến với đại hội. Huyền Dương hít sâu một hơi, quay đầu lại khàn giọng nói, các vị đại nhân, xem ra kẻ này không muốn để đại hội được yên. Tôi đề nghị tạm dừng hội nghị, tán mọi người. Trước tiên hãy xử lý kẻ này, rồi sau đó sẽ lên kế hoạch tiếp theo. Tạm dừng hội nghị, làm như vậy thì ảnh hưởng sẽ không lường được. Làm vậy có thích hợp không? Một người đàn ông nói với giọng trầm. Nhưng kẻ trước mắt chúng ta thật sự rất khó đối phó. Nếu như Trần đại nhân có biện pháp tốt hơn đối phó hắn, vậy hội nghị cũng không cần tạm dừng. Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, hạ giọng nói, việc này phải lập tức báo cáo với hội trưởng. Đã cử người đi thông báo cho hội trưởng rồi. Vậy trước tiên ổn định đối phương, chờ chỉ thị của hội trưởng. Một ông già khác thấp giọng nói, nếu ngay cả hội trưởng cũng quyết định tạm dừng hội nghị và xử lý kẻ này thì chúng tôi sẽ làm theo lời hội trưởng. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Lúc này, những người trong đại hội đã sẵn sàng tiêu diệt người mặc áo choàng này bất chấp tiếng tăm của bọn họ. Nếu tiếp tục để yên, ảnh hưởng sẽ ngày một lớn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người trong đại hội vội vàng bước tới. Huyền Dương đại nhân, hội trưởng có lệnh.
hội trưởng nói gì thế? Huyền Dương lập tức đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn người đưa tin. Người đưa tin tiến lại gần, chắp tay nói, hội trưởng nói rằng hội nghị không thể tạm dừng, nhưng quy trình có thể thay đổi, bắt đầu thiên thần đạo sớm hơn. Cái gì? Sắc mặt đám người kia đột nhiên thay đổi. Huyền Dương suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu, vẫn là hội trưởng sáng suốt, hội trưởng đang muốn dùng thiên thần đạo diệt trừ kẻ này. Thiên thần đạo là một bí cảnh viễn cổ của các bậc đại năng. Bên trong bí cảnh này có vô số thử thách với độ khó không tưởng. Vốn dĩ chúng ta dự định dùng thiên thần đạo làm thử thách cho người chiến thắng cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta có thể dùng nó để loại bỏ một số kẻ chống đối. Đúng là hội trưởng suy xét chu toàn. Vẻ u ám trên mặt đám người bị quét sạch, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ. Nhưng Trần Đại Nhân lại tỏ ra lo lắng, nhưng một khi thiên thần đạo mở ra, sẽ có rủi ro rất lớn. Lỡ như, Huyền Dương ngắt lời ông ta, nói, hiện tại, chúng ta không thể nghĩ nhiều như vậy nếu không, làm sao chúng ta có thể cứu được thể diện của đại hội. Trần Đại Nhân im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Huyền Dương quay đầu nhìn về phía người mặc áo choàng, lớn tiếng nói, các hạ, việc kiểm tra khả năng gì đó để sau nói đi. Đã đến lúc đại hội mở thiên thần đạo, mời các vị theo tôi tiến vào thiên thần đạo và nhận quà cảm ơn của đại hội. Quà cảm ơn. Mọi người nhìn Huyền Dương, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Huyền Dương cười nói, trên núi Thánh Huyền có một bí cảnh gọi là thiên thần đạo. Nghe nói đó là con đường mà các bậc đại năng cổ xưa phải đi qua trước khi thành thiên hóa thánh. Con đường này tràn ngập linh vận và chứa đựng tính hoa của trời đất. Nếu có thể đi qua con đường này, ngay cả một phàm nhân trói gà không chặt cũng có thể lột xác và trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Nếu võ giả đi qua đó, ít thì giác ngộ u thì đột phá, lợi ích là vô cùng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức sôi sùng sục. Thật hay giả vậy? Người đàn ông mặc áo choàng âm thầm cau mày, trong mắt lóe lên sát ý. Đại hội đang muốn câu giờ. Nhưng anh không thể trì hoãn được nữa. Người đàn ông mặc áo choàng đưa mắt nhìn cỗ quan tài mà mình mang tới ở bên dưới, như thể đang suy nghĩ điều gì. Huyền Dương nhìn đám người đang phấn khích, hơi hạ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, mọi người hãy kiên nhẫn. Thiên thần đạo tuy có nhiều lợi ích nhưng không phải không có rủi ro. Các bậc tiền nhân của đại hội đã tạo ra một số thử thách ở trong đó. Tất nhiên, chỉ cần mọi người thực hiện nghiêm túc thì việc vượt qua các thử thách này sẽ không quá khó khăn. Nhưng việc gì cũng đều có rủi ro và một số thử thách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy đại hội chúng tôi xin đưa ra tuyên bố miễn trách nhiệm trước. Nếu mọi người quyết định tiến vào thiên thần, đạo, một khi có chuyện xảy ra hoặc ngoài ý muốn mất mạng thì đại hội sẽ không chịu trách nhiệm. Những lời này vừa nói ra, khung cảnh nhốn nháo sục sôi ban nãy lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người có những biểu cảm khác nhau, ai cũng cảm thấy không chắc chắn. Có người vẫn còn vô cùng hưng phấn, có người đã trở nên trầm lặng. Vị cao nhân này. Đúng lúc này, Long Phong, một cao thủ nhà họ Long tiến đến gần người đàn ông mặc áo choàng. Người nhà họ Long. Tại hạ Long Phong bái kiến cao nhân. Long Phong chắp tay nói. Có chuyện gì à? Các hạ lần này đã xúc phạm đại hội một cách nghiêm trọng. Chắc hẳn các hạ cũng biết mục đích của đại hội khi mở ra thiên thần đạo này phải không? Long Phong mỉm cười. Trước đây tôi chưa từng nghe nói tới thiên thần đạo gì đó. Hiện tại đột nhiên mở nó ra, đương nhiên là vì muốn giết tôi. Đại hội cao thủ nhiều như mây, nhưng rõ ràng họ không thể tấn công các hạ trước sự chứng kiến của mọi người. Tuy nhiên, nếu họ dẫn ngài vào đó thì họ sẽ bao biện rằng nguyên nhân cái chết của ngài là do thiên thần đạo. Như vậy thì không ai có thể nói được gì. Không cần phải nhắc nhớ tôi về điều này, người mặc áo choàng lạnh lùng nói, dường như không muốn tiếp xúc với người nhà họ Long. Long Phong sửng sốt một lát, nhưng cũng không tức giận mà cười nói. Đừng hiểu lầm tôi không có ý gì khác, chỉ là đại hội vốn cũng không ưa gì nhà họ Long chúng tôi. Tôi muốn đề nghị chúng ta hợp lực để có thể tự bảo vệ mình. Nhà họ Long sao phải sợ đại hội? Gia tộc các người không phải có nhiều người trong chính phủ sao? Người mặc áo choàng cười đáp. Long Phong mỉm cười, lắc đầu nói, vậy chẳng lẽ đại hội không có người trong chính phủ sao? Huống chỉ bọn họ quỷ kế đa đoan, nếu thực sự ra tay, sẽ khó mà tra được tới họ. Nếu sợ thì đừng vào là được. Nhưng tôi nghĩ các hạ đang muốn đi vào đớ. Tôi sao, vào thì vẫn phải vào, nhưng phải chờ. Đại hội cầu xin thì tôi mới vào. Người mặc áo choàng đi về phía quan tài, liếc nhìn rồi dựa vào ván quan tài nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Dương và những người khác trong đại hội đều cau mày khi nhìn thấy điều này. Vị bằng hữu này, cậu không định bước vào thiên thần đạo sao? Huyền Dương do dự một lát, cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi.
không vào thì sao, võ công của đại hội soàng như vậy, lợi ích trong đó đối với tôi chắc cũng không có mấy tác dụng. Người mặc áo choàng nhún vai. Sắc mặt Huyền Dương đột nhiên thay đổi. Thiên thần đạo được mở ra vì kẻ này. Nếu anh không vào, chẳng phải kế sách này sẽ vô ích sao? Hắn ta cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ hẳn đã nhìn thấu ý đồ của chúng ta. Người khác hạ giọng nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Ông ta dứt lời, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Đây là kế khích tướng điển hình. Đối với người đàn ông mặc áo choàng lúc này mà nói, rõ ràng là rất khó từ chối. Nhưng đúng lúc mọi người cho rằng người mặc áo choàng sẽ tức giận đồng ý thì anh lại bình tĩnh cười nói, các người đều như vậy thì thiên thần đạo có thể, có loại kỹ năng lợi hại gì. Không vào là không vào. Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không dụ được người mặc áo choàng vào thiên thần đạo, kế hoạch của họ sẽ thất bại. Vẻ mặt Huyền Dương cũng không được tự nhiên. Ông ta hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận trong lòng, nghiêng đầu khàn giọng nói, không sao đâu. Hẳn ta không vào thì không vào. Truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị thanh trừng. Thanh trừng, Huyền Dương đại nhân có ý gì? Nếu hắn đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta thì bỏ đi. Chúng ta không giết Hân bên ngoài thì giết hắn ở đây cũng vậy. Chắc hẳn nghĩ nếu hẳn không vào thiên thần đạo, chúng ta sẽ không thể làm gì hắn. Hừ, trong trường hợp đó, hãy đợi người ở đây vào gần hết rồi giết hẳn tại chỗ. Nhưng ở đây còn có rất nhiều người không muốn vào, nếu như trực tiếp ra tay như vậy. Chỉ sợ không thể che giấu được. Không có gì phải sợ. Huyền Dương trong mắt hiện lên vẻ hung ác, giết tất cả bọn chúng, như vậy không phải xong rồi sao? Cái gì? Người đàn ông chợt run lên, đầu ong ong, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Mau đi làm việc đi. Huyền Dương lạnh lùng nói. Người đàn ông kia lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy đi làm việc. Chẳng bao lâu sau, hầu hết những người có mặt đều bước vào thiên thần đạo. Những người còn lại hoặc sợ hãi trước sự nguy hiểm của thiên thần đạo, hoặc là không có hứng thú với lợi ích của thiên thần đạo. Những người còn lại giải rác, có lẽ khoảng vài nghìn người. Mặc dù số lượng còn rất ít so với đám đông ban nãy nhưng những người này đều có thân thế hiển hách hơn xa người thường. Người nhà họ Long và họ Lương cũng nằm trong số đó. Huyền Dương đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Lúc này, một người trong đại hội vội vàng đi tới, trầm giọng nói. Huyền Dương gật đầu. Nhìn về phía người mặc áo choàng. Nhưng khi đưa mắt về phía đó, ông ta lại không nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng. Huyền Dương thở gấp, vội vàng nhìn xung quanh. Hắn ta đang ở đâu? Huyền Dương vội vàng hỏi. Vừa nãy vẫn còn ở đây. Hắn đã đi đâu? Nhanh, tìm nhanh đi. Những người trong đại hội trở nên lo lắng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Huyền Dương đại nhân, chuyện gì thế này? Tại sao xung quanh chúng tôi lại có nhiều người của đại hội như vậy? Hình như bọn họ đã bao vây chúng tôi rồi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang muốn giết tất cả chúng tôi? Những tiếng la hét giận dữ và những câu hỏi vang lên. Huyền Dương sắc mặt âm trầm, sau đó ông ta mới ý thức được mình lại bị lừa. Người đàn ông mặc áo choàng rõ ràng đã biết trước rằng đại hội sẽ có biện pháp tấn công mình ở bên ngoài nên đã lẻn đi sau khi những cao thủ đại hội bao vây xung quanh. Nếu cứ cố cá chết lưới rách, đại hội sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng những người này đã nảy sinh nghi ngờ về đại hội. Kết quả là đại hội không làm được gì nhưng danh tiếng tự nhiên lại bị ảnh hưởng nặng nề. Được, được, hay lắm. Huyền Dương hít sâu một hơi, nghiêng đầu lạnh lùng nói, phái người đi trấn an những kẻ này, đồng thời yêu cầu người của ta để mắt tới tình hình bên trong thiên thần đạo. Một khi tìm được hắn, bằng mọi giá phải giữ hắn ở trong thiên thần đạo. Nếu hắn ta không vào thiên thần đạo thì sao? Huyền Dương bước đi rất nhanh, khí tức gần như bay sát mặt đất. Một lúc sau, ông ta đã đến được cung điện khổng lồ trên đỉnh núi. Tham kiến hội trưởng. Huyền Dương quỳ ở cửa điện, khấu đầu và lớn tiếng hô lên. Có chuyện gì thế? Một giọng nói trầm và uy nghiêm phát ra từ bên trong. Huyền Dương sợ đến mức quỳ rạp trước cổng, không dám ngẩng đầu lên. Khởi bẩm hội trưởng, xảy ra chút chuyện, kẻ đó đã biến mất. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm. Ông ta vừa dứt lời, bên trong đại sảnh hồi lâu không có tiếng động. Huyền Dương lo sợ đến nỗi toàn thân không khỏi run rẩy. Ông ta biết bên trong càng im lặng thì người bên trong càng tức giận. Không biết qua bao lâu, giọng nói bên trong mới vang lên. Nếu hắn ở núi Thánh Huyền thì sẽ không thể trốn được. Đừng lo lắng, nhiệm vụ của ông là duy trì hội nghị, đảm bảo hội nghị có thể diễn ra suôn sẻ. Về phần kẻ đó, tôi sẽ sắp xếp người đi xử lý.
giọng nói rất uy nghiêm, khiến người ta không dám trái lời dù chỉ một chút. Huyền Dương nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp, xin nghe theo chỉ thị của hội trưởng, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để duy trì hội nghị. Kết quả sàng lọc thế nào? Bên trong lại vọng ra tiếng nói. Bẩm hội trưởng, có khoảng 10 người. Chỉ có 10 người. Giọng nói đầy vẻ không hài lòng. Huyền Dương vã mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói hội trưởng yên tâm, chúng ta đã mở thiên thần đạo, chắc Trần Đăng sau sẽ có càng nhiều người đạt tiêu chuẩn. Giọng nói lại im bặt, sau đó hồi lâu mới vang lên đi. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, Huyền Dương chậm rãi đứng dậy, thận trọng rời đi. Toàn bộ núi Thánh Huyền bắt đầu công cuộc điều tra. Thành viên nhà họ Lương và nhà họ Long còn ở hội nghị nét mặt đều căng ra. Bố, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Nếu đại hội đã không có ý tốt với chúng ta, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. Một thanh niên trẻ họ Long chăm chú nhìn Long Phong nói. Sao vậy, muốn vào thiên thần đạo sao? Long Phong bình tĩnh hỏi. Chàng trai trẻ xứng lại nhưng rồi lại không nói gì. Tiểu tử, trên đời không có cái gì gọi là miếng bánh miễn phí trên trời rơi xuống đâu. Đừng mơ tưởng nữa. Long Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, về phần tại sao chúng ta đến đây, tất nhiên là có lý do. Kỳ thực nhà họ Long không tới thì sẽ càng phiền toái. Như vậy chính là không nể mặt đại hội, dù sao thì chúng ta cũng được bọn họ đặc biệt mời tới. Nhưng đại hội đã cho chúng ta một cành cây để bám vào, vậy mà bố lại từ chối. Vậy sau này chúng ta... Chàng trai muốn nói tiếp nhưng rồi lại dừng lại. Long Phong thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi, sự tình đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một. Gọi cho bác con, nói rõ tình hình của chúng ta cho bác, để bác ấy chuẩn bị trước. Dù sao thì trong chính phủ cũng tất nhiều người của đại hội. Vâng thưa bố. Bên trong thiên thần đạo. Bên trong là một không gian hỗn độn như bị sương mù che phủ, một luồng sức mạnh bí ẩn đang cuộn trào trong đó. Nhiều người tò mò cái gọi là thiên thần đạo rốt cuộc là gì, đến đây rồi mới phát hiện ra đó thực chất là một hang động. Một nhóm người thận trọng tiến về phía trước. Đây là nhà họ Hạ đến từ Long Bắc. Tổng cộng có 10 người, dẫn đầu là một bà cụ. Bà ơi, trên tường này là thứ gì vậy? Nó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, là đá quý sao? Một người phụ nữ với mái tóc ngắn dìu bà cụ tiến về phía trước đang bối rối nhìn những bức tường xung quanh. Đây hẳn là đồ vật do các đại năng thượng cổ để lại, đừng tới gần, đừng chạm vào, cẩn thận là trên hết. Bà lão cất giọng già nua. Á! Mọi người đều sợ hãi đến mức lùi lại. Bà cụ vẻ mặt cũng căng ra. Nhưng đúng lúc này, lại có tiếng bước chân đi tới. Sắc mặt bà cụ đột nhiên thay đổi, nhanh chóng ra hiệu cho mọi người im lặng. Mọi người đều nín thở và lo lắng nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nặng nề mà chậm rãi, như mang theo áp lực vô tận. Trái tim đoàn người như bị bóp nghẹt lại, ngay cả không khí cũng như đóng băng. Cuối cùng, một bóng người đần đần hiện ra từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách dưới, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kiệt sức, trong tay cầm chặt một con dao găm đấm máu. Đừng, đừng làm hại tôi, người đàn ông trung niên run rẩy nói. Bà cụ tiến lên một bước, giọng hiền hòa hỏi, vị bằng hữu này, sao ông lại ở đây? Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên thở hổn hển, ngắt quãng, nói, tôi cùng những người khác đi vào, nhưng ở đây có những con quái vật khủng khiếp, bọn họ đều đã chết. Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Quái vật, không phải nói bên trong thiên thần đạo chỉ có một vài thử thách sao? Tại sao lại có quái vật? Cậu không nghe những người ở đại hội nói sao? Dù chỉ là thử thách cũng có thể sẽ mất mạng. Hả? Vậy phải làm sao đây? Mọi người càng lúc càng sợ hãi, ai nấy đều ngơ ngác, kinh sợ đến cùng cực. Bà nội, chúng ta nhanh chóng rời khỏi cô gái vội vàng đỡ bà cụ, run rẩy hô lên. Bà cụ vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, lập tức hô lớn, trở về theo con đường vừa đi, nhanh lên. Vâng. Đoàn người không dám do dự, lập tức xoay người dự định quay trở lại lối ra của thiên thần đạo. Nhưng vào lúc này, một mùi máu tanh nồng nặc xộc tới. Sau đó, bức tường đá bên cạnh đột nhiên nứt ra, một bóng người to lớn từ bên trong hiện ra. Á! Mọi người đều hét lên chói tai. Nhìn kỹ lại thì hình dáng đó trông giống như một con vượn, nhưng toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ tươi và trên tay cầm một cây gậy xương màu trắng. Không biết nó rốt cuộc là loại sinh vật gì. Nhìn thấy đoàn người, nó nhặt cây gậy xương lên và đập thật mạnh.
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng đã bị gậy xương đánh nát bét thành từng mảnh, tử vong tại chỗ. Chạy đi, bà cụ hét lên. Đoàn người vội vã bỏ chạy như điên. Bà ơi, sao bà không chạy đi? Cô cháu gái vừa định rời đi thì nhìn thấy bà cụ vẫn đứng đó liền hét lên. Nếu bà cũng rời đi, sẽ không có ai chống lại con quái vật này, để bà câu giờ cho mọi người chạy ra ngoài. Bà cụ trầm giọng nói, sau đó thân hình già nua của bà cụ tiến về phía trước. Bà ơi, cô gái bật khóc. Nhưng giây tiếp theo, mấy cao thủ nhà họ Hạ cũng bước tới. Ai nấy vẻ mặt nghiêm trang, trong mắt hiện rõ sự kiên định và quyết tâm. Bà cụ nhìn thấy vậy, không dám chậm trễ, lập tức nhắm vào phần đầu của con quái vật. Nhưng sức mạnh của con vượn thật đáng sợ, và chiếc gậy xương mà nó vung ra rất mạnh nặng đến mức có thể dễ dàng bổ nát ngọn núi thành từng mảnh. Ngay cả khi nó không đánh trúng bà cụ gầy gò thì lưỡng cương khí khủng khiếp cũng sẽ thối bay bà cụ. Bịch! Bà cụ nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nếu bị trúng đòn, số phận của bà đương nhiên sẽ không khá hơn người đàn ông trung niên kia là bao. Cô cháu gái hoàn toàn chết lặng. Đi mau! Bà cụ khó nhọc hét lên. Tiếng hô của bà khiến cô gái bừng tỉnh. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Nhưng cô cũng biết đây không phải lúc để đau buồn. Cô quay lại và chạy nhanh nhất có thể về phía lõi ra. Nhưng mới chạy được vài bước. Rầm! Một thân hình to lớn đột nhiên nhảy ra trước mặt cô. Chặn đường chạy thoát của cô gái. Cô gái run lên bần bật, đồng tử co rút lại, khó nhọc ngẩng đầu lên. Thân hình to lớn trước mặt cô chính là con vượn. Con vượn cao 3 mét người dính đầy máu, đôi mắt cũng đỏ như máu nhìn chấm chấm vào cô gái, cái miệng đầy răng nanh thở ra luồng khí trắng dày đặc. Rõ ràng chỉ số thông minh của nó không hề thấp. Nó dường như không muốn để ai chạy thoát khỏi đây. Khi nhìn thấy cô gái đang chạy trốn, nó trực tiếp bỏ lại bà cụ và đi vẽ phía cô gái. Cô gái sợ đến mức ngây người, cơ thể căng cứng như không còn thuộc về cô. Cô gái tội nghiệp giờ thậm chí còn không kiểm soát được cơ thể chính mình. Súc sinh, có bản lĩnh thì đến chỗ tao đây này, bà cụ hét lớn. Con vượn hoàn toàn phớt lờ bà cụ, và không chút do dự, nó nhặt chiếc gậy xương đáng sợ lên toàn đập cô gái trẻ trước mặt thành một bãi máu thịt bầy hầy. Cô gái sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng bước chân giòn giã đột nhiên vang lên bên trong thiên thần đạo. Con vượn dường như bị kích thích bởi thứ gì đó nên đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt bắn đôi mắt đỏ như máu. Cô gái cũng sửng sốt, mở mắt ra và nhìn về phía đó. Cô nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng màu đỏ sậm đang chậm rãi bước tới. Đây là... Đôi mắt trũng sâu của bà lão có chút đờ đẫn. Người đã liên tiếp đánh bại vô số cao thủ trong đại hội trên võ đài trước đó. Cô gái sững lại, sau đó vui mừng khôn xiết, nói, thưa tiên sinh, xin hãy cứu chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tình hình ở đây, rồi quay đi và đi theo hướng khác. Cô gái sửng sốt, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Bà cụ chưa chịu bỏ cuộc, nghiến răng hét lên, đại nhân, tôi không cầu xin cậu cứu tôi, nhưng xin hãy cứu lấy cháu gái tôi. Nhà họ Hạ ở Yên Kinh nhất định sẽ biết ơn cậu. Nhà họ Hạ ở Yên Kinh. Người mặc áo choàng đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn bà cụ, bà là gì của Hạ Quốc Hải? Bà cụ sửng sốt, cậu quen biết ông già nhà tôi sao? Tại sao hội nghị lần này ông ấy không tới? Người mặc áo choàng bình tĩnh hỏi. Bà cụ im lặng một lúc rồi lắc đầu, ông ấy nói. Vì một người bạn cũ nên ông ấy không tiện ra mặt. Tôi hiểu rồi. Người mặc áo choàng gật đầu. Nhưng con vượn đương nhiên không đủ kiên nhẫn để chờ họ trò chuyện. Sau một tiếng gầm, chiếc gậy xương khổng lồ đã nhắm thẳng vào cô gái. Á! Cô gái hét lên. Nhưng vào lúc cây gậy xương sắp đập vào đầu cô, người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện trước mặt cô như dịch chuyển tức thời, giơ một tay lên cao và trực tiếp nắm lấy cây gậy xương. Trong phút chốc, cây gậy xương không thể giáng xuống được nữa. Sức mạnh khủng khiếp được giải phóng ra mọi hướng dọc theo lòng bàn tay của người đàn ông mặc áo choàng. Cái gì? Đôi mắt của bà cụ gần như bật ra khỏi hốc mắt. Họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của con vượn này. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo choàng thực sự có thể đỡ lấy cây gậy xương của nó bằng một tay. Đôi mắt đồ tươi của con vượn lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng sau đó nó lại gầm lên và bất ngờ dùng lực rút cây gậy xương ra khỏi tay đối thủ. Đại hội phái mày đi giết người, người đàn ông mặc áo choàng hừ lạnh và đột nhiên dùng lực. Bang! Cây gậy xương bị năm ngón tay của anh nghiền nát thành từng mảnh. Con vượn hiển nhiên không ngờ rằng có người có thể dùng tay không bóp nát cây gậy xương của nó,
khuôn mặt hung hãn đầy máu cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng nó chưa kịp phản ứng thì người đàn ông mặc áo choàng đã trực tiếp một cước đá vào nó. Bịch! Toàn bộ cơ thể của con vượn bay về phía sau và đập mạnh vào bức tường đá, phát ra một tiếng động lớn. Bà cụ, cô gái và một số người nhà họ Hạ còn sống sót đều trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, trong đầu như phát ra tiếng nổ lớn. Như vậy không phải quá mạnh rồi sao? Con vượn giống như sát thần trước mặt họ lại dễ dàng bị người mặc áo choàng xử đẹp. Con vượn gầm lên đau đớn, cố gắng vùng vẫy để đứng dậy rồi giận dữ lao về phía người mặc áo choàng, vung tay điên cuồng định tấn công. Tuy nhiên, người mặc áo choàng đã né được và dễ dàng tránh được đòn tấn công của nó. Nếu mày không nói cho tao biết, vậy thì đừng trách tao. Người mặc áo choàng lạnh lùng nói rồi lập tức ra tay, đánh vào bụng con vượn nhanh như tia chớp. Thân hình to lớn của con vượn lại bay ra, đập mạnh vào tường khiến những tảng đá bên trên thi nhau rơi xuống. Người đàn ông mặc áo choàng từng bước đi về phía con vượn đã bị đánh ngã, từ anh tỏa ra một áp lực đáng sợ. Con vượn cố gắng đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra mình bị áp lực này đè lên đến nỗi không thể di chuyển được. Cuối cùng, con vượn không thể nhịn được nữa và hét lớn. Những người ở đó loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu tha mạng của nó một cách mơ hồ. Quả nhiên mày có thể nói được tiếng người. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Loài vượn này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, và sự xuất hiện của nó trong thiên thần đạo chắc chắn có liên quan đến đại hội. Việc nó hiểu được bản chất con người và nói được ngôn ngữ của con người không phải là chuyện quá khó hiểu. Đại hội yêu cầu mày giết bọn họ, người mặc áo choàng bình tĩnh hỏi. Một tia sợ hãi hiện lên trong mắt con vượn, nó đột nhiên ngậm chặt miệng, không chịu nói một lời. Bỏ đi! Người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên giơ tay lên, định giết con vượn. Đúng! Con vượn đột nhiên giống lên. Người mặc áo choàng dừng động tác. Tại sao lại vô cớ muốn giết họ? Đại hội và những người này không thủ không oán. Nói đúng hơn, đại hội còn muốn lợi dụng quyền lực của họ, vậy tại sao lại muốn giết họ? Tuy nhiên, con vượn không nói nữa mà tiếp tục khua tay múa chân và chỉ tay về phía vết nứt trên tường. Con vượn trước đó đã bò ra từ vết nứt này. Bên trong có gì vậy? Người đàn ông mặc áo choàng nhìn chằm chằm vào khe nứt và nghiêm giọng hỏi. Hu hu hu, oa oa oa. Con vượn kêu lên một cách kỳ lạ, không ai hiểu nổi nó đang nói gì. Có điều nó vẫn không ngừng chỉ vào vết nứt. Người mặc áo choàng trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng quát, dẫn đường. Con vượn lập tức đứng dậy và đi về phía khe nứt. Thưa tiên sinh rốt cuộc là ai? Thấy người mặc áo choàng chuẩn bị rời đi, bà cụ vội vàng hỏi. Biết tôi là ai cũng chẳng có ích gì cho bà. Đại hội không phải là nơi nên ở lâu. Tôi khuyên mọi người nên rời đi càng sớm càng tốt. Người đàn ông mặc áo choàng dừng bước, nghiêng đầu đáp. Bà nội, đó là ai vậy? Cô cháu gái chạy tới đỡ bà cụ rồi tò mò hỏi. Vị đó, quá thực là một người bạn cũ của nhà họ Hạ chúng ta. Còn về phần người đó là ai, cháu đừng nhắc tới. Cũng đừng hỏi thêm. Bà cụ nhỏ giọng, đôi mắt chúng sâu đầy lo lắng. Cô gái nghe xong lời nói của bà cụ thì trong lòng vô cùng tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa. Nhà họ Hạ không dám chần chừ, vội vã rời khỏi thiên thần đạo. Ở lối vào thiên thần đạo có mấy cao thủ đại hội canh giữ. Thấy người nhà họ Hạ nhếch nhác chạy ra, những người đứng canh có vẻ khá ngạc nhiên. Các vị, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một cao thủ đại hội tiến tới hỏi. Anh còn dám hỏi chúng tôi câu này sao? Tại sao trong thiên thần đạo lại có quái vật? Cô cháu gái tức giận nói. Nhà đầu, im miệng. Bà cụ lập tức quát. Bà nội. Không được lên tiếng. Bà cụ hít một hơi thật sâu, bước tới, chắp tay nói, các vị, chúng tôi và những người khác xảy ra xô xát bên trong đó nên mới bị thương. Tôi biết ngay mà, trong thiên thần đạo làm sao có thể có quái vật được cơ chứ? Nhà đầu kia, cấm nói năng sằng bậy, đây là đại hội đấy. Gã đàn ông cười khẩy. Cô gái tức giận nghiến chặt hàm răng nhưng cũng không thể làm gì được. Các vị, nhà họ Hạ chúng tôi lần này tổn thất nặng nề, mọi người đều bị thương. Chỉ sợ không thể tiếp tục tham gia đại hội, chúng tôi xin phép cáo từ. Bà cụ hành lễ chào và kính cẩn nói. Bà Hạ, mọi người bị thương nặng như vậy, làm sao có thể xuống núi được? Yên tâm, trên núi chúng tôi có hệ thống y tế hoàn thiện, lại có các thần y đẳng cấp thế giới có thể giúp mọi người trị thương. Đợi vết thương khỏi rồi xuống núi cũng chưa muộn. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu nâu mỉm cười bước tới. Bà cụ Hạ giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Người đâu, sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị khách nhà họ Hạ, không được phép chậm trễ biết chưa? Không đợi bà cụ Hạ đồng ý,
người đàn ông trung niên đã trực tiếp hét lên. Vâng. Đám người kia chấp tay nhận lệnh. Bà Hạ, mời đi bên này. Phiền các vị rồi. Bà cụ Hạ vẻ mặt u ám dẫn người trong tộc rời theo người của đại hội. Lúc này, trong vết nứt sâu, người mặc áo choàng chăm chú nhìn con vượn dẫn đường trước mặt. Xung quanh nơi này là một bầu không khí u ám, những giọt nước trên tường nhỏ xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo quỷ dị trong không gian yên ảng rợn người. Khi vào sâu hơn, những vệt ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt, nhấp nháy liên tục giống như những ngọn quỷ hỏa ma quái trong địa ngục. Bước chân của người mặc áo choàng hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác. Không khí tràn ngập mùi máu, trước mặt rốt cuộc là cái gì? Người mặc áo choàng lạnh lùng hỏi. Nhưng con vượn lúc này không trả lời mà đột nhiên tăng tốc độ. Súc vật, dám gì trò sao? Nhận thấy có điều gì đó không ổn, người mặc áo choàng lập tức nổi giận và lao về phía con vượn, định bắt lấy nó. Nhưng vào lúc này, con vượn đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Nó hét rất to, hướng về phía sâu trong vết nứt mà hét. Người mặc áo choàng vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên đưa tay ấn xuống. Con vượn vùng vẫy dữ dội. Người mặc áo choàng không còn do dự nữa, tập trung sức mạnh chuẩn bị ra đòn. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh lùng từ sâu trong vết nứt truyền đến. Các hạ đang làm gì vậy? Tại sao lại đôi co với một con súc sinh như vậy? Người mặc áo choàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khe nứt sâu, ngươi là ai? Không phải cậu đã biết ta là ai rồi sao? Giọng nói bên trong chợt phá lên cười. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, vết nứt phía sau người đàn ông mặc áo choàng thực sự đã tự đóng lại. Sắc mặt người đàn ông mặc áo choàng tối sầm lại, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh. Thuật dịch sơn, không, hình như chỉ là một loại cơ quan đơn giản. Người mặc áo choàng quay người lại, nhìn về phía cuối khe nứt, bình thản nói, xem ra ngươi rất giỏi thần giả quỷ. Ta vốn là quỷ thần, tại sao phải giả vờ? Giọng nói ở cuối khe nứt đầy vẻ giễu cợt và hung dữ. Người mặc áo choàng lại lắc đầu, trên đời này không có quỷ thần, cho dù có cái gọi là tiên, ma, quỷ, thần thì bản chất cũng chỉ là những con người có chút đặc biệt. Tâm thái rất tốt, nhưng lời nói của cậu không thể giải thích được gì ngoài việc thể hiện cậu là kẻ ngu ngốc như thế nào. Giọng nói giễu cợt tiếp tục, không phải cậu nói mình không tin trên thế gian này có quỷ thần sao? Hãy đến đây, đến chỗ ta là cậu có thể tận mắt nhìn thấy quỷ thần thực sự. Kế khích tướng này vụng về quá. Sao vậy, không dám à? Đó không phải là vấn đề dám hay không dám. Người mặc áo choàng quay người nhìn về phía ngọn núi bị phong ấn sau lưng, bình tĩnh nói, nếu ta không mở cơ quan này ra từ chỗ ngươi, ta muốn xuyên qua ngọn núi này cũng không phải chuyện dễ. Mặc dù ta có thể phá núi, nhưng chỉ e sẽ hao tổn quá nhiều sức lực. Sức lực của ta còn phải dành để đối phó với đại hội. Cậu nói cái gì vậy? Cậu muốn đối phó với đại hội à? Ha 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 ha. Giọng nói trong khe nứt đột nhiên bật lên tiếng cười, giọng cười đầy sự chế giễu. Dựa vào mình cậu cũng muốn đối phó với đại hội. Đúng là một việc ngu ngốc, cậu có biết gì về đại hội không? Người mặc áo choàng lắc đầu, không biết nhiều lắm. Vậy mà còn dám nói nhảm như vậy. Vậy ngươi nghĩ đại hội, có biết gì về ta không? Người đàn ông mặc áo choàng hỏi vặn lại. Giọng nói đột nhiên im bặt. Thôi bỏ đi, cũng không nên dùng dẫng ở đây quá lâu. Nên ra ngoài càng sớm càng tốt. Người đàn ông mặc áo choàng dường như không còn hứng thú nói chuyện với kẻ ở sâu trong khe nứt, anh đột nhiên sải bước nhanh về phía sâu trong khe nứt. Khi người đàn ông mặc áo choàng ngày càng đến gần, mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng. Không chỉ vậy, vết máu dần dần xuất hiện trên mặt đất. Chúng như những dòng suối nhỏ, chảy tràn theo, mặt núi gồ ghề. Người đàn ông mặc áo choàng lặng lẽ bước đi, dáng vẻ vẫn rất thong thả. Chẳng bao lâu sau, anh dừng lại. Ánh sáng xuất hiện trong bóng tối trước mặt anh. Con vượn phủ phục trên mặt đất, quỳ về phía trước. Phía trước là một khoảng đất rộng. Nó giống như một khoảng trống bên trong núi Thánh Huyền. Và trên khoảng đất này, một cảnh tượng rợn người xuất hiện. Toàn bộ khu vực đó được bao phủ bởi những bộ xương trắng. Hãng hà sa số những bộ xương trắng khiến người ta rợn tóc gáy. Xương người được xếp thành mặt đường, bậc thang. Thậm chí cả bàn ghế, cột kèo. Mọi thứ trong toàn bộ khu vực này đều được làm bằng xương. Nhưng khi bước vào bên trong, thứ xuất hiện không còn là xương người mà là những xác chết đã bị gió làm khô da thịt. Vào sâu hơn nữa, thứ anh nhìn thấy lại là những xác chết vừa mới chết. Người đàn ông mặc áo choàng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả những gì mình nhìn thấy trước mặt. Hắn ta tóc dài phủ lên vai, để râu dài, dáng ngồi thẳng tắp. Trên người hân không mảnh vải che thân,
cơ thể hoàn toàn là màu đỏ như máu trông thật quỷ dị. Người đàn ông mặc áo choàng cảm thấy kỳ quái, anh nhìn chăm chăm vào tư thế ngồi của gã đàn ông, như thể cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Một lúc sau, người mặc áo choàng như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt tối sầm lại. Ngươi, là tế thân của huyết ma sao? Kẻ toàn thân đầy máu kia từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, khóe miệng nở nụ cười tà ác, không ngờ cậu lại nhận ra ta là tế thân của huyết ma. Người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh đáp, lấy thân tế huyết ma vốn là tà thuật. Tà thuật này sử dụng máu và linh hồn của vô số sinh linh làm vật hiến tế nhằm đạt được sức mạnh vô song. Ngươi làm việc điên rồ như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt, huyết nhân điên cồng cười đáp, khi ta thành công, ta chính là trời. Người mặc áo choàng lắc đầu nói, đúng là kẻ điên nói bậy. Chưa nói đến việc lấy thân tế huyết ma của ngươi là sai trái, đến phương pháp của ngươi cũng vụng về như vậy, vậy mà muốn thành trời sao? Ta nghĩ ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Gã huyết nhân nghe nói liền sững lại, cậu nói cái gì? Phương pháp của ta sai? Không thể nào, sao có thể sai được? Đừng có ở đây nói nhảm nữa. Các bước sai. Người đàn ông mặc áo choàng trả lời. Chỉ một câu nói của người mặc áo choàng đã khiến nét mặt gã huyết nhân biến đổi. Không thể nào, không thể nào, ta sao có thể sai được, ở đây nhất định có vấn đề gì đó, chắc chắn là ngươi đang quấy rối đạo tâm của ta, ta đã tốn nhiều năm khổ tu như vậy, sao có thể sai được. Đôi mắt của huyết nhân càng lúc càng đỏ thẫm lại như máu, hắn ta dường như sắp phát điên. Ta chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn trở thành tế thân huyết ma. Nếu ngươi đã dám làm loạn đạo tâm của ta, ta sẽ dùng ngươi làm vật tế. Gã huyết nhân gầm lên giận dữ. Vậy chúng ta thử xem L, người mặc áo choàng ngừng nói, né sang một bên rồi trực tiếp tấn công vẽ phía huyết nhân. Huyết nhân cũng đột ngột giơ tay lên, một lưỡng sức mạnh mạnh mẽ trào ra. Bịch, hai lồng sức mạnh va chạm giữa không trung. Người mặc áo choàng đột ngột lùi lại, cau mày. Sức con kiến thì sao có thể làm rung chuyển bầu trời? Huyết nhân bật cười lớn. Đây hoàn toàn không phải sức mạnh của ngươi, mà là sức mạnh của những người mà ngươi đã tàn sát. Ngươi chỉ chuyển sức mạnh của họ vào cơ thể mình, sau đó dần đan tiêu hóa nó bằng tà thuật để tăng sức mạnh. Đây chính là điểm đáng sợ của tế thân huyết ma, nhưng ngươi đã đánh giá quá cao cơ thể của mình. Cơ thể ngươi căn bản hoàn toàn không chịu được sức mạnh này nên giờ ngươi thậm chí còn không thể đứng dậy mà chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế đó như một con rối. Đúng không? Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Những lời này đã vạch trần điểm yếu của huyết nhân. Huyết nhân càng giận dữ gầm lên, ta muốn ngươi chết. Khi huyết nhân gầm lên, huyết khí trong cơ thể hắn ta trở nên đặc hơn và một lưỡng áp lực mạnh mẽ tràn ngập không khí. Người đàn ông mặc áo choàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng kiên định. Anh lại huy động sức mạnh của mình, hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Từ cơ thể anh tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ, và trong lưỡng sáng dường như ẩn hiện những đường phù văn bí ẩn. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của huyết nhân càng trở nên hung tợn hơn, mấy thủ đoạn rẻ tiền này cũng dám dở ra trước mặt. Hắn ta múa tay, huyết khí mạnh mẽ quét về phía người đàn ông mặc áo choàng như một làn sóng. Bùm! Người mặc áo choàng bị đánh bay ra sau. Huyết nhân cười lớn, ngu ngốc, đã biết trong cơ thể ta ẩn chứa sức mạnh vô hạn, ngươi còn dám đến gần ta tìm cái chết sao? Nhưng khi hắn vừa nói xong liền bắt đầu nôn ra máu. Người đàn ông mặc áo choàng nhanh chóng ổn định lại cơ thể sau cú tiếp đất có phần loạng choạng của mình. Anh không hề tỏ ra hoảng sợ mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào huyết nhân với sự thích thú. Mặc dù huyết nhân đã thành công đẩy lui người mặc áo choàng, nhưng hiện tại tình trạng của hắn cực kỳ tồi tệ. Cú nổ ban nãy khiến cơ thể vốn đã rất yếu của hắn càng trở nên yếu ớt hơn, huyết khí trong cơ thể vô cùng rối loạn. Sao rồi, có phải đang cảm thấy rất khó chịu không? Người mặc áo choàng bình tĩnh hỏi. Ngươi, không cần phản bác ta, ngươi phải hiểu rõ cơ thể của mình hơn ta mới phải chứ. Trước đây ta đã nói với ngươi, phương pháp ngươi luyện tập là sai lầm, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ngươi mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng nó không có lợi cho ngươi khi chiến đấu trong thời gian dài. Một khi ngươi lạm dụng nó, cơ thể ngươi sẽ không thể chịu đựng được. Người đàn ông mặc áo choàng lại đi về phía huyết nhân. Đôi mắt của huyết nhân đỏ ngầu và khuôn mặt rất dữ tợn. Kể cả như vậy, ta cũng dễ dàng giết ngươi. Nói xong, huyết nhân chủ động tấn công, bắn ra một luồng bạo huyết trên không. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục, vận khí, lượng ánh sáng xung quanh trở nên sáng hơn, giống như một ngôi sao băng đang lao về phía huyết nhân. Bùm! Luồng bạo huyết bị đánh tan. Người mặc áo choàng thế như trẻ tre, tấn công thẳng vào phần mặt của huyết nhân. Huyết nhân nghiến răng,
cố gắng kích hoạt huyết khí trong cơ thể hình thành huyết khiên để chống cự. Tuy nhiên, lần này đòn tấn công của người mặc áo choàng quá mạnh khiến tấm khiên vừa hình thành bị vỡ tan. Nếu cứ tiếp tục thế này, huyết nhân đương nhiên không thể trụ được lâu. Nhưng vào lúc này, huyết nhân đột nhiên tuét miệng cười, ta thấy ngươi hóa ra cũng chỉ có vậy. Hửm, người mặc áo choàng giật mình. Đột nhiên, sau lưng anh vang lên tiếng một thứ gì đó đang xé toạc không khí. Chính là con vượn yêu kia. Nó không biết từ đâu rút ra một cây gậy xương màu đỏ như máu và đánh vào sau đầu người đàn ông mặc áo choàng. Sức mạnh man dại khiến người ta phải kinh ngạc, người đàn ông mặc áo choàng không còn cách nào khác ngoài quay lại và chặn cây gậy xương. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là lực do cây gậy xương này tạo ra mạnh hơn lực trước đó rất nhiều lần. Người đàn ông mặc áo choàng cau mày, dùng lực đánh bật con vượn và cây gậy xương ra. Nhưng anh đang bận đối phó với con vượn khiến sau lưng lộ ra sơ hở. Huyết nhân lợi dụng tình thế, ngưng tụ huyết kiếm, chém mạnh vào người đàn ông mặc áo choàng. Dù người mặc áo choàng có phản ứng kịp thời đến đâu thì lúc này vẫn có chút choáng ngợp. Dẹt! Một vết cắt xuất hiện dưới thắt lưng anh. Máu chảy ra. Ha 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 ha! Huyết nhân cười điên cuồng. Cũng có chút thú vị. Người đàn ông mặc áo choàng liếc nhìn con vượn và bình tĩnh nói. Những điều thú vị vẫn còn ở phía sau. Lợi dụng lúc người mặc áo choàng bị thương, huyết nhân nhanh chóng dùng tay kết ấn, lẩm bẩm niệm chú và bắn một tia huyết quang về phía con vượn. Sau khi con vượn hấp thụ huyết quang, khí tức lại dâng trào, cây gậy xương trong tay bị huyết quang bao bọc, phát ra dao động kỳ lạ. Con vượn vung cây gậy xương và tấn công người mặc áo choàng lần nữa. Bất cứ nơi nào cây gậy xương đi qua, không khí bị xé toạc, phát ra âm thanh chói tai. Người đàn ông mặc áo choàng chịu đựng cơn đau ở thắt lưng, vẫy tay khiến vô số đao khí bay ra. Con vượn không sợ hãi mà vung cây gậy xương, đánh tan từng lưỡi đao khí. Sau đó, con vượn nhảy lên cao, giơ chiếc gậy xương lên và đập xuống. Con vượn chớp lấy cơ hội và vung cây gậy xương liên tục, đánh cho người mặc áo choàng liên tục phải rút lui. Huyết nhân ở một bên liên tục cung cấp huyết khí cho con vượn để tăng cường sức mạnh cho nó. Người đàn ông mặc áo choàng bị đồn vào một góc. Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi người mặc áo choàng thua cuộc. Huyết nhân trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, con kiến, lần này biết bản lĩnh của bổn tọa rồi chứ. Đối mặt với tình thế tuyệt vọng như vậy, người mặc áo choàng vẫn không hề hoảng loạn chút nào. Ngược lại, vẻ mặt của anh đặc biệt bình tĩnh, như thể người đang ở trong nghịch cảnh không phải là anh. Chỉ có chút thủ đoạn này mà dám ngông cuồng, như vậy. Có vẻ như tầm nhìn của ngươi không theo kịp tham vọng của ngươi. Trong khoảnh khắc, một khí tức cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ cơ thể người mặc áo choàng, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt. Hai tay anh nhanh chóng kết thành hình ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú, một luồng sức mạnh thần bí phóng ra từ trong cơ thể anh. Sau khi luồng sức mạnh này xuất hiện, không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Các cuộc tấn công của con vượn đột nhiên trở nên chậm hơn khi đến gần anh. Thấy vậy, sắc mặt huyết nhân thay đổi, hắn ta tăng cường chuyển huyết khí vào con vượn. Tuy nhiên, sức mạnh bí ẩn của người mặc áo choàng ngày càng mạnh mẽ, dường như anh đang tạo ra một không gian nuốt chửng con vượn. Những động tác tấn công điên cuồng của con vượn lúc này trở nên chậm chạp. Đây chính là sức mạnh trường vực, làm sao có thể? Sao ngươi có được sức mạnh này? Huyết nhân kinh ngạc hô lên. Ta đã nói sẽ lật đổ đại hội, lẽ nào đến chút sức? Mạnh này cũng không có sao. Người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh nói, sau đó xua tay. Bịch! Cái đầu đầy máu của con vượn nổ tung ngay lập tức và cơ thể to lớn của nó ngã xuống đất. Đồng tử của huyết nhân co rút dữ dội. Người đàn ông mặc áo choàng bước từng bước về phía hắn ta. Khốn kiếp, chết đi. Huyết nhân ấn tay lên tay vịn của chiếc ghế và gầm gừ. Rầm, 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 rầm. Một lượng lớn gai màu đỏ như máu lao ra từ mặt đất. Người đàn ông mặc áo choàng nhảy lên không trung và né tránh những mũi gai đang lao tới một cách dễ dàng. Sau đó anh vung tay áo lên và vẫy tay về phía huyết nhân. Phút phút phút. Một lượng lớn châm bạc bay vòng quanh, đâm vào huyết nhân như một cơn bão dữ dội. Cút ra. Huyết nhân gầm lên, một tấm khiên hình thành từ khí đỏ như máu bốc lên xung quanh hắn. Tang 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 tang. Những chiếc châm bạc lao tới đã bị tấm khiên khí chặn lại. Đôi mắt của huyết nhân hiện lên một tia phấn khích. Ha ha ha, chỉ dựa vào mấy cây châm nát này mà muốn làm ta bị thương. Ngươi đang đùa sao? Người mặc áo choàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta. Đôi mắt mơ hồ lộ rõ sự khinh thường sâu sắc. Huyết nhân đột nhiên run rẩy, dường như nhận ra điều gì đó và nhìn xuống.
lúc này hẳn ta mới nhận ra có một cây châm bạc. Sáng ngời đã đâm vào ngực mình từ lúc nào? Làm sao việc này có thể xảy ra được? Ngươi ra tay từ khi nào? Huyết nhân hỏi bằng giọng run rẩy. Thuật tàng châm thôi mà, cũng không phải thủ đoạn gì cao siêu lắm. Chắc đại hội phải dạy kỹ thuật này rồi chứ, ngươi không biết. Người mặc áo choàng bình tĩnh đáp. Ngươi, huyết nhân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên, hắn lại phun ra rất nhiều máu. Ọc ọc ọc, máu tiếp tục tràn ra, từ trong miệng còn ói ra rất nhiều mảnh thịt vụn. Đáng chết. Một lúc sau, huyết nhân ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng. Ngươi đã làm gì ta? Ta không làm gì cả. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói, trước đây ta đã nói, ngươi luyện sai kỹ thuật. Ta chỉ đơn giản là làm cho di chứng do luyện sai kỹ thuật gây ra càng trầm trọng hơn. Cái gì? Đồng tử huyết nhân tiếp tục co rút. Vốn ngươi còn một năm nữa mới chết, bây giờ, ta chỉ khiến việc đó xảy ra sớm hơn một chút mà thôi. Ta liều mạng với ngươi. Huyết nhân gầm lên và toan đứng dậy khỏi ghế. Nếu đứng dậy, một hơi thở ngươi cũng không thể sống sót. Người mặc áo choàng lập tức nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyết nhân nhất thời sững sờ tại chỗ, vẻ mặt hết sức khó coi, cơn giận trong lòng lúc này mới tạm lắng xuống. Quả thực, hắn không thể rời khỏi chiếc ghế này, nếu không có chiếc ghế này thì hắn ta đã chết từ lâu rồi. Huyết nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm người mặc áo. Choang, khàn giọng nói, người rốt cuộc là ai? Việc ta là ai có quan trọng không? Người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh đáp. Hừ, không ngờ ngươi lại hiểu rõ tình trạng của ta như vậy. Bỏ đi. Bỏ đi, ta không phải đối thủ của ngươi. Huyết nhân trầm giọng nói, thế này đi, nếu ngươi tha cho ta một mạng, a có thể giúp ngươi làm bất cứ việc gì ngươi muốn, ngươi thấy thế nào? Giúp, ngươi nghĩ ngươi giúp gì được cho ta? Người mặc áo choàng lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi căn bản không thể rời khỏi cái ghế này, cũng không thành tâm quy phục. Bằng không, tại sao? Ngón trỏ của ngươi vẫn đang ngấm ngầm chuẩn bị xuất chiêu. Người mặc áo choàng dứt lời, huyết nhân nhất thời giật mình. Há hốc miệng nhưng lại không thốt ra nổi một chữ. Không ngờ hành động nhỏ này lại bị người mặc áo choàng chú ý. Người này rốt cuộc có bao nhiêu con mắt? Nhất thời, huyết nhân toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dại. Ta sai rồi, hãy cho ta một cơ hội nữa. Hắn ta vội vàng hạ giọng nói. Không còn cơ hội đâu. Người mặc áo choàng lắc đầu, đi về phía huyết nhân, bình tĩnh nói, ngay từ đầu ta chưa bao giờ có ý định cho ngươi một cơ hội. Ngươi, nếu ngươi giết ta, đại hội sẽ không buông tha ngươi. Huyết nhân nghiến răng nghiến lợi nói, mà ta nói cho ngươi biết, nếu ta chết, toàn bộ đại hội đều sẽ biết chuyện này. Đừng tưởng rằng nơi này nằm sâu trong núi Thánh Huyền thì ngươi có thể giấu. Nhất cử nhất động ở nơi này đều được đại hội theo dõi sát sao. Người mặc áo choàng đột nhiên có hứng thú, dừng lại, cười nói, nếu ngươi có thể kể hết mọi chuyện về ngươi và đại hội, có lẽ ta có thể cân nhắc tha mạng cho ngươi. Thật sao? Đôi mắt huyết nhân đột nhiên sáng lên. Ngươi chỉ có một cơ hội để lựa chọn. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Ta muốn ngươi lập lời thề máu. Huyết nhân trầm giọng đáp. Được thôi. Người mặc áo choàng do dự một lát, sau đó căn ngón tay và lập lời thề máu. Sau khi thấy người mặc áo choàng quả thực đã lập lời thề máu, huyết nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi là người của đại hội phải không? Đúng vậy. Tại sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là tu luyện công pháp. Công pháp đó là tế thân huyết ma mà ngươi nhắc tới sao? Còn có thiên ma giáng lâm quyết, nhưng hiện tại ta còn chưa nắm vững loại thần công này. Thiên ma giáng lâm quyết. Người mặc áo choàng cau mày, nhìn quanh biển xương, khịt mũi lạnh lùng, khó trách, chỉ tế thân huyết ma thôi thì không cần phải giết nhiều người như vậy. Xem ra chỉ có công pháp tối thượng của ma đạo mới cần đầu rơi máu chảy thành sông thế này. Ngươi biết về thiên ma giáng lâm quyết sao? Huyết nhân khá bất ngờ. Chỉ biết sơ sơ thôi. Nếu ngươi muốn học loại công pháp này, ta có thể chỉ cho ngươi vị trí của nó. Hiện tại nó đang ở trong đại hội. Hắn vừa dứt lời, người mặc áo choàng đột nhiên ngẩng đầu, nói như vậy thì chính đại hội đã giao thiên ma giáng lâm quyết cho ngươi đúng không? Đúng vậy. Anh biết đại hội bản chất đen tối và tàn nhẫn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đáng sợ đến vậy. Những người này, cũng là đại hội mang tới cho ta tu luyện. Huyết nhân bình tĩnh nói. Những lời này giống như một quả bom dội thẳng vào tâm trí người đàn ông mặc áo choàng. Anh im lặng hồi lâu như đang tiêu hóa thông tin này. Không biết qua bao lâu, người đàn ông mặc áo choàng hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
có vẻ sự tàn ác của đại hội còn quá sức tưởng tượng của ta. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây đều là những kẻ có tội, nếu là người vô tội thì chắc chắn sẽ không đặt chân vào nơi này, huyết nhân nghỉ hoặc nói. Có tội, ai có tội, tội gì? Người đàn ông mặc áo choàng cười khẩy. Đại hội nói rằng họ có tội thì đương nhiên phải có tội. Huyết nhân giọng điệu có chút lo lắng và vội vã nói. Nhưng người mặc áo choàng lạnh lùng nhìn hắn, cười khinh thường, kỳ thực hay không, nhưng ngươi không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Bởi ngươi sợ làm vậy sẽ làm loạn đạo, tâm của ngươi phải không? Ngươi biết rõ hơn cả ta rằng những người này có. Thật vớ vẩn, nói năng hàm hồ, huyết nhân vội vã nói, nhưng toàn thân hắn ta đang run rẩy dữ dội. Người mặc áo choàng không nói gì. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói rồi, ngươi. Ngươi mau châm cứu cho ta, cứu mạng ta đi. Da đầu của huyết nhân tê dại, hắn ta khẩn trương thì thầm. Huyết nhân không muốn tranh cãi với người trước mặt nữa. Hắn ta nhận ra rằng càng nói chuyện với người này, những suy nghĩ thực sự trong nội tâm và mọi thứ về hắn sẽ bị phơi bày hết. Giống như người trước mặt có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ. Dần dần, huyết nhân cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không phải hắn sợ sức mạnh của người này, mà hắn sợ khả năng quan sát của người này. Yên tâm, ta đã nói sẽ tha mạng cho ngươi. Người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh nói rồi lấy ra vài cây châm phát ra ánh sáng vàng rực rỡ từ trên người. Trước khi huyết nhân kịp phản ứng, những cây châm vàng này đã đâm vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, huyết nhân cảm thấy như khí tức trong cơ thể được luân chuyển. Huyết nhân lúc đầu giật mình, sau đó lại cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa nhưng mạnh mẽ đang luân chuyển trong cơ thể mình. Cơn đau trong kinh mạch mà hắn thường cảm thấy do luyện tập ma công dần dần giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác thoải mái khó tả. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức hỗn loạn trong cơ thể bắt đầu trở nên có trật tự, các huyệt đạo bị tắc nghẽn lần lượt được khai thông bởi một sức mạnh nào đó. Khí huyết đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, tốc độ càng ngày càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh. Sức mạnh đó không ngừng tụ lại tại đan điền, tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy xoay điên cuồng, hấp thụ năng lượng xung quanh khiến đan điền không ngừng mở rộng. Đây là... Huyết nhân sửng sốt và nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng. Nếu muốn cứu ngươi, chỉ có cách sửa chữa những tổn thương do ma công gây ra. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói, ngoan ngoãn hợp tác đi, ta sẽ giúp ngươi luyện thành công công pháp này. Cái gì? Trái tim của huyết nhân đang đập điên cuồng, hắn ta nhìn người đàn ông mặc áo choàng bằng đôi mắt đờ đẫn. Ngươi, tại sao ngươi lại làm điều này? Hơi thở của hắn trở nên đều đặn và sâu, mỗi hơi thở dường như đang hấp thụ tinh hoa của trời đất. Không biết qua bao lâu, huyết nhân từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lúc này, huyết nhân cảm thấy mình có cảm giác muốn đứng dậy. Xong rồi. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Trái tim của huyết nhân đang đập điên cuồng, sự phấn khích trong đôi mắt ngày càng mạnh mẽ. Hắn ta từ từ đứng dậy, vô cùng lo lắng. Khi cơ thể đã hoàn toàn tách khỏi ghế, hắn ta vui sướng đến phát điên. Đứng dậy được rồi, cuối cùng ta cũng đứng dậy được. Ha 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 ha. Huyết nhân cười lớn. Trước đó do di chứng của ma công, khí tức trong cơ thể ngươi cực kỳ hỗn loạn, phải dùng đến chiếc ghế này để trấn áp khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Chỉ cần khỏi ghế, ngươi sẽ nổ tung và chết trong vòng vài hơi thở. Nhưng hiện tại, ta đã hồi phục lại khí tức trong cơ thể ngươi, giúp nó dung nhập vào nội tạng, tứ chỉ và xương cốt, tu vi của ngươi cũng có sự đột phá. Còn thần công của ngươi, ngươi vận công một chút là có thể vượt trở ngại, đạt tới viên mãn. Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Thật sao? Huyết nhân run rẩy vì hưng phấn, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở. Một lúc sau, một đạo huyết quang tỏa ra từ cơ thể hắn. Huyết quang giống như một dòng nước chảy cuồn cuộn, lập tức xẹt qua không khí xung quanh, tạo thành những vòng tròn gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong luồng huyết quang có vô số khuôn mặt hung dữ đang vặn vẹo gầm rú, tựa như những bóng ma đã bị giam cầm lâu ngày đang vùng vẫy muốn thoát ra. Sau khi vận công, cơ thể của huyết nhân bắt đầu phát ra khí tức nóng bỏng, nhiệt độ xung quanh tăng mạnh, mặt đất thậm chí còn có dấu hiệu tan chảy. Da hắn a đỏ bừng như máu, mạch máu hiện rõ, dường như thứ đang chảy bên trong không phải là máu mà là dung nham cuồn cuộn. Sau lưng hắn hiện ra một bóng đen khổng lồ giống như một ác ma dáng thế, nó tỏa ra khí tức đáng sợ. Đôi mắt của cái bóng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, mỗi tia sáng dường như xuyên thủng khoảng không. Huyết nhân nghiến chặt răng, trông rất đau đớn. Người đàn ông mặc áo choàng bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn ta, một lúc sau, anh lại lấy thêm vài cây châm vàng đâm vào huyết nhân. Phiu phiu phiu. Sau khi cây châm vàng đâm vào cơ thể,
Huyết Nhân thở phào nhẹ nhõm, từ trong cơ thể hắn vang lên một âm thanh kỳ lạ như tiếng nổ. Toàn bộ khu vực hang động ngay lập tức tỏa ra khí tức màu đỏ như máu lan rộng đến vô tận. Dường như nơi này đã trở thành một thế giới đẫm máu. Là lãnh địa thuộc về riêng Huyết Nhân, không biết qua bao lâu, khí tức này mới dần dần tiêu tán. Nhìn lại Huyết Nhân, hắn ta đã trải qua những thay đổi phi thường so với trước đây. Đôi mắt của hắn ta trở nên đỏ ngầu, làn da không chỉ đỏ như máu mà còn nổi nhiều gân xanh trông cực kỳ hung dữ. Khí tức khắp người hắn đặc biệt đáng sợ, chỉ cần ở gần cũng đủ khiến người ta ngạt thở. Huyết Nhân giống như một vị ma vương giáng thế với sức mạnh khủng khiếp. Hắn ta dang rộng hai tay và từ từ mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười giễu cợt và bá đạo. Huyết Nhân cười khẽ, nhưng hiện tại, ta không chỉ hoàn toàn tu luyện thành tế thân huyết ma, đến thiên ma giáng lâm quyết cũng đã luyện tới cảnh giới đại thành. Nếu ta muốn giết ngươi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi nghĩ giờ ta còn bị ngươi thao túng chắc? Không phải ngươi cho rằng ta không kiểm soát được ngươi mà lại ngu ngốc giúp ngươi đột phá tu vi đấy chứ? Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Huyết Nhân sững lại, ý ngươi là gì? Người đàn ông mặc áo choàng nhìn Huyết Nhân một lúc lâu và thở dài. Ta không muốn nhập ma, nhưng nếu không phải ta, thì sẽ là ai đây? Nghe được lời nói khó hiểu của người mặc áo choàng, Huyết Nhân giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Hắn ta lập tức đứng dậy không chút do dự, kêu gọi huyết lực và chuẩn bị tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Nhưng khi hắn ta chuẩn bị hành động, rắc rắc, trong cơ thể đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó, Huyết Nhân ngã xuống đất giống như một vũng máu thịt, không thể cử động được nữa. Ngươi đã làm gì ta vậy? Tại sao ta không thể cử động được? Huyết Nhân nhận ra có điều gì đó không ổn và hét lên điên cuồng. Cơn đau khắp cơ thể khiến hắn ta gần như ngất đi. Cảm giác như toàn bộ xương trong cơ thể đồng loạt bị gấy. Chắc ngươi đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Người đàn ông mặc áo choàng cúi xuống và lặng lẽ nhìn Huyết Nhân. Đồng tử của Huyết Nhân co lại và hắn ta ngơ ngác nhìn đối phương. Ta dùng xương cốt của ngươi hấp thu sức mạnh này. Đúng, ngươi đúng là đã dung hợp được với nó, nhưng tứ chỉ của ngươi đã đạt đến điểm cực hạn, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Ngươi cố ý làm vậy sao? Đúng. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Đã bao giờ thấy miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống chưa? Đồ khốn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có tin không? Người mặc áo choàng tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi đã nói sẽ không giết ta, ngươi đã thề. Huyết Nhân gầm lên. Người mặc áo choàng lặng lẽ gật đầu, ta chưa từng nói muốn giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Vậy chính xác thì ngươi muốn làm gì? Người đàn ông mặc áo choàng không nói nữa, im lặng một lúc rồi lấy châm bạc ra khỏi cơ thể và bắt đầu đâm từng chiếc một lên người Huyết Nhân. Khi châm bạc đâm vào cơ thể, Huyết Nhân phát hiện cơn đau trong cơ thể mình bắt đầu dần biến mất. Không còn đau đớn như trước nữa, nhưng dần dần, hắn ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn ta thấy mình dường như hoàn toàn mất kết nối với cơ thể này. Hắn không thể cảm nhận được tứ chỉ, đầu, thậm chí là cả tim phổi của mình. Euro ó vẻ như sau khi những cây châm bạc thần kỳ này đâm xuống, hắn ta đã hoàn toàn bị tách khỏi cơ thể vật lý của mình. Huyết Nhân mở miệng một cách khó khăn. Người đàn ông mặc áo choàng phớt lờ hắn ta, trong tay cầm một cây châm vàng và nhìn chằm chằm vào Huyết Nhân. Dưới tấm áo choàng mờ mịt là khuôn mặt tái nhợt và đau đớn. Dường như có một cuộc đấu tranh tư tưởng đang âm thầm diễn ra. Đừng giết ta, đừng giết ta biết sai rồi, xin hãy cho ta một cơ hội nữa được không? Ngươi đã lập lời thề máu, ngươi không thể giết ta được. Huyết Nhân thấy điểm chẳng lành, vội vã hét lên điên cuồng. Nhưng hắn lúc này lại không thể cử động chút nào, giống như một vũng thịt thối. Ta đã nói rồi, ta không có ý định giết ngươi. Người mặc áo choàng khàn giọng nói, nhưng, ta muốn là ngươi. Là ta. Huyết Nhân choáng váng. Sức mạnh của đại hội không dễ đối phó, nhưng nếu ta có sức mạnh của thiên ma, có lẽ. Ta có thể lật đổ đại hội. Cái gì? Huyết Nhân đột nhiên bừng tỉnh và nhớ lại những gì người đàn ông mặc áo choàng đã nói trước đó. Ngươi muốn cướp đi sức mạnh của A? Không. Huyết Nhân gầm lên. Cơ thể hắn đột nhiên phóng ra huyết khí vô tận. Giống như một quả bóng xì hơi khiến hơi bay ra tứ phía. Người mặc áo choàng chậm rãi đứng dậy, hạ mũ trùm đầu xuống, thờ ơ nhìn Huyết Nhân, sau đó cắt cổ tay mình cho máu rỏ xuống. Huyền Dương lặng lẽ đứng trước lối ra của thiên thần đạo, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, một bóng người bước ra khỏi thiên thần đạo. Là người nhà họ Trần ở Nam Đô. Trần gia chủ quả thực sức mạnh phi thường,
Ông là người đầu tiên vượt qua thử thách, khâm phục. Khâm phục. Huyền Dương thu lại vẻ mặt u ám, nở một nụ cười giả tạo, bước tới chắp tay nói. Ha ha ha, Huyền Dương đại nhân, thiên thần đạo của đại hội quả thực là phi phàm. Không chỉ những người trong gia tộc của tôi được tăng cường thực lực, đến tu vi của tôi cũng được đột phá. Thật muốn quay lại đó một lần nữa. Trần gia chủ cười lớn, vừa vuốt râu vừa nói. Lợi ích của thiên thần đạo đến từ tinh thạch bên trong, còn cả khí tức tỏa ra từ di thể của đại năng. Chỉ cần đi qua thiên thần đạo một lần là sẽ hấp thu được những thứ đó. Cho dù có đi lại lần nữa thì cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Huyền Dương mỉm cười. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ha 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 ha. Người nhà họ Trần vẫn rất phấn khởi. Nhưng những người bước ra đằng sau, trạng thái lại hoàn toàn khác nhau. Có người cũng vui mừng như người nhà họ Trần, sắc mặt hồng hào rạng rỡ. Nhưng một số người cơ thể đầy vết bầm tím và khuôn mặt thì tái mét. Đặc biệt là người của Thương Kiếm Tông đến từ Hạ Tây. Huyền Dương đại nhân, tại sao bên trong lại đột nhiên xuất hiện một con vượn hung ác? Thương Kiếm Tông chủ tiến về phía trước mấy bước, tức giận hỏi, không phải ông nói bên trong chỉ là một khảo nghiệm nhỏ thôi sao? Con vượn hung dữ đó rất mạnh mẽ, gặp người là giết. Nếu như các trưởng lão của Thương Kiếm Tông không bảo vệ tôi, có lẽ tôi đã mất mạng ở bên trong. Đúng vậy, tại sao hôm nay thiên thần đạo lại nguy hiểm như vậy? Tôi suýt thì không thoát ra được. Mọi người giận dữ hỏi, thái độ rất bất mãn. Có điều Huyền Dương đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này, ông ta bình tĩnh nói, thiên thần đạo là đường hầm do đại năng cổ xưa để lại. Nó trải dài khắp các phương hướng, có nhiều ngã rẽ và cơ duyên khác nhau, cho nên nguy hiểm cũng khác nhau. Có lẽ mọi người đã chọn phải con đường nguy hiểm nhất, nếu nói thẳng ra thì chỉ là do vận may của các vị không tốt mà thôi. Nhiều người tức giận đến không nói nên lời. Nếu đã như vậy thì hội nghị lần này chúng tôi xin cáo từ trước. Thương Kiếm Tông chủ cố nén cơn tức giận, thản nhiên chắp tay rồi quay người rời đi. Chờ đã! Huyền Dương hét lên. Thương Kiếm Tông chủ dừng lại một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn Huyền Dương. Huyền Dương đại nhân còn gì chỉ giáo? Huyền Dương khế mỉm cười, nói, mọi người đừng tức giận. Xảy ra chuyện như vậy trong thiên thần đạo là chuyện chúng tôi không ngờ tới. Để xin lỗi, đại hội sẽ bồi thường cho các vị. Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt hơi dịu đi, nhưng vẫn có chút nghỉ hoặc. Huyền Dương tiếp tục nói, tôi sẽ xin cấp trên một lô pháp bảo và bí tịch tu luyện, các vị thấy thế nào? Ông ta dứt lời, đám người kia đều sáng mắt lên. Đồ của đại hội thì chắc chắn phải là hàng thượng phẩm. Nếu như vậy thì xin cảm tạ Huyền Dương đại nhân. Thương Kiếm Tông chủ mỉm cười. Người đâu, mau đưa các vị đây đi nghỉ ngơi. Huyền Dương gọi các đệ tử đại hội tới dẫn họ đi. Việc này, đã tìm hết mọi nơi bên trong chưa? Tìm cả rồi, cũng đã lật tung mọi ngóc ngách của núi Thánh Huyền. Không bỏ sót nơi nào đấy chứ. Cái này, ngoại trừ đại điện của hội trưởng ra thì chỉ còn nơi đó. Thuộc hạ kia thận trọng nói. Huyền Dương sắc mặt thay đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ông ta suy nghĩ một lát, khàn giọng nói, theo tôi tới đó xem. Huyền Dương nhanh chóng cùng tâm phúc của mình đi tới nơi bí ẩn đó. Dọc đường đi, Huyền Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng muôn vàn suy nghĩ quay cuồng đan xen. Nếu người đó thực sự ở đó thì việc này sẽ càng khó giải quyết. Nhưng theo logic mà nói, nơi đó khó tìm như vậy, làm sao người mặc áo choàng có thể xuất hiện ở đó? Có lẽ nào, là do hành động lần này. Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng Huyền Dương càng ngày càng lớn. Báo cho quân dạ đại nhân, bảo ngài ấy điều quân Thánh Huyền đến. Huyền Dương hạ giọng ra lệnh. Quân Thánh Huyền. Tâm Phúc bên cạnh sửng sốt, giọng run run, đại nhân, muốn điều động quân Thánh Huyền cần phải có mệnh lệnh của hội trưởng. Vậy thì hãy đến gặp hội trưởng và xin phép, mau đi đi, nói đó là yêu cầu của. Tôi, Huyền Dương quát lên, thuộc hạ Tâm Phúc của ông ta không dám do dự, lập tức chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu, Huyền Dương dẫn một nhóm thuộc hạ mà ông ta tin cậy đến một vách núi ở trung tâm thiên thần đạo. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi kéo công tắc giấu ở góc dưới bên phải của vách núi. Rầm rầm, một con đường đột nhiên xuất hiện sau vách núi vừa nứt ra, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ đó. Canh gác nơi này, không cho người ngoài tới gần. Tuân lệnh, đám thuộc hạ hô lên. Huyền Dương hít sâu một hơi, bước vào trong trước, những cao thủ đằng sau cũng theo sát, tất cả đều có vẻ rất lo lắng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ có thể dễ dàng nhận ra, những người này cũng không biết nơi này có một lối đi bí mật như vậy. Cộng thêm mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến họ lập tức ý thức. Được nơi này tuyệt đối không phải là nơi an toàn.
Bên trong hang động tràn ngập một khí thức cổ kính và huyền bí, những bức tường lung linh ánh sáng kỳ lạ. Đại nhân, đây là nơi nào? Một cao thủ chè thang ép sư phụ cẩn trọng hỏi. Đây là một trong những cấm địa của đại hội, im lặng. Huyền Dương thấp giọng quát. Không ai dám nói gì. Dần dần, cảnh tượng trước mắt đã làm đảo lộn nhận thức của những kẻ bước vào đây. Xương trắng chảy thành đường và máu chảy thành sông. Càng đi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt càng kinh hãi. Không lâu sau, Huyền Dương đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn thấy một cái xác khổng lồ. Đó không phải là xác của con người mà là của một con vượn. Huyết vượn, đã chết. Huyền Dương kinh hãi, cuối cùng đã có thể xác nhận suy đoán của mình là đúng. Ông ta nhìn về phía trước và tăng tốc độ. Kẻ trộm, sao cậu dám đột nhập vào cấm địa của đại hội? Huyền Dương hét lớn, đi tới cuối con đường sau khe nứt. Tuy nhiên, khi đi đến cuối, ông ta lại không nhìn thấy bóng dáng người mặc áo. Choàng. Thay vào đó, ông ta chỉ nhìn thấy một bóng người đẫm máu cúi đầu ngồi trên chiếc ghế đầu lâu. Hừm. Huyền Dương sững lại, nhìn quanh. Ngoại trừ những xác chết đẫm máu, xung quanh không có ai khác. Huyền Dương đại nhân, có chuyện gì sao? Lúc này, bóng người ngồi trên ghế xương nói bằng giọng khàn khàn và chói tai. Người đang ngồi vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói đó khiến những người nghe thấy phải kinh ngạc, sau lưng họ truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Đối phương không trả lời câu hỏi của Huyền Dương mà bình tĩnh nói. Huyền Dương sững lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói kia lại vang lên. Đợi một chút, hay là các người ở lại giúp ta luyện tập nhé? Nghe thấy lời này, mặt đám người lập tức biến sắc, trong mắt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi. Huyền Dương cũng không phải ngoại lệ. Sắc mặt ông ta tái nhợt, vội vàng nở nụ cười nói, Khải Uyên đại nhân, chúng tôi còn có việc quan trọng phải làm. Tôi sẽ báo lại với cấp trên vấn đề giúp ngài tu luyện. Phải chờ bao lâu? Rất nhanh thôi, nếu như Khải Uyên đại nhân cần tu luyện gấp, vậy tôi để lại mấy người này được không? Huyền Dương mỉm cười. Đám người phía sau nghe được lời này đều kinh ngạc nhìn về phía Huyền Dương. Huyền Dương đại nhân, tôi, bọn tôi làm sao có thể giúp Khải Uyên đại nhân tu luyện được? Đại nhân, tôi không muốn ở lại. Đám thuộc hạ kinh hồn bạt vía, đồng thanh hét lên. Thế nhưng Huyền Dương lại hừ lạnh, ý các người là gì? Khải Uyên đại nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch cơ mật của đại hội, không thể để việc tu luyện của ngài ấy xảy ra sơ sót gì. Các người được phục vụ Khải Uyên đại nhân cũng chính là đóng góp to lớn cho đại hội, biết bao nhiêu người muốn mà chẳng được kia. Vậy mà các người dám từ chối. Nói xong, Huyền Dương quay người nói, cứ ở lại đây, khi nào Khải Uyên đại nhân cho phép thì mới được đi. Khi đó hãy đến tìm tôi. Đám người vô cùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Huyền Dương. Một số người không biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng một số người biết rõ nội tình lại không thể ngồi yên. Huyền Dương, bản thân ông không ở lại nhưng lại bắt chúng tôi ở đây chờ chết. Tôi nói cho ông biết, tôi nhất định sẽ không biến mạng mình thành tài nguyên tu luyện cho kẻ khác. Một người gầm lên, quay người lao ra ngoài. Đồ khốn nạn, tự lao đầu vào chỗ chết. Huyền Dương tức giận giơ tay lên, phóng một luồng khí mạnh về phía người vừa lao ra ngoài. Thực lực của người đàn ông này không đủ mạnh để chống lại Huyền Dương, anh ta bị đánh ngã xuống đất, nôn ra máu và không thể đứng dậy. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều bị sốc. Mau, chạy đi, Huyền Dương sắp hiến tế chúng ta cho Khải Uyên. Khải Uyên này đang tu luyện thiên ma công. Những gì còn sót lại trên mặt đất đều là những mạng người mà hắn dùng để tu luyện. Nếu chúng ta bị bỏ lại phía sau, chúng ta sẽ chết chắc. Chạy đi, người đàn ông hét lên một cách khó khăn. Anh ta dứt lời. Đám đông lập tức bùng nổ, mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Huyền Dương hai mắt tức giận trợn to, lớn tiếng hét lên, không ai có thể chạy trốn. Dừng lại. Khải Uyên không nói gì, chỉ ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn khung cảnh hỗn loạn. Huyền Dương nổi gân xanh trên trán, vừa thi triển công pháp tấn công đám người đang chạy trốn vừa nói, Khải Uyên đại nhân, tôi sẽ bắt hết bọn chúng lại. Ngay. Huyền Dương lần này không hề tỏ ra thương xót, ông ta sẽ giết bất cứ kẻ nào. Muốn trốn thoát. Thấy không thể an toàn rời đi, mấy người kia chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chống trả. Huyền Dương mạnh đến mức giống như hổ giữa bầy cừu, chẳng mấy chốc, hết người này đến người khác ngã xuống. Nhưng một số người đã thoát ra khỏi khe núi. Các người nghĩ chạy ra khỏi đây là không sao à? Dám ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của tôi, ý đồ mưu phản. Người đâu, bắt hết chúng lại. Huyền Dương hét lớn, khung cảnh thật hỗn loạn. Đủ rồi. Người ngồi trên ghế bình tĩnh nói. Ông có thể lui xuống được rồi. Vâng thưa Khải Uyên đại nhân, nếu còn cần gì nữa xin cứ thông báo với tôi.
Huyền Dương mỉm cười, lập tức đi ra khỏi khe nứt. Sau khi Huyền Dương rời đi, trong khe nứt tràn ngập một sự sợ hãi và tuyệt vọng đến nghẹt thở. Những thành viên bị bắt lại của đại hội ngã gục xuống đất, run rẩy nhìn huyết nhân đang ngồi trên chiếc ghế đầu lâu. Những người ban đầu chưa hiểu sự tình giờ cũng đã phản ứng lại. Lúc này, huyết nhân đột nhiên chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía đám người. Mỗi bước đi dường như dẫm lên trái tim của bọn họ, khiến tim họ đập nhanh hơn. Đừng sợ, giọng nói của huyết nhân khàn khàn nhưng lại có sức xoa dịu kỳ lạ. Nhưng những người kia vẫn run rẩy một cách không thể kiểm soát. Không ai dám nói gì. Họ có cảm giác như đang đối mặt với một con quỷ. Huyết nhân chậm rãi nói, tôi biết bây giờ các người đang vô cùng sợ tôi. Nhưng tôi muốn nói thế lực khiến các người rơi vào tận cùng tuyệt vọng như hiện tại không phải tôi mà là đại hội. Những người kia sững lại, cúi đầu không nói gì. Trong mắt đại hội, các người chỉ là những công cụ đáng thương, những con bọ, những đồ vật có thể tùy ý vứt bỏ. Cũng là những con rối bị giật dây không có tự do thực sự, thậm chí đánh mất luôn cả danh tính của bản thân. Vận mệnh của các người bị kiểm soát, sự sống và cái chết của các người thậm chí còn do kẻ khác định đoạt, từng lời nói của huyết nhân giống như từng nhát búa nặng nề gõ vào lòng những người kia. Nhìn bộ dạng hiện tại của các người, bị Huyền Dương đối xử như loài súc. Sinh, thật sự là đáng thương, đáng hận, giọng nói của huyết nhân lại vang lên. Đại nhân, ngài định giết chúng tôi sao? Cuối cùng có một người run rẩy hỏi. Thà cậu đi hỏi những xác chết xung quanh xem ơ. Huyết nhân bình tĩnh đáp. Đám người nghe được lời này, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, sợ hãi đến cùng cực. Sao vậy, các người không muốn chết? Huyết nhân đột nhiên hỏi. Đại nhân, chúng tôi không muốn chết, chỉ cần ngài không giết chúng tôi, muốn chúng tôi làm gì cũng được. Nghe huyết nhân hỏi vậy, họ cho rằng mình vẫn còn cơ hội sống sót nên vội vã hét lên như điên. Huyết nhân hài lòng gật đầu, kỳ thực tôi và các người đều giống nhau. Đại hội lợi dụng tôi để luyện thiên ma công, bọn họ chỉ dùng tôi làm công cụ. Tôi nghĩ, giờ các người đều vô cùng căm hận đại hội phải không? Nghe xong lời này, có người vội vàng gật đầu, có mấy người lại do dự nhìn nhau. Sao vậy, các người vẫn còn điều gì phải kiêng dè sao? Thưa đại nhân, ngài muốn chúng tôi, cùng ngài đối phó với đại hội phải không? Đối phó, đây chỉ là trả thù mà thôi, lẽ nào các người đã tha thứ cho Huyền Dương? Cái này, các người tự mình lựa chọn, muốn hợp tác với tôi thì ở lại. Nếu không muốn hợp tác thì có thể rời đi, tôi sẽ không giết. Huyết nhân giơ tay lên, rầm rầm rầm, khe nứt lại mở ra. Mọi người ngơ ngác nhìn con đường vừa mở ra, trong lòng vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng, một người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù tôi có ra ngoài, một ngày nào đó tôi có thể lại bị Huyền Dương bán rẻ. Đại nhân, tôi sẽ đi. Theo ngài, Euro ó người dẫn đầu. Nhiều người khác cũng tỏ lòng sẵn sàng đi theo huyết nhân. Chủ nhân, ngài cần chúng tôi làm gì? Euro ó người hỏi. Đi khỏi đây. Huyết nhân thì thầm, tôi sẽ thả các người ra và quay lại vị trí ban đầu của mình, nhưng các người phải làm theo những gì tôi nói và lấy một số thứ từ đại hội cho tôi. Huyết nhân ghé vào tai mọi người và thì thầm chi tiết về nhiệm vụ. Mọi người đều nghiêm trang và chăm chú lắng nghe từng lời. Giải thích xong, huyết nhân xua tay nói, đi đi, nhớ kỹ. Cẩn thận không được để bị lộ. Mọi ngư, đầu, quay người đi về phía con đường vừa nứt ra. Bóng họ lướt đi trong đêm tối rồi dần biến mất. Huyết nhân lại ngồi tựa lưng vào ghế đầu lâu, đôi mắt hơi nhắm lại, dường như đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Nhưng rất nhanh, miệng huyết nhân mở ra, phun ra một lượng lớn máu. Không được, năng lượng trong cơ thể vẫn còn quá hỗn loạn, cũng may ban nấy có Huyền Dương giúp giải quyết mớ hỗn độn, nếu không tình trạng hiện tại của mình không tiện ra tay. Huyết nhân lẩm bẩm, nhìn về phía chiếc áo choàng dính máu nằm trên mặt đất bên cạnh rồi giơ tay vẫy vẫy. Bụp, chiếc áo choàng ngay lập tức biến thành những mảnh vụn và biến mất. Hóa ra huyết nhân hiện tại chính là người đàn ông mặc áo choàng trước đó. Anh liếc nhìn chiếc quan tài đặt trong góc và hít một hơi thật sâu, vì mục đích to lớn này, nhất định phải hấp thụ được sức mạnh này càng sớm càng tốt. Bằng bất cứ giá nào. Anh nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, bắt đầu điều khiển năng lượng hỗn loạn trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, một luồng sức mạnh bí ẩn dâng trào từ trong trường ấn của anh. Lúc đầu, năng lượng trong cơ thể anh giống như một con ngựa hoang chạy điên cuồng, lao ra tứ phía, gây ra những cơn đau đớn trong kinh mạch. Nhưng anh nghiến răng, chịu đựng cơn đau và tiếp tục điều khiển luồng năng lượng. Thời gian trôi qua, trán huyết nhân lấm tấm những giọt mồ hôi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tuy nhiên, ý chí của anh không hề dao động,
anh không ngừng điều chỉnh hơi thở và cố gắng giữ cho tâm trí mình bình tĩnh. Dần dần, năng lượng hỗn loạn bắt đầu tụ lại trong đan điền dưới sự chỉ đạo của anh, nhưng lúc này, áp suất trong đan điền tăng mạnh, giống như một quả bóng bay sắp nổ tung. Anh rất cẩn trọng và bắt đầu tinh chỉnh những năng lượng này một cách chậm rãi theo khẩu quyết của Thiên Ma Giáng Lâm Quyết. Mỗi lần luyện công giống như đang đi trên bờ vực thẳm, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vĩnh viễn không thể quay đầu. Không biết qua bao lâu, năng lượng trong đan điền cuối cùng cũng bắt đầu trở nên ôn hòa hơn, bị huyết nhân từng chút một luyện chế và hấp thu. Anh có thể cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng tăng, và kinh mạch ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh này. Không biết sau đó bao lâu. Khá ổn rồi. Anh từ từ đứng dậy, đi đến chỗ chiếc quan tài đang xa rồi mở nắp quan tài. Bên trong là một cơ thể đã hoàn toàn đông cứng. Mặc dù đôi mắt của người bên trong vẫn có thể cử động nhưng cơ thể đã như hóa đá, không thể cử động chút nào, chỉ có một hơi thở yếu ớt đủ để duy trì sự sống. Nhìn thấy quan tài được mở ra, người đàn ông nằm bên trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng khi nhìn rõ đối phương, hắn ta lại lộ ra vẻ vui mừng như muốn phát điên và không ngừng đảo mắt, dường như đang muốn truyền đạt một thông nào đó. Nhưng huyết nhân trước mặt chỉ cười nhạt với hắn. Đó là bởi vì tôi muốn anh tận mắt chứng kiến toàn bộ đại hội sẽ bị tôi phá hủy như thế nào. Huyết nhân giọng khàn khàn nói, sau đó lùi lại hai bước, giơ ngón tay lên và vẽ xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau, anh đã vẽ ra một ma trận đáng sợ. Bây giờ, có thể bắt đầu được rồi. Rầm rầm, toàn bộ thiên thần đạo bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lúc này, Huyền Dương và tất cả những người trong đại hội đang đứng ngoài thiên thần đạo đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có động đất à? Nhiều người kêu lên. Không có gì, không có gì. Huyền Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỉm cười trấn an đám người. Xem ra Khải Uyên đại nhân đã đột phá tu vi, nếu không sẽ không gây ra ồn ào lớn như vậy. Xem ra phải chọn thêm tài nguyên tu luyện tốt để giúp đỡ Khải Uyên đại nhân mới được. Huyền Dương đang suy nghĩ, vừa định rời đi thì chợt nhìn thấy từng bóng người lần lượt chạy ra khỏi thiên thần đạo. Huyền Dương giật mình nhận ra đây chính là nhóm người mà mình đã bỏ lại trước đó. Dừng lại! Huyền Dương hét lên. Đám người đều sững lại và ngay lập tức dừng lại tại chỗ. Tại sao các người lại đi ra ngoài? Huyền Dương sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Sắc mặt của mấy người kia thay đổi, âm thầm trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Một người trong đó vội vàng chắp tay, gương mặt tươi cười nói, Huyền Dương đại nhân, Khải Uyên đại nhân không cần tới chúng tôi để tu luyện. Ngài ấy đã tu luyện tới thời điểm then chốt nên dặn chúng tôi ra ngoài tìm một số loại nguyên liệu đặc biệt để giúp ngài ấy đột phá cảnh giới. Một người khác tiếp tục nói, đúng vậy, Huyền Dương đại nhân. Khải Uyên đại nhân nói những nguyên liệu này cực kỳ quan trọng, tìm được chúng mới có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, nếu không bao nhiêu công sức trước nay sẽ đổ sông đổ bể. Chúng tôi không dám chậm trễ nên đang định quay lại báo cáo chuyện này. Với ngài. Vậy sao? Huyền Dương cau mày, có chút nghỉ hoặc. Nhưng xét đến năng lực của Khải Uyên, những người này chắc chắn sẽ không thể rời đi nếu không có sự cho phép của hắn. Khải Uyên đại nhân yêu cầu các người tìm nguyên liệu gì? Huyền Dương trầm giọng hỏi. Việc này, Khải Uyên đại nhân dặn rằng nên giữ bí mật, chỉ cần chúng tôi đi tìm là được rồi. Vậy sao? Huyền Dương nhìn chằm chằm người này, sau đó gật đầu liên tục, trầm giọng nói, được, vậy các người cứ làm đi. Nhớ kỹ, chuyện vừa rồi ở bên trong không được phép kể lại cho bất kỳ ai. Nếu tôi biết các người hé răng nửa lời thì cẩn thận bay đầu. Đại nhân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dám nói ra. Đám người gật đầu như bổ củi rồi vội vã rời đi. Huyền Dương nhìn chằm chằm bóng người rời đi, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vì lý do nào đó, ông ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Thưa đại nhân, đã đến lúc đi chủ trì hội nghị rồi. Lúc này, một người trong đại hội đi tới, cung kính nói. Vẫn chưa tìm thấy tên mặc áo choàng đó à? Việc này, một đám rác rưởi vô dụng, tiếp tục tìm cho tôi, cho dù phải đào ba thước. Xuống đất cũng nhất định phải bắt được hắn. Vâng, người kia vội vã đáp, Huyền Dương khoát tay áo, xoay người rời đi. Sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo choàng đã cản trở nghiêm trọng tiến trình của hội nghị lần này. Những người vừa ra khỏi thiên thần đạo được đại hội xếp vào khu vực đặc biệt. Sau khi mọi người bình phục vết thương, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Những người được hưởng lợi đều ca ngợi đại hội. Người bị thương thì chỉ muốn rời đi ngay lập tức, không ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Tất nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất chính là người đàn ông mặc áo choàng. Trên thế giới quả thực có rất ít người dám công khai khiêu chiến với đại hội.
Các vị, mọi người hồi phục thế nào rồi? Tôi thấy khí sắc của mọi người đều khá ổn. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy chuyển sang tiết mục tiếp theo. Huyền Dương mỉm cười. Tiết mục tiếp theo. Vâng, xin mời mọi người, đã đến lúc chúng ta gặp hội trưởng rồi. Huyền Dương dẫn mọi người đi về phía đỉnh núi Thánh Huyền. Trên đường đi, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, bọn họ đều đang suy đoán xem chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi leo lên con đường núi quanh co, cuối cùng mọi người cũng lên tới đỉnh. Họ nhìn thấy đỉnh núi giống như một xứ sở thần tiên, tiên khí trôi lãng đãng, mặt trời, mặt trăng và các vì sao dường như chỉ cách đầu họ có vài thước, cảnh tượng vô cùng lộng lẫy và tuyệt đẹp. Ở trung tâm đỉnh núi là một cung điện tráng lệ. Mọi người vừa đến nơi, cửa cung điện từ từ mở ra, một bầu không khí trang nghiêm lập tức ập về phía họ. Bước vào cung điện, một người mặc áo choàng đen viền vàng đứng ngay chính giữa phía trên cung điện. Người này nhìn không rõ dung mạo. Đây chắc chắn là hội trưởng của đại hội. Bái kiến hội trưởng, mọi người đồng thanh chào. Hội trưởng hơi giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Ông ta liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói, các vị đã vất vả trong hội nghị lần này. Mọi người tới đây tham dự đúng là chuyện tốt của Long Quốc. Hội trưởng khách sáo gì được hội trưởng mời tới đây mới là vinh dự của chúng tôi. Nhiều người hào hứng nói. Được tận mắt nhìn thấy hội trưởng đã là một vinh dự mà họ có thể mang đi khoe khoang khắp nơi. Hội trưởng khẽ gật đầu, nói tiếp, tôi nghĩ Huyền Dương đại nhân hẳn là đã nói cho các vị biết mục đích của đại hội lần này, nhưng xem ra hội nghị lần này diễn ra không hề thuận lợi, luôn có những xáo trộn nhỏ. Nhưng không sao, đại hội đã cử người đi xử lý êm xuôi. Hội nghị lần này có tầm quan trọng rất lớn, không thể gián đoạn, cho nên các nghi thức tiếp theo sẽ do hội trưởng đích thân cử hành. Bởi vì việc có liên quan đến sự an toàn của Long Quốc, từ nay trở đi không ai có thể rời khỏi đây vì bất cứ lý do gì. Các vị có ý kiến gì không? Ông ta nói dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng do uy nghiêm của hội trưởng nên không ai dám phản bác. Chúng tôi không phản đối. Hội trưởng hài lòng gật đầu nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu nghi thức. Tiếp theo, hội trưởng phất tay, một tia sáng lóe lên. Trong cung điện lập tức xuất hiện một pháp trận khổng lồ. Những phù văn trên pháp trận nhấp nháy, và những dao động của một luồng sức mạnh bí ẩn tràn ngập không gian. Mọi người hãy bước vào trong pháp trận, hội trưởng nói. Mọi người đều kinh ngạc. Hội trưởng, đây là pháp trận gì vậy? Hội trưởng bình tĩnh nhìn sang, chậm rãi nói, đây là pháp trận có thể giúp Long Quốc thịnh vượng, nếu bước vào trong đó, các vị sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Mọi người nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng dưới sự quan sát của hội trưởng, họ vẫn chậm rãi bước vào trong pháp trận. Vừa bước vào, mọi người đều cảm thấy một áp lực cực mạnh đè lên người, như thể có vô số đôi bàn tay vô hình đang kéo lấy họ. Ai có người không khỏi kêu lên. Hội trưởng không có phản ứng gì, không ngừng lẩm bẩm niệm chú, ánh sáng của pháp trận càng ngày càng mạnh. Lúc này, gia chủ nhà họ Trần giọng run run lớn tiếng hỏi, hội trưởng, sao lại đau như vậy? Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, ông có ý gì? Ông cho rằng đại hội chúng tôi đang muốn hại người sao? Nghi thức này chỉ có lợi cho các người, cứ chờ đi. Nhưng tia sáng ông ta phóng ra vừa tiếp xúc với bóng đen liền bị đánh bay. To gan! Muốn chết à? Những cao thủ của đại hội xung quanh đều tức giận, lao về phía bóng đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.